Trầm Mặc Nùng lại tuyệt không giật mình, phảng phất đã sớm biết. Nàng nói ra, ta chưa hề nói Linh Nhi không bằng La Quân, chỉ bất quá, tăng thêm La Quân, ngài cũng coi là nhiều một phần bảo hộ. Ngài làm sao lại không làm? Tư Đồ Viêm ánh mắt sâu chìm xuống, hắn nói ra, thế nhưng là ngươi cũng phải biết, thiên mệnh giả cuối cùng chỉ có thể có một cái. Linh Nhi không sẽ phản bội ta Tư Đồ ra, ta nếu để hắn đi tham gia thần vực khảo thí, ngày sau chẳng phải là muốn trở thành ta Tư Đồ ra đại địch sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, tương lai sự tình, chúng ta ai cũng không nói chắc được. Nhiều ngày như vậy mệnh giả tồn tại, bọn họ nhất định có chém giết. Nhưng là trước lúc này, Linh Nhi cùng La Quân kết minh cùng một chỗ, lại có cơ hội có thể đem còn lại thiên mệnh giả đánh bại. Ngài nói đúng không, giai đoạn hiện nay tới nói, La Quân là minh hữu, không là địch nhân. Mà lại, ta có thể lấy nhân cách đảm bảo, La Quân về sau tuyệt sẽ không hướng Tư Đồ ra, hướng ngài lấy oán báo ân. Tư Đồ Viêm lâm vào suy nghĩ bên trong, hắn chậm rãi nói ra, Thẩm trưởng phòng, người nhân cách ta tuyệt đối tin qua được. Nhưng chuyện này, ta còn muốn hảo hảo cân nhắc một phen. Hắn đón đến, còn nói thêm, không bằng như vậy đi, ngươi về trước đi. Ngươi để La Quân tại ta chỗ này nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi buổi sáng tới, ta sẽ cho ngươi đáp án. Trầm Mặc Nùng nhân tiện nói, tốt, vậy vãn bối trước cáo từ. Nàng nói xong xoay người rời đi. La Quân không khỏi có chút im lặng, hắn cũng không muốn đợi ở chỗ này. Nhưng hắn dù sao đã là người trưởng thành, cho nên không có khả năng còn rụt rè, muốn theo Trầm Mặc Nùng đi đường. Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền đi. La Quân đối mặt Tư Đồ Viêm cùng Ngô Bá, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Tư Đồ Viêm lại cũng không có làm khó La Quân, chỉ là hướng Ngô Bá nói ra, lão Ngô, nhanh đến cơm trưa thời gian, người đi để người phía dưới chuẩn bị cơm trưa đi. Ngô Bá lập tức nói ra, đúng. Tư Đồ Viêm lại nói với La Quân, La Ca, người đi theo ta đi. La Quân lập tức cung kính nói ra, vâng, lão gia tử. Tư Đồ Viêm đứng người lên, hướng bên trong đi đến. La Quân theo ở phía sau. Tư Đồ Viêm mang theo La Quân đi vào trà trong sảnh, cái kia trà sảnh trên bàn trà, có chuyên môn trà cụ. Mỗi một dạng trà cụ đều là cổ hương cổ sắc. Bàn trà bên cạnh, một tên nha hoàn đang tinh tế pha trà. Tư Đồ Viêm ngồi xuống, sau đó nhất chỉ bên cạnh, nói, ngươi cũng ngồi. La Quân xác nhận, liền đi theo ngồi xuống. Nha hoàn kia lập tức cho hai người cua được trà nóng. Ngươi nếm thử trà này, Tư Đồ Viêm từ tốn nói. La Quân cầm dậy màu sắc cổ xưa chén trà, chậm rãi trà một ngụm. Thế nào, Tư Đồ Viêm hỏi. La Quân sắc mặt có chút cổ quái, nói ra, không tốt uống, rất lợi hại khổ. Tư Đồ Viêm nhất thời trừng mắt, nói, ngươi cái hỗn tiểu tử, ta đây là đỉnh cấp đại hồng bào, thu từ nham trà chi đỉnh, trên thị trường cũng mua không được. Chính thức có tiền mà không mua được, ngươi lại còn nói không tốt uống. La Quân cười khổ, nói ra, lão gia tử, ta liền sẽ uống rượu bia ướp lạnh. Ngươi muốn ta đánh giá rượu bia ướp lạnh, ta còn có thể được. Trà này cho ta hoàn toàn là trâu gặm mẫu đơn. Tư Đồ Viêm im lặng, hắn nói với nha hoàn, cho tiểu tử này rót một ly nước sôi để nguội tới. Nha hoàn kia lập tức ứng. Tư Đồ Viêm liền chính mình uống một ngụm trà, hắn uống về sau. Một mặt hưởng thụ cùng say mê. Rất nhanh, nha hoàn cho La Quân ngược lại nước sôi để nguội tới. La Quân uống lên nước sôi để nguội đến, ngược lại cảm thấy rất thuận miệng. Lúc này, Tư Đồ Viêm nói ra, La tiểu ca, ngươi cảm thấy ngươi là một cái dạng gì người? Có thể đánh giá một chút chính ngươi sao? La Quân biết Tư Đồ Viêm là đang khảo sát chính mình. Hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra, ta coi là một người tốt, không xấu. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, người tốt. La Quân nhìn về phía Tư Đồ Viêm con mắt, nói ra, không sai. Tư Đồ Viêm bình tĩnh nhìn lấy La Quân mắt cũng không chớp. Tốt, tốt, Tư Đồ Viêm nói liên tục hai tiếng tốt, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn còn nói thêm, người có thể cùng ta nói một chút, người trước mắt gặp được phiền phức là cái gì không? Vì cái gì ngươi muốn thần vực? La Quân biết Tư Đồ Viêm là tuyệt đối khôn khéo người. Ở trước mặt hắn. Nói láo không cần thiết, tốt nhất cũng là ăn ngay nói thật, lấy thẳng thắn để đả động hắn. Cho nên La Quân lập tức liền bắt đầu giảng chính mình trước kia là tại Châu Phi làm gì, trở về là bởi vì cái gì, lại thế nào chọc Lao Sơn nội gia quán các loại. Cho tới hôm nay, bởi vì cố kỵ Tiêu Băng tình các loại. Hắn trọn vẹn giảng hơn nửa giờ vừa rồi kể xong. Trong lúc đó, Ngô Bá đến hô ăn cơm cũng bị Tư Đồ Viêm vung lui xuống đi.
Đợi La Quân sau khi nói xong, Tư Đồ Viêm nói ra, nói như vậy đứng lên, ngươi sở dĩ phải vào thần vực, cũng là muốn bảo hộ bên cạnh ngươi bằng hữu. La Quân nói ra, cũng không có cao cỡ nào còn, phiền phức là ta mang cho các nàng. Nếu như ta không giải quyết thì phủi mông một cái rời đi, vậy ta cũng không xứng làm một người nam nhân. Tư Đồ Viêm nói ra, vậy được rồi, ta nhìn ra được, ngươi là một cái đặc biệt tự tôn người, Ninh Chiết bất nạo. Giả dụ ngươi có thể ở chỗ này cho ta dập ba cái khấu đầu, ta liền đáp ứng giúp ngươi. La Quân trên mặt bất động thanh sắc, hắn cũng không kinh ngạc, chỉ nói là nói, lão gia tử, ngài là tiền bối, ta là vãn bối. Ta cho ngài dập đầu cũng không tính mất mặt, bất quá cái này dập đầu hẳn là ta cam tâm tình nguyện, nếu như là ngài yêu cầu, đây cũng là biến vị nói. Ta biết ngài là muốn thí nghiệm ta như đập, trong lòng ngài ngược lại sẽ thất vọng. Nhưng thẳng thắn mà nói, mặc kệ ngài mất hay không nhìn, ta cũng sẽ không dập đầu. Tư Đồ Viêm từ tốn nói, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn lấy bằng hữu của ngươi đi chết? Thì vì ngươi tự tôn. La Quân nói ra, đầu người trước muốn yêu chính mình, sau đó mới có thể yêu người khác. Ta cố nhiên quan tâm bằng hữu của ta, nhưng ta không thể vứt bỏ ta nguyên tắc cùng tuyến. Ta cũng không phải là một cái vĩ đại người, ta cho chính ta định nghĩa là một người tốt, một tiểu nhân vật. Tư Đồ Viêm nói ra, vậy ta hỏi lại ngươi, hôm nay ta như giúp ngươi, cũng coi như cùng ngươi có ân. Nhưng ngươi cùng ta nhà Linh Nhi đều là thiên mệnh giả, tương lai ở trước mặt các ngươi. Chương 144, kỳ diệu khảo nghiệm. Tư Đồ Viêm nói ra, vậy ta hỏi lại ngươi, hôm nay ta giúp ngươi, cũng coi như cùng ngươi có ân. Nhưng ngươi cùng ta nhà Linh Nhi đều là thiên mệnh giả, tương lai ở trước mặt các ngươi, đứng trước sinh tử đối quyết, chỉ có thể sống một cái, ngươi sẽ như thế nào làm? La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, giả thiết muốn thật có một ngày như vậy, ta muốn cùng Linh Nhi tiểu thư quyết đấu. Nếu là ta thua, tự nhiên ta là nên chết. Nếu là ta may mắn thắng, là còn hôm nay tri ân tình, ta sẽ thả nàng một lần. Tư Đồ Viêm sắc mặt hơi hơi cổ quái, nói ra, người tiểu tử này, quả nhiên là một điểm chịu thua lời nói cũng sẽ không nói sao. La Quân cười khổ, nói ra, hôm nay cầu lão gia tử ngài hỗ trợ, chính là sinh tử tồn vong chi đại sự. Tại ngài tới nói, cũng không phải việc nhỏ, tự nhiên không dám có nửa phần hư giả qua loa tắc trách. Tư Đồ Viêm ngay sau đó cũng thì không lại dây dưa cái đề tài này, mà chính là đứng lên, nói ra, tính toán, chúng ta đi ăn cơm đi. La Quân liền cũng đi theo, nói ra, đúng. Trong nhà ăn vẫn là cổ kính, đồ ăn phần lớn lấy Thanh Đạm làm chủ. Hết thảy 4 cái đồ ăn, 3 cái thức ăn chay, 1 cái món ăn mặn. Món ăn mặn lại là thịt kho tàu. La Quân cùng lão gia tử sau khi ngồi xuống, Ngô Bá ở một bên nói ra, lão gia tử luôn luôn ăn chay, đạo này thịt kho tàu là lão gia tử bàn giao, đặc biệt vì La tiểu ca ngươi làm. La Quân vội vàng nói, đa tạ lão gia tử, đa tạ Ngô gia gia. Tư Đồ Viêm mỉm cười, hắn nói ra, ngươi không chê đồ ăn quá mức đơn sơ liền tốt. La Quân nói ra, không dám. Tư Đồ Viêm lại hỏi, muốn uống rượu sao? La Quân nói ra, ngài uống lời nói, vãn bối liền bồi ngài uống một số. Tư Đồ Viêm cười ha ha, nói ra, tốt, tốt, ngươi rất không tệ. Hắn câu nói này có chút đột ngột, để La Quân cũng không biết mình ở đâu tốt. Cuối cùng, hai người vẫn là không uống tửu. La Quân ăn hai bát lớn cơm, khoan hãy nói, nơi này cơm cùng đồ ăn tựa hồ cũng phá lệ hương. Sau khi ăn cơm xong đã là 1 giờ chiều, Tư Đồ Viêm nói với La Quân, người già, một ngày không ngủ trưa đã cảm thấy không được tự nhiên. Ta qua ngủ trưa, La Quân, người tự tiện. La Quân nói ra, được. Tư Đồ Viêm ngay sau đó thì về phòng ngủ nghỉ ngơi, La Quân tự nhiên cũng không thể cứ vậy rời đi. Bởi vì lão gia tử muốn hắn ở chỗ này ở lại một ngày. Khảo sát vẫn còn tiếp tục đây. Bên ngoài khí trời âm u, bắc phong nộ hống. Ngô Bá cũng đi phục thị Tư Đồ Viêm, La Quân một người liền có vẻ hơi nhàm chán. Nơi này hắn có thể là một người cũng không nhận ra. Bất quá, La Quân cũng không phải cái hội thụ câu thúc người, hắn bắt đầu 4 phía dạo chơi, ngay tại cái này công quán trước sau đi dạo. Trong đình viện, mấy cái người làm vườn tại tu bổ hoa cỏ, bọn họ 10 phần dụng tâm chăm sóc lấy trong viện hoa hoa thảo thảo. Mùa đông bên trong hoa cỏ, đặc biệt khó mà chiếu cố. La Quân tại đình viện trên hành lang đứng đấy, trong lòng của hắn đang tự hỏi, Tư Đồ Viêm lão gia tử đến muốn như thế nào khảo nghiệm chính mình. Có thể hay không ra lại một số nan đề, hoặc, hắn là cố ý phơi lấy chính mình, muốn thấy mình ở chỗ này hội có biểu hiện gì.
La Quân thầm nghĩ chính mình muốn hay không qua cho người làm vườn giúp đỡ chút, biểu thị chính mình rất lợi hại chịu khó. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, hắn lập tức liền phủ quyết. Mẹ chứng, chính mình lại không là tiểu tức phụ đến cửa, còn nhiều hơn làm nội trợ. Hắn ngẫm lại, sau cùng cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Thế là liền dứt khoát đi nghỉ ngơi thất khoanh chân tu luyện. Một khi vận hành đại nhật nguyệt quyết, thời gian này qua cũng chính là tặc kéo nhanh. Hắn mở mắt ra lúc đã đến 6 giờ tối. Yến kinh ban đêm đến rất sớm, 6 giờ thời điểm, bên ngoài liền đã toàn bộ hắc. Lúc này Ngô Bá đến hô La Quân qua dùng cơm. La Quân mỉm cười, ứng một tiếng tốt. Vẫn là cùng Tư Đồ Viêm cùng nhau ăn cơm, vẫn là bốn đồ ăn một chén canh. Tư Đồ Viêm đơn giản nói một tiếng La Quân, sau đó liền bắt đầu ăn cơm. La Quân cũng không nhiều hỏi, miệng lớn ăn dậy cơm tới. Sau khi cơm nước xong, Tư Đồ Viêm còn nói lớn tuổi, phải sớm chút nghỉ ngơi, để La Quân tự tiện. La Quân ứng một tiếng tốt. Tư Đồ Viêm qua sau khi nghỉ ngơi, La Quân cũng trực tiếp, hắn tìm đến Ngô Bá, để Ngô Bá an hàng một gian phòng nghỉ ngơi. Ngô Bá cũng liền cho La Quân an bài gian phòng. La Quân cũng không tắm rửa, trực tiếp trên giường ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện Đại Nhật Nguyệt Quyết. Hắn tu luyện tới ban đêm 12 giờ về sau, ngã đầu thì ngủ. Khi tỉnh dậy đã là buổi sáng 8 giờ. Hôm nay khí trời rất tốt, La Quân trên giường thì có thể cảm giác được bên ngoài tia nắng ban mai. La Quân rời giường, ra khỏi phòng. Hắn tiếp lấy liền đến trong phòng khách. Trong phòng khách, Trầm Mặc Nùng cũng đã tới. Tư Đồ Viêm ngồi ở vị trí đầu, Trầm Mặc Nùng tại hạ thủ, nàng ăn mặc áo khoác màu đen, lộ ra tư thế hiên ngang, khí chàng cường đại. Ngô Bá vẫn là tại một bên. La Quân lập tức cảm thấy xấu hổ, hắn vội ho một tiếng, cười ha hả, nói ra, ha ha, lão gia tử, Ngô gia gia, các ngươi thật sớm nha. Ai nha, Trầm Mặc Nùng, ngươi làm sao cũng tới sớm như thế. Hắn thực muốn nói, Trầm Mặc Nùng, ngươi cái hố ca hàng, thế mà đến cũng không cho ca gọi điện thoại. La Quân, tối hôm qua ngủ được chứ? Tư Đồ Viêm cười nhạt một tiếng, hỏi. La Quân lập tức nói, rất tốt. Thật cảm tạ lão gia tử khoản đãi. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, vậy là tốt rồi, ngươi cũng ngồi. La Quân nhập tọa, hết thảy, hắn đều có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trầm Mặc Nùng lúc này cũng mở miệng, nói ra, lão gia tử, ngài cân nhắc kết quả là. Tư Đồ Viêm nụ cười ấm áp, nói ra, ta đối La Quân rất hài lòng, ta có thể đề cử cho hắn. Nhưng là, ta có một cái điều kiện. La Quân hơi hơi kinh ngạc. Hắn đều không biết mình đến biểu hiện chơi, thế mà để lão gia tử cảm thấy rất hài lòng. Trầm Mặc Nùng nói, lão gia tử mời nói. Tư Đồ Viêm nói ra, ta muốn La Quân cùng tôn nữ của ta Linh Nhi trước kết hôn, thành hôn về sau, ta liền lập tức hướng thần vực đề cử La Quân. La Quân bị kinh ngạc, hắn nhịn không được đứng lên. Trầm Mặc Nùng cũng hơi hơi thất sắc. Tư Đồ Viêm có chút bất mãn nhìn về phía La Quân, nói ra, nhà ta Linh Nhi là khó được mỹ nữ. Bao nhiêu con em gia tộc muốn cùng ta quan hệ thông gia, ta đều không đáp ứng. Tiểu tử ngươi khác chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. La Quân nói ra, thế nhưng là lão gia tử, cái này. Hắn ngừng một lát, rất lợi hại chính thức hỏi, vì cái gì? Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, cái này có thể có tại sao không? Nếu như nhất định muốn một cái lý do, cái kia chính là lão già ta rất lợi hại thích ngươi. Muốn ngươi làm ta lão đầu tử cháu rể. La Quân nói không ra lời. Tư Đồ Viêm nói ra, thế nào, ngươi không nguyện ý. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, đúng, ta không nguyện ý. Tư Đồ Viêm cùng Ngô Bá đều là kinh ngạc, Trầm Mặc Nùng lại là bất động thanh sắc. Tư Đồ Viêm nói, vì cái gì? La Quân nói ra, thứ nhất, ta theo Linh Nhi tiểu thư vốn không quen biết, chúng ta không có cảm tình cơ sở. Thứ hai, ta là tâm địa gian dảo, ta không thích bị trói buộc sinh hoạt, càng không muốn kết hôn. Người nào theo ta kết hôn, đều chỉ hội bị thương tổn. Ta không có đạo lý muốn tai họa Linh Nhi tiểu thư. Thứ ba, chỉ ít hiện trong lòng ta, còn thích một nữ nhân. Ta nói với nàng, không thể cho nàng hôn nhân. Nhưng ta chuyển tay liền đến theo Linh Nhi tiểu thư kết hôn. Cái này về tình về lý, đều là không thể nào nói nổi. Tư Đồ Viêm cùng Ngô Bá lẫn nhau nhìn một chút. Sau đó, Tư Đồ Viêm trầm giọng nói ra, rất tốt, La Quân, người chính thức thông qua ta khảo nghiệm. Nếu như ngươi trực tiếp đáp ứng ta, vậy ta tuyệt sẽ không cho ngươi cái này danh sách đề cử. Cả ngày hôm qua, ta mặc dù chỉ là hàn huyên với ngươi vài câu.
Nhưng là chúng ta lão gia hỏa duy nhất ưu điểm cũng là nhìn người, ta nhìn người luôn luôn rất lợi hại chuẩn. Người La Quân cũng không phải cái an phận người. Người có thể rất tỉnh táo xử lý bất luận cái gì nguy cơ, nhưng là người xác thực cũng chán ghét bảo thủ không chịu thay đổi sinh hoạt. La Quân hơi có chút mắt trợn tròn, ta dựa vào, thật sự là mẹ nó khó lòng phòng bị a. Nguyên lai đây mới thực sự là khảo nghiệm a. Hắn đồng thời cũng hơi hơi thở phào. Tư Đồ Viêm còn nói thêm, ta để lão Ngô cũng điều ti a thêm thân phận của ngươi, ngươi trước kia thân phận rất lợi hại thần bí, chúng ta cũng không ti a được. Bất quá ngươi gần nhất tại Hải Tân sở tác sở vi, lão già ta là nhất thanh nhị sở. Không hỏi lúc trước, thì nhìn hiện tại, ngươi cũng tuyệt đối coi là một đầu xương cốt cứng rắn chân hán tử. Ngươi ưa thích cái kia đinh hàm, lão già ta cũng biết. La Quân đầu đầy mồ hôi, thầm nghĩ, tuyệt đối đừng biết ta còn nhìn lén đinh hàm tắm rửa. Không phải vậy gương mặt này hướng chỗ nào đặt a? Liền cũng tại lúc này, Tư Đồ Viêm chuyện lại nhất chuyển, hắn nói ra, trước đó xem như khảo nghiệm. La Quân, dưới mắt ta nói cũng là thật điều kiện. La Quân lập tức ôm quyền thở dài, nói, lão gia tử mời nói. Tư Đồ Viêm nói ra, ngươi phải cùng Linh Nhi kết hôn, như thế ta mới có thể đề cử. Còn ngươi nói ngươi ưa thích cái kia đinh hàm, lão gia ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi cùng hắn không thích hợp. Nếu như ngươi muốn đi cùng với nàng, đó chính là ngươi tự tư, ngươi hại nàng. Nhưng là, tôn nữ của ta Linh Nhi khác biệt. Linh Nhi cùng ngươi là người một đường, nàng tu vi không dưới ngươi, các ngươi có thể giúp lẫn nhau. Nàng cũng có thể cùng ngươi đi khắp cái thế giới này, càng sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Ngươi phải biết, ngươi là thiên mệnh giả, bên cạnh ngươi nhất định là phiền phức không ngừng. Ngươi cùng với Đinh Hàm, nàng hội liên lụy ngươi là một. Hai là ngươi hội hại chết nàng, cũng tỉ như hiện tại. Tư Đồ Viêm nói đến đây ngừng một lát, tiếp tục nói, ta hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy cự tuyệt ta lời nói, ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ một chút. Dù sao cách cuộc thi còn một tháng nữa, có là thời gian. Ngươi hôm qua trả lời ta thường có một câu lão già ta khắc sâu ấn tượng, đầu người trước phải yêu chính mình. Nhưng là, ta cảm thấy đầu người trước phải, còn sống. La Quân nói không ra lời, hắn trầm ngâm, trầm mặc nùng đứng lên, nàng hướng Tư Đồ Viêm ôm quyền nói, lão gia tử. Vậy ta trước hết cùng La Quân đi. Như hắn có quyết định, chúng ta lại đến hướng ngài hồi bẩm. Tư Đồ Viêm gật gật đầu, nói ra, tốt. Trầm Mặc Nùng chuyển hướng La Quân, nói ra, chúng ta đi thôi. La Quân hít sâu một hơi, hướng Tư Đồ Viêm cáo từ, hướng Ngô Bá cáo từ. Sau đó thì theo Trầm Mặc Nùng đi ra Tư Đồ công quán. Trầm Mặc Nùng vẫn là mở cái kia chiếc quân xa. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Trầm Mặc Nùng ngồi tại người điều khiển bên trên, nàng nổ máy xe, hướng về khu vực thành thị phương hướng mở đi ra. Ta cho tới bây giờ đều không lo lắng qua ngươi gặp qua không Tư Đồ Viêm lão gia tử khảo nghiệm. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, chuyện này, ta không thích hợp cho ngươi ý kiến. Ta tin tưởng chính ngươi sẽ có đáp án. La Quân trầm giọng hỏi, ngươi nói ta có phải hay không không đáp ứng, lão gia tử thì thật sẽ không cho ta cái này danh sách đề cử. Chương 145, Trầm Mặc Nùng sợ hãi sự tình. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, nói ra, hiển nhiên là. Rất đơn giản, lão gia tử đã xác định ngươi làm người. Hắn là Tư Đồ gia gia chủ, hắn cân nhắc vấn đề là đứng ở gia tộc độ cao đến cân nhắc. Ngươi là thiên mệnh giả, nếu như ngươi không theo Linh Nhi tiểu thư kết hôn, như vậy ngươi tiến thần vực, ngược lại có khả năng rất lớn trở thành Tư Đồ gia địch nhân. La Quân nói ra. Chưa hẳn một chương giấy hôn thú liền có thể kiên cố. Liền có thể yên tâm ta. Ta cùng Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư mệnh cách thủy chung là tương xung. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi phải hiểu được một điểm, lão gia tử đưa ra điều kiện này là dựa vào giải ngươi làm người. Hắn biết nếu như ngươi trở thành người nhà họ Tư Đồ, ngươi thì nhất định sẽ đối Linh Nhi phụ trách. Cho nên, hắn mới có thể đưa ra điều kiện này. Nếu như không phải ngươi, lão gia tử làm sao lại đuổi tới đem cháu gái gả cho ngươi? Ngươi phải biết, Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư năm nay 20 tuổi, tự mình, có yến kinh đệ nhất mỹ nhân danh xưng. Bao nhiêu phú nhị đại, màu đỏ con cháu, đều muốn lấy nàng về nhà mà không thể được. Ngươi chẳng khác gì là nhặt cái thiên đại tiện nghi. Xe một mực đang hướng phía trước mở, Trầm Mặc Nùng mở rất bình ổn. La Quân sờ mũi một cái, hắn nói ra, như chỉ là ta chính mình phiền phức, chuyện này vốn là không cần lo lắng nhiều. Tư Đồ Linh Nhi tuy đẹp cũng không liên quan gì tới ta. Đối với kết hôn, ta thật là không nguyện ý, nhưng dưới mắt, nếu quả thật không có khác biện pháp, ta nghĩ ta cũng chỉ có thể đáp ứng.
Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ngươi có thể nghĩ như vậy thì đúng. La Quân khóe miệng phát ra một tia đắng chát. Lúc trước, Mộc Tĩnh nói muốn hắn theo Lâm Thiến Thiến kết hôn, hắn làm sao cũng không nguyện ý. Đó là bởi vì hắn không nguyện ý hại Lâm Thiến Thiến, hắn biết mình tính tình. Và lại, ban đầu là một mình hắn sự tình. Mà dưới mắt, tình huống đã càng phát ra nghiêm trọng. Nếu như chính mình không giải quyết chuyện này, lúc đó tai họa Lâm Thiến Thiến các nàng một đám nữ sinh. Cái này là La Quân không thể tiếp nhận. Đã ngươi đã đồng ý, cái kia nếu không chúng ta thì hiện tại đánh quay trở lại đi. Trầm Mặc Nùng bỗng nhiên nói ra. La Quân giật mình, nói ra, đừng, ta vẫn phải đi gặp Đinh Hàm các nàng. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, nghĩ không ra ngươi thật đúng là cái đa tình hạt giống. Vậy bây giờ ta đưa ngươi đi Lâm lão gia tử trong nhà. La Quân nói ra, cũng được, bất quá chúng ta cũng phải đi mua chút lễ vật mới đúng không? Trầm Mặc Nùng nói ra, không cần phiền toái như vậy, Lâm lão gia tử thích uống tửu, ta buồng sau xe bên trong một số tửu, ngươi trực tiếp lấy ra đưa cho Lâm lão gia tử liền tốt. La Quân nhân tiện nói, cái kia tốt. Hai người cũng còn chưa ăn điểm tâm, tiến vào khu vực thành thị về sau, liền trước tìm bữa sáng cửa hàng ăn dậy sớm bữa ăn tới. Hôm nay ánh sáng mặt trời rất tốt, nhưng nói là long lanh rực rỡ, ngàn dặm không mây. Yến Kinh có rất ít tốt như vậy khí trời. Ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng qua hướng Lâm lão gia tử trong nhà. Bất quá, Trầm Mặc Nùng chỉ là đem La Quân đưa đến Lâm lão gia tử nhà phía trước, sau đó liền dừng xe nói ra, tốt, chính ngươi đi vào đi. Hai ngày này, tỷ thuần túy thành ngươi tư nhân bảo mẫu. La Quân không khỏi phiền muộn, nói ra, ngươi không đi vào. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta đi vào làm gì? La Quân nhìn Trầm Mặc Nùng liếc một chút, bỗng nhiên buồn cười nói, tại sao ta cảm giác ngươi hình như rất sợ qua Lâm lão gia tử nhà a? Trầm Mặc Nùng khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ra, lăn ngươi. La Quân khó được có nhìn thấy Trầm Mặc Nùng thẹn thùng thời điểm, không khỏi cười ha ha. Sau đó, hắn mở cửa xuống xe. Trầm Mặc Nùng nhắc nhở, tửu ở phía sau trong dương. La Quân ứng một tiếng. Lấy say rượu, La Quân lại hỏi Trầm Mặc Nùng, nói ra, ta cũng không thể lão đợi ở chỗ này, ta đi ra thì điện thoại cho ngươi, ngươi tới đón ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, thật coi ta là ngươi 24 giờ bảo mẫu thêm tài xế a. Chính mình đi trở về qua, đây là chìa khóa. Nàng nói xong ném một chuỗi chìa khóa cho La Quân. La Quân tiếp nhận, cười hắc hắc. Sau đó, Trầm Mặc Nùng đảo quanh tay lái rời đi. La Quân cũng liền hướng Lâm lão gia tử trong tứ hợp viện đi đến. Đi qua một đầu ngõ hẻm nhỏ, cái này ngõ hẻm nhỏ rất có lão Yến Kinh vị đạo. Sau đó thì đi vào trong tứ hợp viện. Hết thảy đều rất bình tĩnh, ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào viện tử bên cạnh hoa hoa thảo thảo bên trên. Không có bất kỳ người nào ngăn cản La Quân, nhưng La Quân ẩn ẩn cảm giác được một loại lôi đình xâm nghiêm cảm giác. Thật giống như nếu như chính mình thật có dị tâm, ngay lập tức sẽ bị nghiền thành tản phấn cảm giác. Nơi này bảo an cấp bậc tuyệt đối cao không hợp thói thường, mà lại là ẩn hình, không quấy rầy lão thủ trưởng nhóm bình thường sinh hoạt. Chính mình sở dĩ có thể đi vào, là bị những ẩn tàng đó cao thủ ước định thành cấp bậc an toàn. La Quân vừa vào trong viện, liền trông thấy Lâm Thiến Thiến, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh còn có Đinh Hàm đang đánh mạt trược. Lâm lão gia tử làm theo ở một bên mang kính lão, nhìn lấy giấy báo. La Quân tiến đến, Lâm Thiến Thiến tứ nữ cũng đã nhìn thấy. Lâm Thiến Thiến tâm tình rất tốt, cười cười nói, người bận rộn, người có thể tính tới. Chúng ta Thanh Thanh đều nhanh nghĩ người muốn mắc lỗi. Đường Thanh khuôn mặt nhất thời đỏ lên, nàng nơi đó chịu thừa nhận, lập tức nói ra, Lâm Thiến Thiến đồng chí, rõ ràng là người đang suy nghĩ. Tống Nghiên Nhi bất đắc dĩ cười. Mà Đinh Hàm sắc mặt lại là có chút mất tự nhiên. Tiểu Tuyết tại Đinh Hàm bên người ngồi, rất lợi hại yên tĩnh nhìn lấy. Nàng trông thấy La Quân. Lập tức vui vẻ nghênh tới, hô La Quân thúc thúc. La Quân một thanh ôm lấy Tiểu Tuyết, sau đó lại đối Lâm Thiến Thiến các nàng cười ha ha, nói ra, thắng muốn mời khách ha. Hắn đùa nghịch xong, mới ôm Tiểu Tuyết, dẫn theo tửu đi vào Lâm lão gia tử trước mặt, lão gia tử, nghe nói ngài thích uống tửu, ta tại Trầm Mặc Nùng nơi đó thuận mấy bình. Lâm Hoành Vĩ buông xuống giấy báo, hắn nhìn thấy La Quân cầm bay trên trời mao đài, nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó cười ha ha một tiếng. Nói ra, tốt, tốt, đây chính là hảo tửu A. Tiểu La A, người quá hữu tâm. Lâm Hoành Vĩ phía sau là hai tên bảo vệ lập tức tiếp nhận tửu.
Lâm Hoành Vĩ để La Quân ngồi bên cạnh hắn ghế trúc. La Quân theo lời ngồi xuống. Lâm Hoành Vĩ nói ra, hôm nay thì lưu tại nơi này ăn cơm chưa đi. La Quân nói ra, tốt, lão gia tử. Lâm Hoành Vĩ liền theo La Quân lại rảnh rỗi trò chuyện. La Quân là hỏi gì đáp nấy, tất cung tất kính. Khoan hãy nói, La Quân rốt cuộc minh bạch Trầm Mặc Nùng vì cái gì không thích tới nơi này. Bởi vì Lâm lão gia tử uy nghiêm quá mạnh, theo lão gia tử nói chuyện phiếm, quá có áp lực. Trò chuyện sau khi, Lâm Hoành Vĩ nói ra, chúng ta ra ngoài đi một chút đi. La Quân liền biết Lâm Hoành Vĩ là có lời muốn hỏi, ngay sau đó nói ra, vâng, lão gia tử. Lâm Hoành Vĩ đứng dậy, La Quân buông xuống Tiểu Tuyết, để Tiểu Tuyết qua mụ mụ bên người. Tiểu Tuyết rất nghe lời, lập tức nói ra ra gặp lại, La Quân thúc thúc gặp lại. Sau đó liền chạy tới Đinh Hàm bên người. Lâm Hoành Vĩ liền dẫn La Quân ra tứ hợp viện. Hai tên bảo vệ cũng liền theo sau lưng. Cái này bên ngoài là ngõ hẻm liên tiếp ngõ hẻm, tứ hợp viện liên tiếp tứ hợp viện, theo mê cung giống như. La Quân thủy chung đi theo Lâm Hoành Vĩ đằng sau nửa bước. Lâm Hoành Vĩ vừa đi, vừa nói, tiểu La A, người bận bịu thế nào? Câu nói này hỏi rất rộng khắp, nhưng La Quân là minh bạch Lâm Hoành Vĩ ý tứ. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, chuyện dưới mắt, chúng ta nghĩ đến biện pháp giải quyết, chính tại giải quyết. Nhưng là chuyện này khó khăn, bất quá ta sẽ cố gắng đi hoàn thành. Lâm Hoành Vĩ cười nhạt một tiếng, sau đó cũng thì không hỏi thêm nữa. Lão gia tử tuy nhiên không nói nhiều, nhưng là lòng tựa như gương sáng. Hỏi xong cái này một gốc dạ về sau, Lâm Hoành Vĩ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói, tiểu La A, người cảm thấy Thiến Thiến thế nào? La Quân nao nao, sau đó tâm lý bồn chồn, ta dựa vào, lão gia tử sẽ không muốn đem Thiến Thiến hứa gả cho ta A. Chẳng lẽ ca ca thật sự là quá ưu tú? Hắn nhưng cũng là thông minh người, lập tức nói, Thiến Thiến là ta bạn tốt nhất. Quỷ tinh linh tiểu tử, Lâm Hoành Vĩ cười một tiếng, nói ra. La Quân không có ý tứ gãi gãi đầu. Lâm Hoành Vĩ nói ra, yên tâm đi, con cháu tự có con cháu phúc, Thiến Thiến sự tình, nàng mình thích liền tốt. Ta cái lão nhân này sẽ không nhúng tay. La Quân hơi hơi thở phào. Nửa giờ sau, Lâm Hoành Vĩ nói muốn tới chỗ dạo chơi, để La Quân trở về bồi mấy cái nữ oa tử. La Quân như chút được gánh nặng, bất quá trên mặt vẫn là bất động thanh sắc, nói ra, lão gia tử, vậy ta liền đi về trước. Lâm Hoành Vĩ phất phất tay. La Quân rất nhanh liền trở lại trong tứ hợp viện, mà trược vẫn còn tiếp tục. La Quân đi vào bên người mọi người, hắn trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, ta có mấy lời muốn nói với các ngươi. Hắn rất là nghiêm túc. Lâm Thiến Thiến các nàng giật mình, cũng liền lập tức đình chỉ đánh bài, toàn bộ nhìn về phía La Quân. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Hàm tỷ, ngươi cùng ta tiến đến, ta có lời muốn trước đơn độc nói cho ngươi. Đinh Hàm thân thể mềm mại run lên. Nàng nói ra, được. Sau đó thì đứng lên. La Quân cùng Đinh Hàm vào trong nhà. Hai người tìm một căn phòng ngủ, La Quân đi trước đóng cửa lại. Đinh Hàm có vẻ hơi bất an, nàng không biết La Quân muốn nói với nàng cái gì. La Quân lôi kéo Đinh Hàm tay đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Ngươi nói đi, Đinh Hàm sắc mặt có chút trắng bệch. La Quân lại lần nữa hít sâu một hơi, nói ra, Hàm tỷ, ta không muốn cho chính ta tìm lý do gì. Ta cảm giác nói lý do gì đều rất khốn kiếp. Đinh Hàm trong lòng loại kia cảm giác bất an cảm giác được chứng thực, nàng nhịn không được nói, người muốn nói cái gì. La Quân nói ra, hôm nay một vị lão gia tử lời nói điểm tỉnh ta và ngươi, xác thực không phải một cái thế giới người. Tựa như ta nói cho ngươi ta tu vi là kim đan chi cảnh, ngươi sẽ không hiểu. Ta nói thiên mệnh giả ba chữ, ngươi sẽ không hiểu. Ta cùng với ngươi, sẽ chỉ hại ngươi. Tại chúng ta thế giới bên trong, tương lai sẽ có một trận thiên địa sát kiếp. Ta là trận này sát kiếp bên trong thiên mệnh giả, bởi vậy, bên cạnh ta phiền phức nhất định sẽ không đoạn. Thì giống bây giờ, ta thậm chí đều bảo hộ không ngươi. Nếu như ta khăng khăng muốn cùng ngươi cùng một chỗ, tương lai sẽ chỉ đưa ngươi hại vạn kiếp bất phục. Có lẽ, ta những lời này nghe giống như là tại cho mình đường hoàng lấy cớ. Ta tin tưởng ngươi, Đinh Hàm đột nhiên nói ra. Nàng thực đã từ La Quân nói năng lộn xộn bên trong cảm nhận được La Quân chân thành. Nàng đón đến, nói ra, nhưng là ta không sợ, ta cũng sẽ không hối hận ta tự mình lựa chọn. Nàng đối mặt ái tình lúc luôn luôn như thế dũng cảm cùng nghĩa vô phản cố. La Quân ngây người. Ninh Hàm còn nói thêm, chờ ngươi giải quyết nơi này phiền phức, ta sẽ cùng Tiểu Tuyết trở lại Hải Tân.
ta lại ở Hải Tân một mực chờ ngươi, không quấy rầy ngươi sự tình. Chờ ngươi mệt mỏi, ngươi nhớ kỹ nơi đó có ta ở đây chờ ngươi liền đầy đủ. Ta muốn dạng này hẳn là sẽ không ảnh hưởng ngươi đi. La Quân nội tâm nhất thời cảm động vô cùng. Chương 146, Tiêu Băng Tình xuất thủ. Bất quá, La Quân cảm động về cảm động, nhưng hắn trong lòng vẫn là có một thanh cách đối nhân xử thế thước đo. Thị thị phi phi, La Quân phân rõ. Hắn nói ra, Hàm tỷ, ngươi đã từng bị chồng trước ngươi từ trí thương tổn qua, ta biết ngươi là một cái kiêu ngạo công chúa. Trong lòng ta, ngươi cũng xác thực cũng là một vị công chúa. Ta một mực có chỗ trốn tránh, cũng là biết ta không phải ngươi trong lý tưởng người kia. Ngươi nói phải chờ ta, nhưng ta thật không biết cần ngươi chờ bao lâu thời gian. Có lẽ, bọn ngươi trên 10 năm, hoặc ta sẽ trực tiếp tại thiên địa sát kiếp bên trong ứng kiếp mà chết. Ta như đáp ứng ngươi, chỉ là cho ngươi vô kỳ hạn thống khổ mà thôi. Nói đến trong xe, La Quân ngừng một lát, lại nói, còn có, ta hôm qua cùng Trầm Mặc Nùng qua Tư Đồ gia. Ta phải giải quyết lần này phiền phức nhất định phải xin giúp đỡ Tư Đồ gia, Tư Đồ gia lão gia tử đáp ứng hỗ trợ. Nhưng có một cái yêu cầu, cái kia chính là để cho ta cùng hắn cháu gái Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. Ta cũng không có trực tiếp đáp ứng, nhưng ta cũng định đáp ứng. Tại đáp ứng trước đó, ta muốn nói trước cho ngươi, đây là ta đối Hàm tỷ ngươi tôn trọng. Mặc kệ ta yêu hay không yêu vị kia Tư Đồ tiểu thư, nhưng là chỉ cần ta cùng hắn kết hôn, lĩnh chứng. Như vậy, ta nhất định phải chung với nàng. Cho nên, bọn ngươi đợi càng không có ý nghĩa. Trước đó, ta không đáp ứng cùng ngươi kết hôn, là bởi vì ta không thích hôn nhân trói buộc, ta không thích cả một đời thì trông coi một người. Mà bây giờ, đây là điều kiện, đã đáp ứng, thân là nam nhân, nên thực hiện, càng phải thực hiện hôn nhân giao phó cho thần thánh trách nhiệm. Ninh Hàm thân thể mềm mại rung mạnh, trong mắt nàng phát ra nước mắt. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ta hy vọng ngươi có thể hảo hảo, thật, Hàm tỷ. Nếu như ngươi qua không hạnh phúc, không vui, ta cũng sẽ cảm thấy rất lợi hại không vui. Ta sẽ, Ninh Hàm nước mắt nhỏ xuống, nàng cũng không có oán hận La Quân. Mà chính là nhìn về phía La Quân, nói ra, La Quân, cảm ơn ngươi nói với ta nhiều như vậy. Cũng cảm ơn ngươi vì ta làm nhiều như vậy. Ta hội vĩnh viễn nhớ kỹ ngươi tốt, cũng cảm kích ngươi tốt. Ngươi từ đầu đến cuối đều không có lừa gạt qua ta. Ngươi tuyệt đối là một cái đáng giá ta Đinh Hàm yêu nam nhân. La Quân nghe nàng nói như vậy, không khỏi hơi hơi thở phào. Đồng thời, hắn trong lòng cũng là hơi hơi phiền muộn. La Quân à La Quân, ngươi liền xem như kim đan cao thủ lại như thế nào. Ngươi như cũ vẫn là có nhiều như vậy không thể làm gì, nhiều như vậy thân bất do kỷ. Ninh Hàm bỗng nhiên đầu nhập La Quân trong ngực, nàng hôn lên La Quân môi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn trông thấy Ninh Hàm khóe mắt hiện nước mắt, đẹp mắt nhắm chặt. Có thể nàng hôn là như thế nhiệt liệt cùng điên cuồng. La Quân ôm nàng vòng eo, cũng nhiệt liệt hôn trả lại. Đây là một cái hương thuần vô cùng hôn, tựa như là nồng đậm tử một dạng, nụ hôn này đã ấp ủ thời gian quá dài. Không biết qua bao lâu, hai người vừa rồi rời môi. Ninh Hàm réo rắt thảm thiết cười một tiếng, đứng dậy rời đi. La Quân hít sâu một hơi, hắn ngửi được trong phòng còn có Ninh Hàm mùi thơm. Nói không nên lời phiền muộn trong lòng hắn bồi hồi, hắn biết từ hôm nay giờ khắc này lên, hắn là chân chính cùng Ninh Hàm đoạn. Hắn không thể không đoạn. Cứ việc, hắn có thể cho Ninh Hàm chờ hắn, nhưng hắn làm không được như thế tự tư, cũng không thể thật xin lỗi không thấy mặt Tư Đồ Linh Nhi. Cái này đồng dạng là hắn làm người tuyến. Sau một hồi khá lâu, La Quân vẫy vẫy đầu, sau đó ra khỏi phòng, tiếp lấy đi vào trong sân. Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh, Lâm Thiến Thiến còn đang chờ La Quân. Ninh Hàm cũng không đi ra. La Quân sau khi ra ngoài thì nói với Tiểu Tuyết, qua bên trong tìm Mụ Mụ, muốn nghe Mụ Mụ lời nói. Tiểu Tuyết ân một tiếng, nhu thuận đi vào. La Quân mặt hướng tam nữ. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân sắc mặt khó coi, không khỏi lo lắng hỏi, làm sao? Có phải hay không có cái gì khó để giải quyết sự tình? La Quân miễn cưỡng cười một tiếng, theo rồi nói ra, phải nói, ta muốn cùng các ngươi tuyên vải một tin tức tốt. Lâm Thiến Thiến tam nữ nhất thời cảm thấy cổ quái. La Quân nói ra, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, ta cũng nhanh muốn kết hôn. Đối tượng kết hôn là Tư Đồ gia Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư. Nghe nói nàng là Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân, các ngươi là bạn thân ta, chúc phúc ta đi. Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, hai người mỹ lệ khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch,
các nàng tự nhiên biết La Quân không có khả năng đang nói đùa. Tống Nghiên Nhi ngược lại muốn bình tĩnh một chút, đến một lần nàng là thanh đạm tính tình. Thứ hai, nàng là khi La Quân là ca ca. Nhưng Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh trong lòng là ái La Quân. Vì cái gì? Lâm Thiến Thiến lập tức hỏi. La Quân trầm giọng nói ra, ta phải giải quyết trước mắt phiền phức, nhất định phải dựa vào Tư Đồ lão gia tử. Lão gia tử đáp ứng giúp ta, thì xách như thế một cái yêu cầu. Ta quyết định đáp ứng. Đường Thanh ở một bên thất hồn lạc phách. Lâm Thiến Thiến lại là hỏa, nói ra, phiền toái gì thì lớn đến muốn cầm ngươi hôn nhân đại sự tới làm điều kiện. Chẳng lẽ gia gia của ta còn không bằng cái gì cậu thí Tư Đồ ra sao? Nàng lớn nhất nổi nóng là, trước đó nàng nói muốn cùng La Quân kết hôn giúp La Quân. La Quân quả quyết cự tuyệt, nhưng bây giờ, La Quân lại nguyện ý theo một cái mặt đều chưa thấy qua Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. La Quân nói ra, Lâm lão gia tử năng lượng tự nhiên muốn lỗi nặng Tư Đồ ra, nhưng là chuyện này, cũng chỉ có Tư Đồ ra có thể giúp đỡ bận bịu. Nếu như ta không cho phép ngươi làm như vậy đâu, Lâm Thiến Thiến cắn răng nói ra. La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, nói ra, thật xin lỗi. Lâm Thiến Thiến hốc mắt đỏ, nàng nói ra, cho tới bây giờ đều là ngươi làm quyết định, căn bản không ai có thể để ngươi cải biến. Không trách ngươi, thật, chỉ có thể trách ta Lâm Thiến Thiến quá ngu. Nàng nói xong quay người thì khí thông thông vào nhà. Đường Thanh thật sâu mắt nhìn La Quân, nàng đi theo Thiến Thiến truy vào qua. Tống Nghiên Nhi đi vào La Quân bên người, nhẹ giọng hô ca. La Quân nhìn về phía Tống Nghiên Nhi ánh mắt lại là mềm mại, mang theo một tia đau lòng. Cái này đau lòng là vì hắn người ca ca này. La Quân trong lòng ấm áp, hắn khẽ cười khổ, nói ra, ta cũng không tính Trần Thế Mỹ a. Tống Nghiên Nhi nói ra, người đương nhiên không tính, người là chân chính đại anh hùng, nam tử Hán. La Quân nhịn không được cười khẽ một tiếng, nói ra, vẫn là ta tiểu muội tốt, lúc nào đều cảm thấy ca ca người ta là tốt nhất. Tống Nghiên Nhi tiến lên ôm lấy La Quân, mặt nàng dán tại La Quân trên lồng ngực, nhẹ nói, người vốn chính là tốt nhất. La Quân cũng liền nắm ở Tống Nghiên Nhi vai. Giữa hai người tình nghĩa thuần khiết mà nồng đậm, là nồng đậm tình huynh muội. Ca, thật xin lỗi, ta biết, hết thảy đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tống Nghiên Nhi hốc mắt hồng hồng nói ra. La Quân vỗ vỗ nàng vai, nói ra, ngốc nhà đầu, thế nào lại là bởi vì ngươi mà lên. Đây là mệnh số, ta là thiên mệnh giả, ta nhất định trốn không thoát loại này mệnh số. Lại nói, ngươi chính là ta thân muội tử, ta chính là liều mạng không muốn, cũng muốn bảo vệ ngươi tốt nhất. Hắn lời nói này tuyệt đối phát ra từ phế phủ. Tống Nghiên Nhi cảm nhận được La Quân chân thành, nàng ôm thật chặt La Quân, cảm thấy ca ca thành bân tựa hồ thật trở về. Sau đó, La Quân liền rời đi Lâm lão gia tử tứ hợp viện. Hắn đợi tiếp nữa cũng chỉ hội xấu hổ, cho nên không bằng rời đi. Ra tứ hợp viện lúc là 11 giờ trưa, dương quang sáng lạn. La Quân dựa vào trí nhớ xuyên qua mấy đầu ngõ hẻm, sau 10 phút rốt cục ra cái này một mảnh lão yến kinh tứ hợp viện khu. Phía trước là một đầu đường cái, nơi này có chút hẻo lánh, lui tới xe cộ không nhiều. Bất quá La Quân vận khí rất tốt, đứng không bao lâu liền đến một cỗ sĩ. La Quân vội vàng ngoắc. Cái kia sĩ tại La Quân trước mặt dừng lại. La Quân trông thấy lái xe tài xế là cái nữ, cô gái này chừng 30 tuổi bộ dáng, dài rất lợi hại phổ thông, ăn mặc cồng kềnh áo lông, nhìn không thấy nàng dáng người. La Quân cũng không nghĩ nhiều, mở cửa xe ngồi ở hàng sau, qua Quốc Hoa đường, Man City tiểu khu. Nữ tài xế cũng không đáp lời, nổ máy xe. La Quân thầm nghĩ, yến kinh tài xế đều là nghiêu như vậy sao? Xe taxi nhanh chóng lái đi ra ngoài. La Quân nằm nhắm mắt dưỡng thần. Hắn thực cũng minh bạch Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh tâm tư, các nàng cũng không có cưỡng cầu cái gì. Cảm thấy chính là như vậy làm bằng hữu cũng được, nhưng là mình đột nhiên cưới người khác, trong lòng các nàng đột nhiên vẫn là khó mà tiếp nhận. Đừng đi muốn nhiều như vậy loạn thất bát tao đồ, vật, vẫn là suy nghĩ thật kỹ đối phó thế nào thần vực khảo thí đi. Tương lai đường không thể nghi ngờ là rất lợi hại gian khổ. Mà lại, liền xem như muốn giết Tiêu Băng Tình cũng không có đơn giản như vậy. Trận này đánh cược vừa mới bắt đầu. La Quân ngủ, hắn ngủ rất lợi hại an tâm. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cục tỉnh lại. Hắn mãnh liệt mà thức tỉnh, hắn cảm giác được không thích hợp. Không đúng, xe này bên trên có ninh thần dược vật. Chính là bởi vì có dược vật này, mới khiến cho La Quân cảm thấy đặc biệt tĩnh mịch, an ổn, cho nên mới an tâm thiếp đi.
hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nhất thời quá sợ hãi. Ta dựa vào, cái này là ở đó. La Quân chỉ gặp bốn phía đều là dã ngoại hoang vu, bên kia còn có vô số tòa mộ đất. Lá rụng điêu linh, nơi này nghiêm chỉnh thì mẹ nó là cái bãi tha ma a. La Quân đồng thời phát giác được giờ phút này đã là 1 giờ chiều, mẹ chứng, chính mình ngủ 2 giờ a. Xe tại lúc này rốt cục sát ngừng. La Quân nhìn về phía trước nữ tài xế, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, Tiêu Băng Tình. Đồng thời, hắn nổ lên một chân đá hướng vị trí lái. Một cước này chi lực, nặng đến 2.000 cân. Như đạn pháo phát xạ. Cái kia vị trí lái mãnh liệt đè ép hướng về phía trước, trong nháy mắt đem phía trước đâm đến biến hình, kính chắn gió cũng đi theo vỡ vụn. Nhưng là tại cái kia một cái chớp mắt, nữ tài xế đã đá một cái bay ra ngoài cửa xe lóe ra qua. La Quân toàn thân mồ hôi lạnh, hắn cũng thiểm điện ở giữa, đi theo ra xe tử. Trong xe hạn chế rất lớn, hắn đương nhiên không có thể làm cho mình bị nhốt ở bên trong. La Quân sau khi đi ra, vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy phía trước 5 mét xử nữ tài xế. Nữ tài xế đưa lưng về phía La Quân. Tiêu Băng Tình, là người đi. La Quân hít sâu một hơi, nói. Cái kia nữ tài xế đột nhiên cởi áo lông. Nàng thon thả dáng người lập tức bày ra lộ ra không bỏ sót, nàng bên trong mặc là màu đen trang phục. Nàng mông tuyến cùng thân eo đường cong hoàn mỹ vô cùng, vòng eo như ma quỷ. Đồng thời, nữ tài xế bỗng nhiên xoay người lại. Cái kia một cái chớp mắt, nàng kéo xuống trên mặt điểm cao mặt nạ. Nàng diện mục thật sự thì hiện ra ở La Quân trước mắt. Gương mặt này mỹ lệ vô song, trắng nõn tuyệt luân. Nhưng là một đôi mắt bên trong lại là tràn ngập điên cuồng oán hận. Nữ nhân này thình lình chính là Tiêu Băng Tình. La Quân nhận ra Tiêu Băng Tình, hắn từ trầm mặc nùng nơi đó điều chỉnh lương bổng tài liệu, nhìn qua. Tiêu Băng Tình trước ngực hung khí có chút hùng vĩ, nàng là cái thành thục nữ nhân, khiến người tâm động nữ nhân. Nhưng là giờ phút này, nàng lại làm cho La Quân có loại không rét mà run cảm giác. Tiêu Băng Tình ánh mắt thật giống là điên, nàng cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm La Quân. La Quân cảm giác mình giống như là bị rắn tiếp cận thanh hoa một dạng. Chương 147, chạy thoát. Nhìn thấy Tiêu Băng Tình cái trạng thái này, La Quân cũng từ bỏ bất luận cái gì muốn giải thích ý nghĩ. Lúc đầu nha, giết Dương Lăng chuyện này bên trên, La Quân thì không cảm thấy mình có bất kỳ sai lầm nào. Phiền phức lên, Dương Lăng cùng Lao Sơn nội gia quán muốn ta La Quân chết, ta La Quân đương nhiên không có khả năng khoanh tay chịu chết. Vả lại, Dương Lăng là chết tại lôi đài trên trận. Tất cả mọi người xem như giới võ thuật người, lên lôi đài. Vậy cũng là ký giấy sinh tử. Giấy sinh tử bên trên thế nhưng là viết rõ ràng, sinh tử cùng người không càng. La Quân con mắt hơi hơi nheo lại, hắn thân thể nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế đã ở vào độ cao tình trạng báo động. Tiêu Băng Tình y nguyên không nói một lời. Nhưng La Quân biết nàng là đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất xuất thủ. La Quân cảm thấy ngoài ý muốn là, Tiêu Băng Tình nhìn tu vi tựa hồ cũng là kim đan chi cảnh. Nàng trăm phương ngàn kế tìm đến mình báo thù, nhưng nàng cảm thấy nàng một người có thể chứ. Kim đan chi cảnh cao thủ muốn giết một cái khác kim đan chi cảnh cao thủ, cái kia là phi thường khó khăn. Mọi người không phải trên lôi đài, đánh không lại có thể trốn mà. Một khi một người khác muốn chạy trốn, như vậy thì rất khó đuổi tới. Trừ phi là bước cho tại góc tường, không đường có thể trốn. Ngay tại La Quân có chỗ nghi hoặc thời điểm, phía sau hắn truyền tới một thanh âm nam tử. Ai, thật sự là nhàm chán cực độ a. Ta coi là Lao Sơn nội gia quán đều khó có thể đối phó La Quân hội đến cỡ nào tinh minh lợi hại, không nghĩ tới đều không cần ta xuất thủ. Nam nhân này thanh âm để La Quân cảm giác phía sau lưng phát lạnh. La Quân trong lòng đập mạnh, hắn biết phía sau nam nhân này tu vi so với chính mình cao hơn. Nghe nam nhân này thanh âm, hắn chỉ ở 5 mét có hơn. Có thể người này đến phía sau mình 5 mét địa phương, chính mình cũng không có phát giác. Điểm này liền đã rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Giờ này khắc này, La Quân liền đầu cũng không dám về. Tình huống bây giờ chính là, hắn bị Tiêu Băng Tình cùng phía sau nam tử hai mặt giáp kích. La Quân quanh thân buông lỏng tới cực điểm, đây là hắn một loại đứng trước nguy cơ tự mình điều tiết. Trong lòng của hắn lúc này cũng rất rõ ràng, bởi vì hắn chính mình sơ ý chủ quan, để hắn trong lúc vô hình rơi vào hung mãnh nhất nguy cơ. Hôm nay chỉ sợ 89 phần 10 muốn nuốt hận tại chỗ. Nhưng La Quân cũng sẽ không khoanh tay chịu chết, hắn lại không nói chuyện nhiều, chỉ là đột nhiên thì động. Mục tiêu là Tiêu Băng Tình.
La Quân bước dáng bắn cung phát ra, đột nhiên xông về phía Tiêu Băng Tình. Tốc độ của hắn nhanh như lôi đình thiểm điện, một cái kim đan cao thủ, lục địa chân tiên tại mặt sắp tử vong lúc, chỗ bày ra bạo phát lực không thể nghi ngờ là dọa người. La Quân cùng Tiêu Băng Tình cách 5 mét khoảng cách, 5 mét cơ hồ là một bước thì vượt đến Tiêu Băng Tình trước mặt. Hắn đại thánh ấn, cùng đại thánh đạo tràng ầm vang đánh giết mà ra. Cái này một cỗ mãnh liệt khí thế, rời núi lấp biển đại thánh trưởng lực hung mãnh áp bách hướng Tiêu Băng Tình. Tiêu Băng Tình cười lạnh một tiếng, trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện Nga Mi dao ngắn, cái kia dao ngắn từ hiện ra hàn mang, lại là trực tiếp đâm về La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân tốc độ quá mạnh, Tiêu Băng Tình lần này lại là đột nhiên phát ra, linh xảo quỷ mị. Mắt thấy La Quân liền bị dao ngắn trước một bước giết chết. Lệch tại lúc này, La Quân động. Di hình hoán ảnh thân pháp bày ra. La Quân vốn là không nghĩ tới muốn theo Tiêu Băng Tình đánh. Hắn bị cái này hai đại cao thủ tiền hậu giáp kích, nếu như còn muốn lấy giết Tiêu Băng Tình, đây tuyệt đối là đầu bị cửa kẹp. Bất quá hắn bộ dáng làm thực quá thật, cho nên liền Tiêu Băng Tình đều bị lừa. Nhưng mà, Tiêu Băng Tình tu vi là không kém gì La Quân. La Quân lần này đào tẩu, Tiêu Băng Tình tuyệt đối có thể kịp phản ứng. Chỉ bất quá, khi La Quân thi triển ra di hình hoán ảnh thân pháp lúc, Tiêu Băng Tình trong nháy mắt thì sững sờ. Hẳn là đau lòng, bởi vì cái này di hình hoán ảnh thân pháp chính là sư phụ dạy cho nàng, nàng lại đi qua chính mình cải tiến truyền thụ cho Dương Lăng. Mà La Quân thi triển chính là cái này cải tiến bản di hình hoán ảnh. Dương Lăng đã chết, Tiêu Băng Tình nhìn thấy chiêu này di hình hoán ảnh sao có thể không phân thần. Cái này vừa phân thần, La Quân cũng liền tránh thức chạy thoát. Liền La Quân chính mình cũng không nghĩ tới thế mà thật có thể trốn qua Tiêu Băng Tình. Hắn là bất đắc dĩ liều chết nhất kích ra. Trong nháy mắt, La Quân đã chạy ra 30 mét có hơn. Tiêu Băng Tình cũng lấy lại tinh thần đến, nàng trong đôi mắt hiện lên hận ý ngập trời. Đáng chết La Quân, giết ta Lăng Nhi, còn học trộm hắn chiêu thức, đáng hận, nên giết, nên bầm thây vạn đoạn. Cùng Tiêu Băng Tình cùng đi là sư huynh của nàng Tu La. Giờ phút này Tu La một thân kiểu áo tôn trung sơn, ngắn đầu đinh. Hắn từng sợi tóc đều là thuần trắng, nhìn rất là tà mị. Tu La hơi hơi thở dài, nói ra, ta nói sư muội, người thích người chất tử cũng liền a. Tiểu tử này thế nhưng là người đại cửu nhân a, thời khắc mấu chốt ngươi làm gì ngẩn ra. Vẫn là muốn làm phiền sư huynh ta tới ra tay a. Hắn sau khi nói xong, thân hình nhất động, như thiểm điện lôi đình đuổi theo. La Quân trái tim đập mạnh, hắn cái này thật sự là chạy hùng hục a. Phía trước là một đầu quốc lộ, cái này quốc lộ là thông hướng Lang Phường. La Quân hướng phía qua hướng Yến Kinh Phương hướng phi nước đại. Không khỏi nhanh, La Quân cũng cảm giác được Tu La đã đuổi theo. Tu La tốc độ nhanh hơn La Quân, trong nháy mắt, hai người chỉ còn lại không tới 10 mét khoảng cách. La Quân thất sắc, hắn có thể cảm nhận được đằng sau kình phong phồng lên, sát ý bắn ra. Lúc này, La Quân đã đem tự thân khí huyết vận chuyển đến cực hạn, trong cơ thể hắn như sơn hà lao nhanh. Chạy như bay. So cái kia tốc độ xe thể thao chỉ nhanh không chậm. Dù là như thế, Tu La y nguyên càng đuổi càng gần, sau cùng dứt khoát đuổi theo La Quân tốc độ. Lúc này, Tu La hét lớn một tiếng, nằm xuống đi. Sau đó, hắn móng vuốt lớn dựng đến La Quân trên vai. La Quân trong nguy cấp, một chiêu di hình hoán ảnh triển khai, rốt cục đem Tu La móng vuốt lớn tránh đi. Bất quá cái này một cái lỗ hổng dưới, Tu La cũng đã ngăn ở La Quân phía trước. La Quân lúc này cũng mới nhìn rõ Tu La. Hậu phương, Tiêu Băng Tình cũng đang đuổi theo, nhưng là Tiêu Băng Tình tốc độ không có nhanh như vậy. La Quân biết trần chờ không được, chính mình cũng không phải cái này Tu La đối thủ. Hắn không chút nghĩ ngợi, quay người lại hướng Tiêu Băng Tình phương hướng bỏ chạy. Vẫn là muốn từ Tiêu Băng Tình nơi đó đột phá a. Quay người nháy mắt, La Quân thi triển ra linh dương móc sừng, cơ hồ không có chỉ hoãn bất luận cái gì thời gian. Tu La ngược lại là dù bận vẫn ung dung, bởi vì bọc đánh tình thế đã lại lần nữa hình thành, hắn tin tưởng sư muội dưới mắt sẽ không lại cho La Quân cơ hội. Thế là, hắn chậm chạp chạy tới. La Quân rất nhanh liền cùng Tiêu Băng Tình chính diện gặp nhau, Tiêu Băng Tình sắc mặt băng hàn, sát cơ nồng đậm. Nàng đang muốn động thủ, La Quân bỗng nhiên quát, chậm đã. Tiêu Băng Tình nao nao, sau đó, trong mắt nàng phát ra hàn ý, nói, dám giết ta Lăng Nhi. Hôm nay liền xem như thiên vương lão tử cũng cứu không ngươi. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, Dương Lăng trước khi chết có lời muốn ta mang cho ngươi. Tiêu Băng Tình ngơ ngẩn,
trong mắt nàng dần hiện ra phức tạp thần sắc. Bất quá nàng vẫn là bảo trì thanh tỉnh cùng trấn tĩnh, nói, ngươi mơ tưởng muốn lừa bịp tại ta. La Quân nói ra, hắn nói hắn cả đời yêu nhất thì là Tiểu Di, hắn hy vọng kiếp sau có thể không làm cháu ngươi, cùng ngươi bị rực song phi, vĩnh tắm bể tình. Tiêu Băng Tình trong mắt nhất thời hiện nước mắt, tâm thần đại chấn, thân thể mềm mại run rẩy. Ngay vào lúc này, La Quân đột nhiên xuất thủ, hắn một chút trùng sát tiến lên, đột nhiên thi triển ra một chiêu lưu âm thối. La Quân lúc này ra chiêu, nhưng nói là đi xuống tam lưu đường đi. Tiêu Băng Tình là nữ tính, vừa mới bị La Quân lời nói hoảng hốt tâm thần, giờ phút này lại bị La Quân hạ lưu như vậy công kích, nàng nơi đó có thể phản ứng qua được tới. Tiêu Băng Tình trong nguy cấp, dựa vào bản năng tránh lui ra ngoài. La Quân lập tức theo sát bên trên, tiếp lấy hai tay đều xuất hiện, lại là bóp rú long chảo thủ. Vẫn là dưới tam lưu công kích. Tiêu Băng Tình vừa thẹn vừa giận, nàng chính là trời sinh linh thể, băng thanh ngọc khiết, nơi đó bị nam nhân như thế đối đãi qua. Mà lại, nàng cũng rốt cuộc minh bạch, vừa rồi La Quân lời hoàn toàn là lừa gạt, muốn chết. Tiêu Băng Tình nghiêm nghị gầm thét, nga mi dao ngắn tàn nhẫn đâm giết tới. La Quân lập tức lấy linh dương móc sừng thân pháp từ nàng dưới xương sườn nghiêng xuyên qua. Lại lần nữa chạy thoát. La Quân lần này chạy đi, lập tức liều mạng phi nước đại. Tiêu Băng Tình khí sắc mặt tái xanh, cùng lúc đó, Tu La cũng đi tới. Hắn mỉm cười, nói ra, ta nói sư muội a sư muội, ngươi không khỏi cũng quá ngu xuẩn một số, hai lần đều bị tiểu tử này lừa gạt. Xem trọng, sư huynh cho ngươi lại đuổi trở về. Hắn sau khi nói xong, lập tức liền triển khai thân pháp, như một đạo thiểm điện đuổi theo. La Quân chạy ra một đoạn, lập tức lại cảm thấy đến Tu La cái này như giòi trong xương đuổi theo, mà lại càng ngày càng gần. La Quân không ngừng kêu khổ, gia hỏa này thật sự là quá kinh khủng. Tu La dù bận vẫn ung dung, hắn một đường đuổi theo, một đường nói ra, La Quân à La Quân, lúc đầu ngươi giết Dương Lăng, ta hẳn là cảm tạ ngươi. Bất đắc dĩ à, sư muội ta nói chỉ có giết ngươi, nàng mới có thể gả cho ta. Cho nên ta chỉ có thể ủy khuất ngươi. La Quân thừa dịp hắn nói chuyện lỗ hổng, rốt cục đem khoảng cách kéo xa một chút. Trong lòng cũng ở trong tối nghĩ, Tiêu Băng Tình cùng hắn cái này tóc trắng sư huynh còn có Dương Lăng đứa cháu này, mẹ nó quan hệ thật đúng là hỗn loạn a. Đương nhiên, những này đều không phải là La Quân chỗ quan tâm. Hắn hiện tại muốn quan tâm là sống sót. Tu La còn nói thêm, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn tốn sức. Bởi vì ngươi hôm nay là không trốn thoát được. Ngươi có thế để cho ta tự mình xuất thủ, đã đầy đủ tự ngạo. Đúng lúc này, La Quân bỗng nhiên nhìn thấy phía trước lại có một con sông, bờ sông bốn phía đều là bụi cỏ lau. Con sông này liên tiếp đường cái, lập tức bên trên xây một tòa cầu. Trong sông nước phá lệ đục ngầu, chính là một đầu nguồn ô nhiễm, rất nhiều vứt bỏ ô nhiễm vật đều xếp tới trong con sông này. Nước sông đã bảy biện ra màu nâu. Nhưng giờ phút này, La Quân lại là mừng rỡ như điên. Bởi vì đây là một con đường sống a. Cái kia Tu La cũng trông thấy nước bẩn bờ sông, hắn hơi hơi giật mình, nếu như La Quân nhảy vào trong sông, vậy hôm nay coi như không dễ chơi. Tu La loại cao thủ này làm sao cũng không nguyện ý nhảy loại này nước bẩn bờ sông. Ngay sau đó, Tu La dưới chân phát lực, trong nháy mắt đuổi theo. Trong nháy mắt, La Quân đi vào trên cầu. Tu La vừa đến, móng vuốt lớn lập tức dựng vào La Quân bả vai. La Quân lạnh hừ một tiếng, bả vai đột nhiên lắc một cái, như dốc hết ra đại thương một dạng. Một cỗ hình xoắn ốc điện lưu tuôn hướng Tu La móng vuốt lớn. Tu La cũng lạnh hừ một tiếng, hắn bàn tay to trong nháy mắt hóa thành polo ấn, tay kia ấn giống như linh xà uốn lượn chập trùng, trực tiếp đem La Quân kình lực hóa giải. Sau đó lại bắt lên qua. Nhưng La Quân đã tranh thủ đến lỗ hổng, thân thể một cái linh dương móc sừng thoát ra ngoài. Lúc này, La Quân người đã lăng không hướng nước bẩn bờ sông nhảy xuống qua. Tu La thiểm điện nhất trưởng khắc ở La Quân trên đầu vai, răng rắc một chút, tại La Quân trên đầu vai lưu lại năm đạo vết máu. Nhưng La Quân người cũng đã phốc đông một chút tiến nước bẩn trong sông. Tu La đứng tại trên cầu, hắn nhíu mày nhìn lấy nước bẩn bờ sông. Cái kia nước bẩn bờ sông bởi vì La Quân nhảy đi xuống, khiến cho bên trong thối nước lăn lộn lên, lập tức mùi thối cũng tuôn đi qua. Chương 148, Trầm Mặc Nùng xuất thủ. Tu La là cái thích sạch sẽ người, hắn nghe mùi thối cũng có chút buồn nôn. Trong lòng của hắn suy nghĩ muốn hay không nhảy đi xuống, ngẫm lại, vẫn là quyết định không nhảy. Người có thể lại giết, nhưng là cái này nước bẩn bờ sông,
hắn xác thực liền xem như cắn răng cũng không nhảy xuống được. Cái này là La Quân cùng Tu La, Tiêu Băng Tình ở giữa khác nhau. Tu La cùng Tiêu Băng Tình là tu vi cao thủ, La Quân là làm lính đánh thuê. Lính đánh thuê tại lúc thi hành nhiệm vụ, liền xem như hố phân cũng có thể nhảy đi xuống, một đợi vài đêm. Mà Tu La cùng Tiêu Băng Tình lại là tu luyện võ thuật, loại chuyện này, bọn họ là làm không. Tiêu Băng Tình rất nhanh liền đuổi theo, nàng trông thấy nước bẩn hà mã bên trên cũng liền minh bạch La Quân đi chỗ nào. Nàng trông thấy La Quân đào tẩu, không khỏi khí cấp bại phôi nói, ngươi làm sao không nhảy đi xuống truy. Tu La im lặng trợn mắt chừng một cái, nói ra, ngươi trước nhảy, ngươi nhảy ta thì nhảy. Tiêu Băng Tình cũng là không nhảy xuống được, nhưng nàng vẫn là khí muốn chết, hận muốn chết. Tu La liền nói ra, La Quân bị ta vỗ một trường, ta kinh lực đã chấn đến hắn trong xương thủy, hắn thương nhất thời nửa khắc được không? Tiêu Băng Tình nhìn về phía nước bẩn bờ sông, cái này nước bẩn bờ sông uốn lượn hướng phía trước. Lấy nàng cùng Tu La hai cá nhân năng lực rất khó vây lại La Quân. La Quân một lộc cộc bế khí du hí ra ngoài, cái này nước bẩn bờ sông thật mẹ nó gọi một cái lạnh lẽo thấu xương a. La Quân còn cảm giác được trên bờ vai bộ phận cơ thịt cũng bị Tu La phá hư, mà lại, Tu La trưởng lực bên trong cương kính xâm nhập tiến đến, đem hắn cốt tủy tổ chức phá hư. Cái này khiến hắn tức giận máu rất lợi hại không thoải mái, tựa như là đạo tràng bị phá hư. Mà lại, càng kỳ diệu hơn là, hắn cảm giác mình kim đan chi cảnh bị phá hư. Tựa như là từ kim đan chi cảnh lại biến trở về hóa kính đỉnh phong. La Quân cảm thấy cái này Tu La quá kinh khủng, hắn âm thầm nghĩ, một cái Tu La thì khủng bố như vậy. Cái kia hàng hành thiên nên lợi hại tới trình độ nào? Ngẫm lại đều cảm giác sợ nổi da gà. Hô! La Quân liên tục trước du hí, hắn tại cái này nước bẩn trong sông cũng không nóng nảy rời đi. Mà chính là trước tìm hẻo lánh, lặng lẽ thò đầu ra hô hấp mấy lần, sau đó lại chui vào đi vào. Sau đó, hắn lại tại trong nước sông thầm vận khí huyết chi lực, muốn đem Tu La cương kính hóa giải. Nhưng là hắn vô luận như thế nào vận công đều không thể hóa giải. Dựa vào ngươi muội, La Quân ở trong lòng thầm mắng một tiếng, hắn không khỏi cảm thấy có chút uể oải. Mẹ trái trứng, lão tử tại hóa kính đỉnh phong thời điểm, cảm thấy kim đan chi cảnh cùng chảnh so. Làm sao lão tử kim đan chi cảnh, lại chỉ gặp gỡ Tu La loại này biến thái. Có thể hay không cho điểm cảm giác thành tựu. Hắn nhưng lại không biết, đây là bởi vì cảnh giới đề bạt, hắn độ cao cũng tại tăng lên. Tựa như một người, lúc đầu chỉ là trăm vạn phú ông, hắn tiếp xúc tầng diện cũng kém không nhiều là trăm vạn phú ông. Nhưng đợi đến hắn là ngàn vạn phú ông về sau, hắn tiếp xúc tầng diện lại hội khác biệt. La Quân vẫn đợi đến trời tối, xác định an toàn về sau phương mới rời khỏi nước bẩn bờ sông. Cái kia nước bẩn trong sông tuy nhiên lạnh lẽo thấu xương, nhưng La Quân dù sao tử thâm dày, cho nên cũng sẽ không sinh bệnh sinh bệnh. La Quân đem áo khoác cởi xuống, hắn cầm ra điện thoại di động của mình nhìn xem, quả nhưng đã hắc bình, không chết có thể chết lại. Hắn cũng không dám trì hoãn quá lâu, lập tức rời đi. La Quân nhiều cái tâm nhãn, hắn là đi đường nhỏ trở về. Thật đúng là sợ Tiêu Băng Tình cùng Tu La ôm cây đợi thỏ. Nương, cũng không thể cầu cứu, quá khổ bức. Trên con đường này, đến tối, liền cái chim cũng không tìm tới, càng là tìm không thấy người mượn điện thoại. Đáng giá La Quân may mắn là, hắn một đường đến khu vực thành thị đều không đụng phải Tiêu Băng Tình cùng Tu La. La Quân đứng tại khu vực thành thị, nhìn lấy cái này phồn hoa yến kinh ban đêm. Rất nhanh, một cỗ sĩ ngừng ở trước mặt hắn. Hắn ngồi đối diện sĩ đều có chút tâm lý, muốn nhìn kỹ một chút tài xế có vấn đề hay không. Kết quả tài xế nhìn một chút La Quân, sau đó nhíu mày che cái mũi, bởi vì La Quân trên thân thực sự quá thúi. Tài xế kia lập tức lái xe đi. À, La Quân thấy thế nhịn không được chửi một câu. Bất đắc dĩ, La Quân chỉ có bước đi về Man City tiểu khu. Hắn cái này quỷ bộ dáng, bất luận cái gì tài xế cũng sẽ không lại hắn. La Quân cước trình rất nhanh, nửa giờ sau trở lại Man City tiểu khu. Theo sau tiến nhập thang máy. Lầu 3 rất nhanh liền đến. La Quân đi vào trầm mặc nùng trước cửa, hắn hơi hơi thở phào, ca cuối cùng là an toàn tốt. Hắn xuất ra chìa khóa mở cửa, đẩy cửa vào. Trong phòng không có mở đèn, hiển nhiên Trầm Mặc Nùng cái đàn bà chưa có trở về. La Quân đang chuẩn bị mở đèn lên, lúc này một thanh âm để La Quân như rớt vào hầm băng. Hoan nghênh trở về, là Tu La thanh âm. La Quân nhìn một cái, liền trông thấy trên ghế salon đang ngồi lấy Tu La.
mà Tiêu Băng Tình cũng từ ban công bên ngoài đi tới. Cái kia đèn lại bị Tiêu Băng Tình dùng điều khiển mở ra. La Quân vô ý thức liền muốn xoay người bỏ chạy, nhưng là môn đã bị chính hắn đóng lại. Mở cửa lỗ hổng tuyệt đối sẽ bị Tu La xử lý. Huống chi, dưới mắt La Quân còn có thương tích trong người, tu vi giảm bớt đi nhiều. La Quân cảm thấy mình đều muốn khóc, mẹ trái trứng, ngàn phòng vạn phòng, không có phòng đến chiêu này a. Tu La mỉm cười, dưới ánh đèn hắn áo đen tóc trắng, tà mị cùng cực. Hắn nói ra, rãnh nước bẩn bên trong tư vị cũng không tệ lắm phải không? Ai nha, ta nếu là ngươi, cũng cảm thấy tức giận. Sớm biết dạng này, còn không bằng trực tiếp chết tính toán. Sau đó, hắn lại nhíu nhíu mày, nói ra, trên người ngươi thật đúng là đầy đủ thối. Như vậy đi, chính ngươi tự sát, ta cũng liền không gãy mày ngươi. Ngươi phải biết, nếu quả thật để cho ta bắt sống ngươi, cái kia sư muội ta nhưng là muốn đưa ngươi ngàn đao bầm thây. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, ta đi nhầm cửa, chúng ta có thể lần nữa tới qua sao? Tu La cười ha ha, nói ra, thú vị thú vị. Bất quá, ngươi tốt nhất đừng muốn chạy trốn, bởi vì chỉ cần ngươi dám loạn động, ta liền sẽ dỡ xuống tay ngươi. Hắn mặc dù là cười nói, nhưng La Quân lại có thể cảm giác được hắn trong lời nói hàn ý. La Quân cũng biết ra hỏa này tuyệt đối không phải đang nói đùa. La Quân cảm giác mình lần này thật sự là đi đến tuyệt cảnh, hắn có chút oán hận chính mình sơ ý chủ quan. Cái này hai lần nguy cơ cũng có thể tránh cho, lão tử thật sự là tiện a, thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa đưa vào. Hắn nhưng lại không biết, cái này hoàn toàn là hắn hôm nay chuyện phát sinh quá nhiều. Theo Đinh Hàm chia tay phiền muộn, Lâm Thiến Thiến thương tâm để hắn cũng khổ sở. Còn có sắp đến không biết hôn nhân cũng làm cho hắn cảm thấy ngạt thở. Đủ loại tâm tình hỗn hợp cùng một chỗ, để hắn mất đi bình thường suy nghĩ cùng phán đoán. Không phải vậy, hắn tuyệt sẽ không như thế ngu xuẩn trực tiếp xông tới. Liền cũng tại lúc này, một cái tại La Quân nghe như âm thanh thiên nhiên thanh âm truyền đến. Các ngươi thật đúng là không khách khí a, tại trong nhà của ta, cũng dám làm càn. Cái thanh âm này nghe uy nghiêm bên trong mang theo một cỗ cường thế khí chàng. Lại là Trầm Mặc Nùng. Thanh âm là từ trong phòng ngủ truyền tới. La Quân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, mà mẹ nó, Trầm Mặc Nùng ngươi cái hố ca hàng nguyên lai ở nhà a. Thật sự là trời không quên ta a. Tu La cùng Tiêu Băng Tình cũng là biến sắc. Tu La thất sắc là bởi vì, trong phòng này giấu một người, hắn thế mà đều không có phát giác. Hắn cùng Tiêu Băng Tình tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong mắt sát ý tóe hiện, liền muốn lấy muốn trước giết La Quân. Thế nào biết, bọn họ ý nghĩ mới vừa xuất hiện, Trầm Mặc Nùng lần nữa nói chuyện. Ta khuyên các ngươi không muốn làm như thế. Trầm Mặc Nùng nói ra, tại ta trong phòng giết người, tin tưởng ta, liền xem như hàng hành thiên cũng không giữ được các ngươi mệnh. Tu La thân thể run lên, hắn lập tức diệt sát La Quân suy nghĩ. Tiêu Băng Tình lại là không để ý, liền muốn đi giết La Quân. Tiêu Băng Tình thân thể thoát ra, trong nháy mắt đi vào La Quân trước mặt, nga mi dao ngắn như lưu tinh điểm xạ. La Quân nhưng cảm giác trước mắt hàn ý bức người, sát cơ hung mãnh. Hắn tuy nhiên thụ thương, nhưng cũng không phải tay trói gà không chặt, không chút nghĩ ngợi, cũng là hạ lưu lưu âm thối đá qua. Tiêu Băng Tình giận dữ, La Quân chiêu thức không đợi dùng hết, lập tức lại là di hình hoán ảnh, linh dương móc sừng hai bộ tuyệt đỉnh thân pháp bày ra. Cùng lúc đó, Trầm Mặc Nùng đẩy cửa đi ra ngoài, La Quân lập tức chạy trốn tới Trầm Mặc Nùng trước mặt. Trầm Mặc Nùng một thân áo khoác màu đen, tóc hất lên, một bộ lãnh ngạo nữ thần phong phạm. Tiêu Băng Tình lập tức đuổi theo. Cái này Tiêu Băng Tình tuyệt đối người điên, cái gì còn không sợ, dù sao chính là muốn giết La Quân. Nàng đuổi theo, Trầm Mặc Nùng ngăn ở La Quân phía trước. Tiêu Băng Tình nga mi dao ngắn lập tức thiểm điện ám sát hướng Trầm Mặc Nùng ở ngực. Trầm Mặc Nùng lạnh hừ một tiếng, một chân cất hướng Tiêu Băng Tình bụng. Tiêu Băng Tình liền tránh né suy nghĩ đều không sinh ra, cả người liền bị đạp bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Một màn này, La Quân nhìn ngốc. Hắn không nghĩ tới Trầm Mặc Nùng lợi hại đến cảnh giới này, một cước này, quá tuấn tú. Hắn thì đá Tiêu Băng Tình mấy chân, mỗi chân đều bị Tiêu Băng Tình tránh thoát. Mẹ trứng, đây chính là người cùng người chênh lệch a. Tu La nhíu mày nhìn về phía Tiêu Băng Tình, Tiêu Băng Tình lập tức đứng lên. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, Tiêu Băng Tình, nếu không phải xem ở Dương người nhà cùng sư phụ ngươi trên mặt mũi, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Tiêu Băng Tình sắc mặt trắng bệch. Bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nàng đột nhiên nhìn hằm hằm hướng Tu La,
nói, ngươi vì cái gì không xuất thủ? Tu La trầm giọng nói ra, nàng là lục sử sử trưởng, chúng ta không thể ở trước mặt nàng giết người. Hắn đón đến, lại chuyển hướng Trầm Mặc Nùng, nhạt tiếng nói, thẩm trưởng phòng, đã lâu. Ta không nghĩ tới quốc an lục sử thẩm trưởng phòng thế mà cũng là một vị cao như vậy người. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nghĩ không ra sự tình còn có càng nhiều, mang theo bên cạnh ngươi nữ nhân điên cút nhanh lên đi. Ngươi, Tiêu Băng tình giận không kềm được, lại nôn một ngụm máu tươi. Tu La lại không nhiều nói, chúng ta đi. Hắn nói xong cũng viện Tiêu Băng tình rời đi, Tiêu Băng tình cho dù không nguyện ý, cũng biết hôm nay là giết không thành La Quân. Đợi bọn hắn sau khi rời đi, La Quân vừa rồi buông lỏng một hơi. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, tuyệt đối trở về từ cõi chết a. La Quân lại có chút không hiểu, nói, ngươi vì cái gì không dứt khoát giết bọn hắn? Bọn họ dưới mắt vừa chết, vậy chúng ta cái gì phiền não đều không? Trầm Mặc Nùng khẽ nhíu mày, nàng là nhíu mày La Quân trên thân mùi thối. Nói, ngươi đi tắm trước, tắm rửa xong chúng ta bàn lại. Ta khiến người ta cho ngươi đưa trên quần áo tới. La Quân liền cũng cảm giác được trên người mình thực sự quá có vị đạo, hắn lúc này giải trừ nguy cơ, mới ý thức tới vấn đề này. Thế là ngượng ngùng cười một tiếng, tiến phòng tắm. Trong phòng tắm, La Quân bị nước nóng cọ rửa, cảm giác hài lòng tới cực điểm. Tu La cùng Tiêu Băng Tình ra Man City tiểu khu, vừa ra tiểu khu, Tiêu Băng Tình liền đẩy ra Tu La. Nàng nhìn hằm hằm Tu La, nói, vì cái gì ngươi không động thủ? Nếu như ngươi động thủ, cái kia tạp chủng hiện tại liền đã chết. Tu La cau mày nói, sư muội, ngươi phải biết chúng ta là tại Trầm Mặc Nùng trong nhà. Nàng là quốc an lục sử sử trưởng, ở trước mặt nàng giết người, chúng ta còn có thể không đếm xỉa đến. Đến lúc đó, nàng xuất động quốc gia lực lượng, liền xem như sư phụ cũng không giữ được chúng ta. Chương 149, Hóa Cương Vì Khí. Tiêu Băng Tình trầm mặc xuống dưới, nàng làm sao không hiểu Tu La tâm tư. Nàng dưới mắt chỉ cần giết La Quân, hắn hết thảy đều có thể không để ý. Nhưng là Tu La không có khả năng làm như thế. Quốc gia lực lượng vĩnh viễn là kinh khủng nhất, liền xem như Tu La, hàng hành thiên dạng này người cũng không dám mạo phạm thiên uy, không dám theo quốc gia đang đối mặt lấy làm. Tu La cùng Tiêu Băng Tình lặng lẽ chui vào Trầm Mặc Nùng trong nhà, giết một cái dâu ria La Quân, sau đó lặng lẽ bỏ chạy. Phiền toái như vậy không sẽ rất lớn, lại nói cũng còn có Dương gia lực lượng ở phía sau chống đỡ. Trầm Mặc Nùng bắt không được chứng cứ rõ ràng, cũng không dễ đến trách tội. Thế nhưng là, ngay trước Trầm Mặc Nùng mặt tới giết người, vậy liền ý nghĩa khác biệt. Đó là đối chính phủ tôn nghiêm khiêu khích. Và lại, còn có rất trọng yếu một điểm, Tu La tuyệt không xác định chính mình có phải hay không Trầm Mặc Nùng đối thủ. Lúc ấy tình huống, hắn nếu thật đem La Quân giết, hắn sợ chính mình tại chỗ thì đi không nổi. Đối với Tiêu Băng Tình tới nói, dưới mắt nàng thế giới bên trong chỉ có báo thù. Dương Lăng một mực yêu nàng, nàng sao lại không phải yêu Dương Lăng? Giữa bọn hắn có quá nhiều tiếc nuối, Tiêu Băng Tình có nằm mơ cũng chẳng ngờ, gặp lại Dương Lăng lúc lại là một bộ băng lãnh thi thể. Cái kia một cái chớp mắt, nàng thế giới đã sụp đổ. Còn sống đối với Tiêu Băng Tình duy nhất ý nghĩa cũng là báo thù, cũng là giết La Quân. Không thể không nói, Trầm Mặc Nùng là cực trí tuệ một nữ tử. Nàng thông qua tư liệu phân tích ra Tiêu Băng Tình tính cách, biết Tiêu Băng Tình một khi biết Dương Lăng đã chết liền sẽ không kiềm chế được nỗi lòng. Nếu như, thời gian có thể lại một lần, Tiêu Băng Tình khẳng định hội liều lĩnh gả cho Dương Lăng, không thèm quan tâm thế tục cấm kỵ. Tiêu Băng Tình nay 36 tuổi tuổi, Dương Lăng 30 tuổi. Giữa hai người cảm tình lại là từ Dương Lăng 15 tuổi bắt đầu thì có chất biến hóa. 15 tuổi Dương Lăng kinh tài tuyệt diễm, Dương Quang thiếu niên. Một năm kia, Tiêu Băng Tình 21 tuổi. Dương Lăng chỉ thích nàng, Tiêu Băng Tình cũng yêu thương lấy hắn. Hắn trên đài phóng khoáng tự do, hắn tài hoa bộc lộ, hắn là sở hữu nữ hài tình nhân trong mộng, nam thần. Nhưng hắn xưa nay không nhìn nhiều khác nữ nhân liếc một chút. Giữa bọn hắn, 15 năm cảm tình. Một mực đều tại ẩn nhẫn lấy, yêu. Mà bây giờ, Dương Lăng chết. Hết thảy đều không có ý nghĩa, Tiêu Băng Tình cũng không muốn sống. Nàng có là đối Dương Lăng vô tận tiếc nuối, có là với cái thế giới này vô tận hối hận. Giết, giết, đó là một loại như thế nào tuyệt vọng cùng đau đớn. Hận không thể giết sạch thiên hạ toàn bộ nhân tài giải hận. Không hiểu tình nhân, vĩnh viễn không hiểu như thế đau nhức. La Quân tẩy nửa giờ tắm, lúc này, Trầm Mặc Nùng để lục sử đặc công đưa tới y phục.
Trầm Mặc Nùng cho La Quân thả ở ngoài cửa. Y phục là một bộ quần áo thể thao, còn có một cái áo lông cùng một bộ giữ ấm nội y. La Quân mặc vào còn rất vừa người, sau khi đi ra, hắn cảm thấy thân thể nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Trầm Mặc Nùng ở bên ngoài vẩy nửa bình thuốc làm sạch không khí, La Quân vừa ra tới thì hắt cái xì hơi. Hắn nói ra, ngoá, Trầm Mặc Nùng, người có muốn hay không khoa trương như vậy, có thúi như vậy. Trầm Mặc Nùng ngồi ở trên ghế salon xem TV, nghe vậy rất lợi hại trịnh trọng sự tình nói ra, so người tưởng tượng còn thối, người muốn đi nhảy hố phân. Người cái kia một bộ quần áo tranh thủ thời gian cho ta ném ra. La Quân phiền muộn nói ra, cũng liền theo nhảy hố phân không sai biệt lắm, người không biết hôm nay có bao nhiêu mạo hiểm. Ta bây giờ còn có thể đứng ở chỗ này nói lời đã cũng là tạo hóa. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, người phải nói, người có thể đứng ở chỗ này, muốn cảm tạ ta đối với người ân cứu mạng. Nàng đón đến, nói, Xu tiểu tử, người tốt nhất tính toán, ta đến cứu người bao nhiêu lần. La Quân cười hắc hắc, hắn biết, Trầm Mặc Nùng cũng coi là chính mình mệnh chung quý nhân. Sau đó, Trầm Mặc Nùng thúc giục La Quân đem quần áo bẩn ném ra bên ngoài. La Quân cũng cảm thấy mùi vị không đúng, theo lời qua. Ném xong trên quần áo đến, La Quân lại tẩy hai lần tay. Như thế về sau, La Quân vừa rồi ngồi vào Trầm Mặc Nùng bên trái một mình trên ghế salon, hắn bắt trên bàn trà sô-cô-la, mở ra thì ăn. Trầm Mặc Nùng đang suy nghĩ vấn đề, không để ý đến La Quân. Chờ nhìn thấy La Quân một ngụm nuốt sô-cô-la, vội vàng nói, đừng. La Quân vẻ mặt đau khổ đem sô-cô-la nôn đến trong thùng rác. Hắn phiền muộn tới cực điểm, nói, cái này là lúc nào sô-cô-la à, làm sao vị đạo như thế quái. Trầm Mặc Nùng có chút không tốt lắm ý tứ nói, vẫn là đi năm mua hè mua, ta rất lợi hại bớt ở chỗ này ở, quên ném. La Quân vội vàng qua xúc miệng, hắn hoàn toàn phục Trầm Mặc Nùng cái này lười nữ nhân, quá không biết cách sống. La Quân cũng xác thực đói, lại hỏi, nơi này có không có thể ăn cái gì. Trầm Mặc Nùng nói ra. Giống như trong phòng bếp có mì ăn liền, bất quá giống như cũng là năm ngoái mua, ngươi xem một chút có thể ăn được hay không. La Quân tới tức giận bất bình ngồi xuống, nói ra, ta nhìn ta vẫn là chớ ăn, ngươi nơi này đồ, vật đều là có chút niên đại. Ai, thời gian không phải ngươi như thế qua à. Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra, ta nếu là cái hội sinh hoạt nữ nhân, đây cũng là kỳ quái. La Quân nao nao, sau đó nghĩ cũng phải, tiếp đó, trở lại chuyện chính. La Quân nói ra, hôm nay ngươi làm gì không trực tiếp giết cái kia tóc trắng nam cùng Tiêu Băng Tình. Chỉ cần Tiêu Băng Tình vừa chết, liền không có phiền toái nhiều như vậy. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, sự tình nào có người muốn đơn giản như vậy. Hai người này là hàng hành thiên đồ đệ, mà lại Tiêu Băng Tình vẫn là theo Dương gia quan hệ không ít. Dương gia tại Yến Kinh phân lượng không nhỏ. Dưới tình huống như vậy, ta đưa các nàng cho giết, cái kia về tình về lý đều không thể nào nói nổi. Dù sao, ngươi lại không chết, các nàng cũng chỉ là đến trong nhà của ta ngồi một chút. Giết Nhạc Lan Đình dễ dàng, đó là bởi vì Nhạc Lan Đình không có bối cảnh gì. Gia gia hắn Khổng Tước Vương tuy nhiên tu vi cao thâm, nhưng thật không phải ta kiêng kỵ. Tựa như hàng hành thiên cũng không đơn giản, nhưng ta cũng không thế nào kiêng kỵ hắn. Ta tránh thức kiêng kỵ là Dương gia. Nàng đón đến, còn nói thêm, đương nhiên, nếu như các nàng hôm nay tại trong nhà của ta đưa ngươi cho giết. Cái kia chính là một loại khác thuyết pháp. Ở trước mặt ta giết người, cái kia chính là hàng hành thiên cũng cho ta đứng sang bên cạnh. La Quân không khỏi bội phục, nói, bá khí. Hắn ngừng một lát, lại hỏi, vậy nếu là thần đế ở trước mặt ngươi giết người đâu? Trầm Mặc Nùng không khỏi nghẹn lời, nàng nói ra, ngươi tìm đánh đâu? La Quân cười hắc hắc, hắn lại nói, ta nếu là giết Tiêu Băng Tình, ta có thể hay không cũng có đại phiền toái. Ngươi nói Dương gia này giống như rất lợi hại bộ dáng. Trầm Mặc Nùng nói ra, nếu như ngươi không thần vực, vậy ngươi giết Tiêu Băng Tình tuyệt đối là bày ra đại sự. Chuyện thứ nhất cũng là hàng hành thiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chuyện thứ hai, Dương gia sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại Dương Lăng tuy nhiên chết, nhưng là Dương Lăng chết trên lôi đài, Dương gia cũng không dễ tận lực nổi lên. Dù sao, ta cùng Lâm lão gia tử đều dính vào, chúng ta còn có thể đè ép. Ngươi có một việc không biết chính là, nếu như không phải ta cùng Lâm lão gia tử ở chính giữa hòa giải, ngươi sớm đã bị Dương gia phái người đem ngươi cho bắt. La Quân không khỏi hút ngụm khí lạnh, mẹ chứng, hắn cảm thấy mình hiện tại yếu theo thỏ trắng nhỏ giống như. Ta nếu là thần vực, vậy ta giết Tiêu Băng Tình liền sẽ không có phiền phức.
La Quân không khỏi hỏi. Hắn đón đến, lại nói, thần vực thật có loại này quyền lợi, liền chính phủ còn không sợ. Dương gia khi đó sẽ không tìm ta phiền phức. Trầm Mặc Nùng nói ra, người thật là đần, đến lúc đó, người thần vực, một là có thần vực che chở. Hai là có ta cùng Lâm lão gia tử che chở. Ba là, người chẳng lẽ muốn làm lấy Dương gia mặt giết Tiêu Băng Tình. Dù sao đến lúc đó chết không thừa nhận, Dương gia cũng là không thể làm gì. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn hướng Trầm Mặc Nùng nhếch lên ngón tay cái, nói, cao a. Hắn lại ngoẹo đầu nói ra, bất quá ngươi không phải đại biểu chính phủ, đại biểu chính nghĩa, công lý sao? Làm sao lại chỉ dạy ta một số không từ thủ đoạn, bằng môn tà đạo đồ, vật? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta nhìn ngươi là ngứa ra. Ta cũng không phải pháp viện, vô cùng bộ môn được phi thường sự tình, tại ta chỗ này chỉ chú trọng kết quả, quá trình không trọng yếu. La Quân cũng là đùa nghịch, hắn sau đó nghiêm mặt nói ra, đúng, trong thân thể ta bị cái kia tóc trắng nam giống như đánh một đạo cương kính tiến đến, thế mà áp bách lại ta khí huyết vận hành. Ngươi có biện pháp nào không giúp ta? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái kia tóc trắng nam gọi là Tu La, là Tiêu Băng Tình sư huynh. Hắn tu vi đã là kim đan đỉnh phong, hắn cương kính đến hóa cương vị khí cấp độ. Cái này một ngụm cương kính đến trong cơ thể ngươi, ngươi là tiêu hóa không? La Quân kinh ngạc, nói, không phải hóa khí vì cương sao? Làm sao còn có hóa cương vì khí? Trầm Mặc Nùng nói, hóa khí vì cương là bước đầu tiên, cái này gọi là vạn pháp quy nhất. Hóa cương vì khí, đó là thuộc về hắn tự thân ẩn chứa dấu ấn tinh thần khí. Dạng này khí đến trong cơ thể ngươi, ngươi luyện hóa không trúng dấu ấn tinh thần, liền sẽ một mực ảnh hưởng ngươi tu vi. Đây là rất cao thâm đồ, vật, ngươi chậm rãi hội cảm nhận được. Nàng nói đến đây, lại nói trắng ra, chẳng khác nào là tại nước lọc bên trong đánh vào một hạt nhiễm sắc thể, viên này nhiễm sắc thể không tiêu trừ, nước lọc vĩnh còn lâu mới có thể thuần túy. La Quân không khỏi âm thầm kêu khổ, nói ra, vậy ta làm sao bây giờ? Ta cảm giác tu vi lui bước một mảng lớn, đạo này cương kính, ta làm sao cũng không thể hóa giải. Trầm Mặc Nùng nói ra, người đến trước mặt ta đến, ta giúp ngươi. La Quân đại hỉ, hắn lập tức đến Trầm Mặc Nùng trước mặt. Ngồi xuống, Trầm Mặc Nùng ngồi cũng bất động, nói ra. La Quân nghe lời ngồi xuống tư thế rất buồn cười. Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra, người có rất ít như thế nghe lời thời điểm A, ta đều muốn cân nhắc có phải hay không muốn nhanh như vậy giúp người hóa giải đạo này cương kính. La Quân trung thực không được, ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, ta về sau đồng dạng sẽ nghe lời. Trầm Mặc Nùng dù sao không phải cái ưa thích lão nói đùa người, sau đó, nàng vươn tay tại La Quân trên bờ vai vỗ. Nhất thời, La Quân cảm giác được một cỗ nhu hòa kình lực xông vào tiến đến, trong nháy mắt đem Tu La cái kia đạo cương kính hóa giải, sau đó trừ khử vô hình. Hô! La Quân lập tức cảm giác được thể xác tinh thần thoải mái, hắn đạo tràng lại trở về, kim đan chi cảnh lại trở về. Khí huyết liền lại thông suốt. La Quân lúc này đối Trầm Mặc Nùng không khỏi bội phục sát đất, quả thực là kính sợ có phép. Hắn nhịn không được hỏi, người bây giờ đến là tu vi gì a? Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, người không phải đoán được sao? La Quân im lặng, nói, đoán được cái giám a, lần trước ngươi nói ta có thể đoán được, ta cho là ngươi cho ăn bể bụng cũng là kim đan chi cảnh. Hiện tại xem ra, cái kia Tu La là kim đan đỉnh phong, nhưng ở trước mặt ngươi so con cừu nhỏ còn nhu thuận, người cái này chí ít cũng phải là hóa thần chi cảnh a. Chương 150, nửa đêm quấy dày. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, lại là không có phủ nhận. La Quân nói, ngóa, thật sự là hóa thần. Trầm Mặc Nùng nói ra, chính ngươi đoán đi. La Quân không khỏi hơi hơi uể oải, lúc đầu cảm thấy mình rất không tệ, nhưng dưới mắt Tu La cùng Trầm Mặc Nùng hai người này ở trước mặt hắn xuất hiện, nghiêm trọng phá hủy hắn lòng tự tin. Đương nhiên, cũng cứ như vậy một cái chớp mắt, La Quân cũng là đạo tâm kiên định người. Lúc này, La Quân cái bụng xác thực đói, liền nói, chúng ta ra ngoài ăn cái gì a? Trầm Mặc Nùng nói ra, người đi đi, ta vừa ăn xong. La Quân phiền muộn vô cùng, nói ra, Trầm Mặc Nùng, ngươi là cố ý a? Ta một người ra ngoài ăn, vạn nhất Tu La cùng Tiêu Băng Tình giết trở lại đến làm sao bây giờ? Trầm Mặc Nùng nhịn không được cười lên, nói ra, người đây là thật lấy ta làm ngươi 24 giờ bảo tiêu a? Mấu chốt là ta bảo vệ ngươi, cũng không gặp ngươi cho ta chỗ tốt gì. La Quân giả vờ giả vịt nói ra, ai, ta cho ngươi tiền, ngươi khẳng định cũng khinh thường, vậy cũng thương tổn hại giữa chúng ta cảm tình.
ta ngược lại thật ra có một dạng quý giá nhất đồ, vật muốn cho ngươi, liền sợ ngươi không muốn. Trầm Mặc Nùng nói ra, đến đi, ngươi quý giá nhất chẳng lẽ thân xử nam. Có thể ngươi cũng sớm không phải. La Quân sững sờ, hắn thật đúng là muốn nói cho mình đồng tử chi thân. Lúc đầu nha, hắn ngủ qua nữ nhân là không ít. Nhưng hắn dưới mắt cũng liền muốn trêu chọc Trầm Mặc Nùng. Có thể Trầm Mặc Nùng cũng quá lợi hại, chính mình còn không nói ra, nàng trước hết đem chính mình cho phá hỏng. La Quân chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, nói ra, tính ngươi trâu. Trầm Mặc Nùng sau đó cũng nghiêm mặt nói ra, ta gần nhất cũng có hắn sự tình phải bận rộn, thật đúng là không có khả năng một mực trông coi ngươi. Hôm nay cũng là ngươi vận khí tốt, ta lúc đầu trong phòng ngủ ngủ. Nào biết cái kia Tu La cùng Tiêu Băng Tình nghênh ngang tiến đến. Ta thẳng thắn thì cất giữ khí tức, muốn xem bọn hắn đi vào làm gì. Cái kia Tu La cũng là quá mức tự tin, coi là cảm giác không thấy người khác khí tức, trong phòng này liền không có người. La Quân cũng cảm thấy rất là mạo hiểm, hôm nay một ngày này đều quá kích thích. Hắn nói với Trầm Mặc Nùng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tu La cùng Tiêu Băng Tình hai người vây công, ta quả thực khó có thể ứng phó. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi không phải thương pháp rất lợi hại phải không? Ta cho ngươi một chi đặt trước chế thương, ngươi giữ lại dùng phòng thân. La Quân nhãn tình sáng lên, đây là ý kiến hay a. Sau đó, Trầm Mặc Nùng trở về trong phòng. Sau một lúc lâu đi ra, thật đúng là đưa cho La Quân một chi tóc đen sáng súng lục ổ quay. Đây là quân đội mới nhất nghiên cứu ra được, lực sát thương cực lớn. Thủy ngân viên đạn, một khi bắn trúng địch nhân, thủy ngân lập tức nổ tung. Cũng là cao thủ lợi hại hơn nữa cũng phải chết tại đạn này phía dưới. Hết thảy có 6 liền phát, người kiềm chế một chút. La Quân hoan hỉ tiếp nhận súng lục ổ quay, hắn là thương pháp cao thủ, trên tay một ước lượng liền biết này thương lợi hại. Hắn không khỏi nói ra, ta muốn thật đem Tu La cùng Tiêu Băng Tình giết, tính thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, người muốn thật sự đem bọn hắn giết, cái kia chính là tự vệ. Chúng ta hội bảo trụ ngươi, bất quá, ngươi một ngày không thần vực. Đến lúc đó hàng hành thiên liền sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngươi cũng không có khả năng vĩnh viễn tại chúng ta che chở phía dưới. Cho nên, ngươi thần vực ngoại môn là lửa xém lông mày sự tình. La Quân nói ra, lại thế nào lửa xém lông mày, cái kia khảo thí cũng phải muốn một tháng a. Trầm Mặc Nùng nói ra, chỉ cần đem ngươi đề cử đi lên, trở thành thí sinh về sau, hàng hành thiên cũng không dám ra tay với ngươi. Ai cũng không dám ác ý sát hại thần vực thí sinh. Bởi vì thần vực không biết hắn thí sinh bên trong cái nào lại là thiên tài, cái nào có thể hay không tương lai trở thành kiệt xuất nội môn đệ tử. Tựa như Mỹ quốc tổng thống diễn giảng, xe trường học cực kỳ trọng yếu, bởi vì hắn không biết bên trong một cỗ xe trường học bên trong, có thể hay không trang là tương lai ngài tổng thống. La Quân gật gật đầu, biểu thị hiểu. Sau đó, hắn thu tay lại thương, cả người dũng khí cũng liền lớn mạnh rất nhiều, tiếp lấy phải đi dưới lầu ăn cơm. Nhớ kỹ mang cho ta một phần ăn khuya, La Quân trước khi ra cửa thời điểm, Trầm Mặc Nùng bàn giao. La Quân cái mũi đều tức điên, nói ra, ngươi không phải vừa ăn xong sao? Ngươi muốn ăn thì cùng đi với ta. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nói ra, tỷ tỷ ta muốn trộm dưới lười, còn muốn đánh với ngươi báo cáo a. La Quân im lặng. Ra tiểu khu về sau, La Quân lân cận tìm chợ đêm quầy. Hắn ăn hai bàn xào phở. Thêm hai cái đại đùi gà còn uống một bình rượu bia ướp lạnh. Đem những thức ăn này toàn bộ tiêu diệt về sau, hắn cảm thấy đau nhức nhanh đến cực điểm. Ban ngày sở hữu phiền muộn, tiểu tâm tình toàn bộ quét sạch. Con hàng này tính cách cũng thật là không thích hợp thời gian dài u buồn người. Sau đó, La Quân cho Trầm Mặc Nùng cũng đóng gói một phần xào phở, một phần xào ốc đồng còn có rượu bia ướp lạnh. Ai, giữa mùa đông uống rượu bia ướp lạnh, cũng chỉ có con hàng này có thể làm được tới. Thuận tiện, La Quân trả lại Trầm Mặc Nùng nướng mấy sâu ngươi tốt thêm ra hổ thanh tiêu. Như thế về sau, La Quân đem ăn khuya mang về nhà. Trầm Mặc Nùng nhìn thấy thực vật cũng không chê, vui sướng bắt đầu ăn. Nàng bị ốc đồng cay rất là đã nghiền, lại uống liền rượu bia ướp lạnh. Sau đó, nàng mới lên tiếng, ta rất ít ăn loại này quán ven đường, không nghĩ tới vị đạo cũng thực không tồi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, phần lớn mỹ thực đều tại dân gian, tại quán ven đường. Những đại khách sạn đó cái gì, ăn bất quá là cái phong cách a. Về sau, La Quân trở về phòng nghỉ ngơi. Đêm nay, hắn như thường lệ luyện công. Luyện đến một nửa, hắn đột nhiên đứng dậy chạy đến Trầm Mặc Nùng trước gian phòng gõ cửa. Lúc này là đêm khuya 2 giờ, Trầm Mặc Nùng bị gõ tỉnh,
không khỏi có chút nổi nóng, nói, Xú tiểu tử, ngươi lại nổi điên làm gì? Tỷ tỷ ban đêm không tịch mịch, không cần ngươi bồi. La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, Trầm Mặc Nùng, hỏi ngươi cái nghiêm túc vấn đề. Trầm Mặc Nùng nói ra, vấn đề gì? La Quân nói, ngươi có phải hay không vẫn là chỗ? Trầm Mặc Nùng nhất thời nổi giận, nói, Lan, ngươi có bệnh à? La Quân cười hắc hắc, nói ra, được rồi, chỉ đùa một chút. Hắn đón đến, nói ra, ta vừa rồi một mực đang vận khí, đột nhiên có cái nghi vấn. Ta trước mắt là hóa khí vì cương cấp độ, tiếp xuống cũng là hóa cương vì khí. Như vậy, lại về sau lại là cái gì? Chẳng lẽ muốn lại hóa khí vì cương, một mực như thế tuần hoàn xuống dưới? Trầm Mặc Nùng lập tức không chút khách khí nói ra, thả ngươi cẩu thí. Nàng đón đến, nói, tiếp xuống cũng là hóa khí vì tinh vì thần, hóa thần là giả. La Quân hoàn toàn không hiểu rõ, đầu óc hắn nhất thời một mảnh mơ hồ. Trầm Mặc Nùng tiếp tục nói, hiện sẽ nói với ngươi những này, ngươi là rất khó hiểu. Ngươi trước mắt muốn làm liền là hóa cương vì khí. Trước đó, ngươi khí nhập thể nội, nhưng cỗ này khí cũng không phải là thuộc về ngươi chánh thức khí. Đi qua cương kính chuyển đổi về sau, khẩu khí này phải có ngươi dấu ấn tinh thần, như thế mới khiếu hóa cương vì khí. Còn về sau hóa khí vì tinh, ngươi về sau dần dần liền sẽ rõ ràng. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ là, ngươi, còn sống cũng là một hơi. Chúng ta tu luyện cũng chính là cái này một hơi. Ngươi nếu như không có khí, liền sẽ chết. Khí là tinh khí thần, là không khí, là người sống căn bản, người tranh một khẩu khí. Khẩu khí này thì theo đạo nhất dạng, ở khắp mọi nơi. Nói, chúng ta đem bước đi cũng gọi là đường, chúng ta để ý cũng gọi là đạo lý. Khí cùng nói, là chúng ta mãi mãi cũng tìm tòi không thấu, truy cầu không hết đồ, vật. La Quân nổi lòng tôn kính, nói, thụ giáo. Sau đó, hắn thì ngoan ngoãn quay ngược về phòng, chuyên tâm tu luyện. Ngày thứ hai, yến kinh khí trời tiếp tục tốt. Lâm lão gia tử trong tứ hợp viện, hôm nay mấy nữ sinh đều không có đánh mạt trược. Các nàng riêng phần mình có tâm tư, Ninh Hàm có nàng thương tâm, nàng tuy nhiên thương tâm, lại cảm kích La Quân tại nàng sinh mệnh bên trong xuất hiện. Bởi vì La Quân từ đầu đến cuối là chân chính thích nàng, tôn trọng nàng. Nếu như La Quân không phải có phần này ưa thích cùng tôn trọng, hắn đã sớm ăn hứa tình. Có thể La Quân thủy chung đều không có. La Quân tuy nhiên cả lơ phất phơ, nhưng hắn lại là chân chính quân tử. Về phần Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh, hai người là có nỗi khổ không nói được. Tuy nhiên rất không muốn La Quân kết hôn, nhưng là các nàng chỉ là La Quân bằng hữu, liền phản đối tư cách đều không có. Tống Nghiên Nhi là yêu sầu công ty sự tình, một mực không ở công ty, nàng thủy chung không quá yên tâm. Nàng cũng đau lòng ca ca La Quân. Lâm Hoành Vĩ làm theo một mực rất lạnh nhạt, hắn nhìn ra Lâm Thiến Thiến không cao hứng, cũng hỏi qua Lâm Thiến Thiến. Nhưng Lâm Thiến Thiến không chịu nói. Lâm Hoành Vĩ biết cháu gái là rất lợi hại có chừng mực, cho nên cũng liền không đi tìm kiếm nàng tư ẩn. 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. Trong viện, Lâm Hoành Vĩ nhìn lấy giấy báo, phơi nắng. Liền cũng tại lúc này, một tên bảo vệ đưa điện thoại di động đưa tới, nói ra, lão thủ trưởng, Dương gia Dương lão gia tử điện thoại. Lâm Hoành Vĩ nao nao, hắn lòng tựa như gương sáng, cũng biết Dương gia gần nhất theo chính mình quan hệ rất phi diệu. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì Dương Lăng chết. La Quân trên lôi đài giết Dương Lăng, cháu gái của mình lại yêu thích La Quân. Lục sử Trầm Mặc Nùng lại coi trọng La Quân. Cái này chung quan hệ rắc rối khó gỡ, cho nên hắn cùng Dương gia Dương Thiên Thành lão gia tử cũng thay đổi xa lạ. Dương lão đệ, Lâm Hoành Vĩ cũng không nghĩ nhiều, tiếp thông điện thoại, cười ha ha, hô. Bên kia Dương Thiên Thành cũng là cười một tiếng, nói ra, lão thủ trưởng. Chúng ta nhưng có một trận không có cùng một chỗ đánh cờ. Lâm Hoành Vĩ liền khe khẽ thở dài, nói ra, Dương lão đệ a, tôn tử của ngươi sự tình ta nghe nói, ai, thật sự là thiên hữu bất trắc phong vân, ngươi muốn nén bi thương a. Dương Thiên Thành thanh âm nhất ảm, hắn lập tức còn nói thêm, đa tạ lão thủ trưởng quan tâm. Vậy đại khái chính là ta mệnh, cũng là cháu của ta mệnh. Hắn nói đến chỗ này, đón đến, lại nói, đúng, lão thủ trưởng, ngươi bây giờ có được hay không? Nếu như thuận tiện lời nói, ta muốn đến người nơi này ngồi một chút, chúng ta tự ôn chuyện. Lâm Hoành Vĩ hơi hơi kinh ngạc, hắn không hiểu Dương Thiên Thành trong hồ lô đến bán thuốc gì. Hắn cùng Dương Thiên Thành trước đó cũng không phải quá quen, vẻn vẹn cùng một chỗ xuống mấy lần cờ mà thôi. Nhưng đây là, Lâm Hoành Vĩ cũng khẳng định không thể cự tuyệt.
hắn liền nói ra, thuận tiện, người tùy thời đều có thể tới. Nói như thế định về sau, Lâm Hoành Vĩ cũng liền tắt điện thoại. Lâm Hoành Vĩ cũng không lo lắng Dương Thiên Thành sẽ đến gây bất lợi cho hắn, bởi vì này sẽ là Dương gia tai họa ngập đầu. Vả lại, chuyện này, xác thực cùng hắn cũng không quan hệ nhiều lắm. Dương Thiên Thành trách tội đều không trách được hắn nơi này tới. Sau một tiếng, thủ hộ tứ hợp viện bí mật hệ thống phát đến tin tức, lão thủ trưởng, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình cùng nhau đến đây, phải chăng cho phép đi vào. Lâm Hoành Vĩ hơi hơi giật mình một chút, hắn từ trầm mặc nùng miệng bên trong biết dưới mắt lớn nhất đại phiền toái thì là đến từ Tiêu Băng Tình. Không nghĩ tới cái này Dương Thiên Thành thế mà đem Tiêu Băng Tình mang đến. Chương 151, Lâm Thiến Thiến trúng chiêu. Đến cái này trong lúc mấu chốt. Lâm Hoành Vĩ tự nhiên cũng không có khả năng để Dương Thiên Thành trở về. Hắn Lâm Hoành Vĩ chinh chiến nửa đời, cái gì chiến trận chưa thấy qua, làm thế nào có thể sợ Tiêu Băng Tình một cái hậu sinh tiểu bối. Ngay sau đó, hắn liền đáp lời quá khứ, để tiến đến. Lâm Hoành Vĩ không lo lắng cho mình an nguy, nhưng là hắn lo lắng Lâm Thiến Thiến mấy người nữ hài tử này an nguy. Cũng sợ Tiêu Băng Tình lần này tới có cái gì tiểu động tác là mình không có phát giác. Giang hồ hiểm ác. Khó lòng phòng bị, Lâm Hoành Vĩ là hiểu được đạo lý này. Cho nên, Lâm Hoành Vĩ lập tức lại đi gặp để một tên bảo vệ đem Lâm Thiến Thiến các nàng từ cửa sau mang đi, đưa đến sát phách lão tư lệnh trong nhà nghỉ ngơi một đợi. Chờ Tiêu Băng Tình các nàng sau khi đi, lại đem tiếp trở về. Cái kia bảo vệ nghe lệnh lập tức đi ngay. Sau 10 phút, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Lâm Hoành Vĩ thì trong sân ngồi. Lúc này, bên ngoài tiếng bước chân truyền đến. Lâm Hoành Vĩ cũng không kiêu căng, hắn đứng lên đi tới cửa nghênh đón. Trong viện tử này chỉ còn lại một tên bảo vệ, cái này bảo vệ tự nhiên cũng là tuyệt đối cao thủ. Mặt khác, viện tử bốn phía còn có ẩn tàng cao thủ. Tiêu Băng Tình vừa đến, mảnh này tứ hợp viện bí mật hệ thống lập tức đối Lâm Hoành Vĩ viện tử tăng cường đề phòng. Có thể nói, chỉ cần Tiêu Băng Tình có một tia dị động, nàng liền sẽ tại lôi đình hạng người bị đánh chết. Quốc gia lực lượng khủng bố là tuyệt đối không thể nghi ngờ. Liền xem như hàng hành thiên đến nơi đây, cũng tuyệt đối không dám làm càn. Lúc trước quốc ngoại bao nhiêu lực lượng muốn đối mảnh này tứ hợp viện lão cán bộ tiến hành ám sát, nhưng sau cùng không có chỗ nào mà không phải là bị bí mật hệ thống diệt sát đi. Vô thành vô tức giết chết, mà lại cho tới bây giờ cũng sẽ không quấy nhiễu đến lão lãnh đạo nhóm. Dương Thiên Thành 70 mấy tuổi, đầu hắn phát cũng đã hoa râm. Hôm nay hắn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, trụ quải trượng. Bên cạnh hắn Tiêu Băng Tình toàn thân áo trắng, mỹ lệ tới cực điểm. Nàng vịn Dương Thiên Thành tiến đến. Nói lên Dương gia tại Yến Kinh có chút địa vị. Nhưng là, Dương gia phe phái cũng không có tránh thức nhập chủ trung tâm chính trị, là thuộc về so sánh thành người ngoài. Bất quá Dương Thiên Thành cùng một số lão lãnh đạo nhóm là chiến hữu, mọi người cũng đều tận lực cho hắn một số mặt mũi. Bất quá. Dương Thiên Thành cùng Lâm Hoành Vĩ căn bản cũng không phải là một cái tầng diện đối thủ. Tựa như, Trầm Mặc Nùng là lục sử sử trưởng, nhưng nàng có đôi khi vẫn là cần theo Lâm Hoành Vĩ báo cáo, chi hội một tiếng. Nhưng là Trầm Mặc Nùng nhưng căn bản không e ngại Dương gia cái gì. Càng sẽ không theo Dương gia chi biết cái gì, báo cáo cái gì. Đây là khác nhau. Dương Thiên Thành vừa tiến đến, Lâm Hoành Vĩ liền chào đón. Lão thủ trưởng, hôm nay mạo muội đến đây. Quấy dày a. Dương Thiên Thành nói ra. Lâm Hoành Vĩ cười ha ha một tiếng, nói ra, Dương lão đệ, người quá khách khí. Hắn nói xong cũng thân mật cùng Dương Thiên Thành nắm tay. Mặt ngoài công phu, Lâm Hoành Vĩ vẫn là muốn làm đủ. Như Lâm Hoành Vĩ nhân vật như vậy, liền xem như đối bảo vệ môi trường công nhân, vậy cũng sẽ khách khí, tôn kính cùng cực. Đây là cá nhân hắn tu dưỡng. Dương Thiên Thành còn nói thêm, lão thủ trưởng. Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là cháu gái ta, Tiêu Băng Tình. Nàng một mực kính đã lâu lão thủ trưởng ngài đại danh, ta hôm nay nói phải tới thăm ngươi, nàng muốn đi theo đến, ta thì hứa. Lão thủ trưởng, ngươi cũng đừng trách ta đường đột a. Lâm thúc thúc, ngài tốt, Tiêu Băng Tình cũng mở miệng hô, nàng lộ ra dịu dàng mà có lễ phép. Lâm Hoành Vĩ mỉm cười, nói ra, hoan nghênh đều còn đến không kịp đây. Hắn vừa nói dò xét Tiêu Băng Tình. Hắn tối tự hiểu là con bé này thật sự là có cỗ băng thanh ngọc khiết khí chất, giống như cái kia tiên nữ trên trời một dạng. Rất bình thường một cô nương, làm sao Trầm Mặc Nùng lại nói nàng là người điên đâu. Lâm Hoành Vĩ cũng biết rõ người biết rõ mặt không sao biết được tâm, hắn cũng không nghĩ nhiều,
liền đem Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình đón vào. Tiến vào phòng khách, mọi người phân chủ khách ngồi xuống. Bảo vệ phao đến trà nóng. Lâm Hoành Vĩ nói ra, Dương lão đệ, hôm nay thì lưu tại nơi này ăn cơm chưa đi, ta đã an bài bọn họ qua chuẩn bị. Dương Thiên Thành nói ra, vậy liền quấy giày. Hắn đồng thời lại nói với Tiêu Băng Tình, đem lễ vật lấy ra. Tiêu Băng Tình trên tay một mực sách lễ vật, lúc này nàng liền lấy ra, nói ra, Lâm thúc thúc, đây là thúc thúc ta chân tàng hảo tử, hy vọng ngài có thể ưa thích. Tiêu Băng Tình là Dương Lăng ông ngoại nữ nhi, trên thực tế theo Dương Thiên Thành không có bao nhiêu quan hệ thân thích. Cho nên cũng liền hô Dương Thiên Thành vi thúc thúc. Bảo vệ đem rượu kia tiếp nhận, sau đó đưa hiện lên cho Lâm Hoành Vĩ. Lâm Hoành Vĩ thô liếc sơ một cái, liền trông thấy rượu này chính là cổ pháp bí chế Trúc Diệp Thanh. Cái này Trúc Diệp Thanh đều là đặc chế ít rượu đàn, rất khéo léo, lại rất tinh xảo. Hết thảy 10 tiểu đàn, nê phong chưa phá. Lâm Hoành Vĩ là biết hàng người, biết loại rượu này đã là có tiền mà không mua được. Đây là một phần tuyệt đối đại lễ. Mà lại, Lâm Hoành Vĩ đời này đến bây giờ, cũng liền tốt một ngụm rượu. Dương lão đệ, người cái này, lễ vật quá quý giá. Lâm Hoành Vĩ có chút không bình tĩnh nói ra. Dương Thiên Thành mỉm cười, nói ra, lão thủ trưởng, bảo kiếm tặng anh hùng. Rượu này chúng ta uống là phung phí của trời, cũng chỉ có lão thủ trưởng ngươi uống mới tính đáng giá a. Lâm Hoành Vĩ nói ra, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Dương Thiên Thành mỉm cười. Lâm Hoành Vĩ để bảo vệ đem rượu cất kỹ, sau đó hắn nhìn về phía Dương Thiên Thành, nói ra, Dương lão đệ, hôm nay ngươi đến, hẳn là không chỉ là cho ta đưa rượu đi. Dương Thiên Thành khe khẽ thở dài, nói ra, lão thủ trưởng, ta ngược lại cũng không có chuyện gì. Ta đều đã thanh này niên kỷ, cháu trai cũng không tại, còn có cái gì phải tranh, cũng may ư. Hắn ngừng một lát, đứng lên, nhìn ra phía ngoài, nói ra, lão thủ trưởng, ngày tháng này quý hoa nở coi như không tệ. Hắn nói thì đi ra ngoài. Về sau, Dương Thiên Thành xem hết hoa, lại cùng Lâm Hoành Vĩ dưới hai bàn cờ. Chờ cơm chưa tốt, Lâm Hoành Vĩ cùng Dương Thiên Thành, Tiêu Băng Tình cùng một chỗ ăn cơm trưa. Sau khi ăn cơm trưa xong, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình cáo từ rời đi. Lâm Hoành Vĩ đem hai người đưa đi. Đợi hai người này sau khi rời đi, Lâm Hoành Vĩ trở về đối bảo vệ chuyện thứ nhất cũng là nói, bắt hắn cho tử toàn bộ cầm lấy đi đốt. Cái kia bảo vệ bị kinh ngạc, nói, lão thủ trưởng, ngài là nói trong rượu này có độc. Lâm Hoành Vĩ nói ra, hạ độc ngược lại không đến nỗi, Dương Thiên Thành không có như thế ngu xuẩn. Sắc mặt hắn nghiêm túc, nói ra, ta ngược lại thật ra thật sự coi thường Dương Thiên Thành. Hắn hôm nay tới, vô duyên vô cớ tặng lễ, ta nhìn ra hắn tiềm tàng điên cuồng. Xem ra, hắn là đem ta cũng làm thành hại chết hắn cháu trai đồng lõa. Cái kia bảo vệ cảm thấy không hiểu, bởi vì hắn cái gì đều không có cảm giác được. Lâm Hoành Vĩ là lão hồ ly, hắn biết Dương Thiên Thành hôm nay tới khẳng định không phải vì tặng lễ. Dương Thiên Thành không đề cập tới bất kỳ yêu cầu gì cũng là lớn nhất cổ quái, sự tình có khác thường vì cái gì vì cái gì. Hắn đến là làm cái gì? Lâm Hoành Vĩ lâm vào trầm tư. Vấn đề này không nghĩ thông suốt, Lâm Hoành Vĩ làm sao cũng vô pháp an tâm. Sau đó, Lâm Hoành Vĩ để bảo vệ liên hệ bí mật hệ thống. Bí mật hệ thống rất nhanh kết nối, bảo vệ đưa điện thoại di động đưa đến Lâm Hoành Vĩ trên tay. Lão thủ trưởng, bên kia truyền tới một tràn ngập tôn kính thanh âm nam tử. Lâm Hoành Vĩ trầm giọng nói, Long Uyên, vừa rồi Dương Thiên Thành tới. Hắn thái độ làm cho ta rất bất an, cái lão nhân này, ta nhìn hiện tại là điên. Hắn vì cháu trai chết, đã không để ý hắn Dương ra tương lai. Người phái người đến ta trong viện tử này ti một chút, xem bọn hắn có hay không động tay chân gì. Vâng, lão thủ trưởng. Tắt điện thoại về sau, Lâm Hoành Vĩ quyết định vấn an Lâm Thiến Thiến các nàng. Trong lòng của hắn quá bất an. Mà bí mật hệ thống cũng phát động tìm kiếm. Nửa giờ sau, bí mật hệ thống hướng Lâm Hoành Vĩ báo cáo, lão thủ trưởng, không phát hiện chút gì. Toàn bộ trong tứ hợp viện, đã có thể xác định là tuyệt đối an toàn. Lúc này, Lâm Hoành Vĩ đang cùng Lâm Thiến Thiến các nàng cùng một chỗ. Bên cạnh bồi tiếp còn có một vị lão tư lệnh. Lâm Hoành Vĩ nghe vậy hơi hơi thở phào, hắn đối bí mật hệ thống là tuyệt đối yên tâm. Bí mật hệ thống đã nói là tuyệt đối an toàn, cái kia thì không có việc gì. Ngay sau đó, Lâm Hoành Vĩ tắt điện thoại. Chẳng lẽ là mình đa nghi? Lâm Hoành Vĩ không khỏi ám đạo. Lâm Thiến Thiến một mực hầu ở Lâm Hoành Vĩ bên người, nàng gặp ra ra cau mày, không khỏi hỏi, ra ra.
làm sao? Lâm Hoành Vĩ không muốn để cho Lâm Thiến Thiến lo lắng, liền cười một tiếng, nói ra, không có việc gì, chúng ta cũng nên trở về. Cái kia lão tư lệnh nói, lão Lâm, nói xong ở chỗ này ăn cơm chiều, người lão gia hỏa này, làm sao liền phải trở về? Ta cơm tối đều bị người chuẩn bị kỹ càng. Lâm Hoành Vĩ cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi thì chính mình ăn đi. Lão tư lệnh nhất thời dựng râu trừng mắt, nói ra, tốt ngươi cái lão Lâm, cần lão tử hỗ trợ thời điểm cũng là lão thủ trưởng, sử dụng xong thì phủi mông một cái. Lâm Hoành Vĩ nói ra, ha ha, lão thủ trưởng, ngươi nếu là tịch mịch, liền đem con của ngươi, cháu trai gọi qua cùng ngươi. Ta cần phải theo tôn nữ của ta nhóm về nhà hưởng niềm vui gia đình qua. Ngươi thì ghen ghét đi. Lâm Thiến Thiến chúng nữ không khỏi cảm thấy buồn cười. Thế nào biết đúng lúc này, Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên biến sắc, sắc mặt nàng trắng bệch, phát ra một tiếng rên thống khổ. A, ra ra, ta đau quá. Lâm Thiến Thiến hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. Nàng triệu chứng đến rất mãnh liệt, lập tức liền làm cho tê tâm liệt phế, sau cùng dứt khoát trên mặt đất lăn lộn. Lâm Hoành Vĩ một đám, cùng lão tư lệnh toàn bộ kinh hãi thất sắc. Lúc này, Lâm Hoành Vĩ rốt cuộc minh bạch vấn đề quan trọng vị trí. Cái kia chính là vấn đề ra trên người mình. Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình trên người mình động tay chân, cho nên bí mật hệ thống cũng không có tại trong tứ hợp viện kiểm tra A đến nguy hiểm. Lâm Hoành Vĩ sắp nứt cả tim gan, hắn đau lòng nhất cũng là Lâm Thiến Thiến cháu gái này, nhanh gọi Long Uyên tới. Lâm Hoành Vĩ đối bảo vệ quát. Sau đó, hắn lại nghĩ đến khống chế Lâm Thiến Thiến. Nhưng Lâm Thiến Thiến đã trực tiếp đã hôn mê. Là sống sờ sờ đau nhức đã hôn mê. Lâm Hoành Vĩ đem Lâm Thiến Thiến ôm ngồi xuống, hắn nhìn ngay lập tức gặp Lâm Thiến Thiến hai mắt chảy ra máu và nước mắt. Cái kia máu và nước mắt nhìn thấy mà giật mình. Lâm Hoành Vĩ giận tím mặt, hắn trong mắt lóe lên hàn ý, lại đối lão tư lệnh nói, lão thủ trưởng, làm phiền ngươi lập tức sắp xếp người đem Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình khống chế lại. Lão tư lệnh biết sự tình không thể coi thường, gật gật đầu, nói ra, tốt. Bí mật hệ thống Long Uyên tại một phút đồng hồ sau thì chạy tới. Long Uyên nhìn khoảng 40 tuổi, trên thực tế đã có 60 tuổi. Hắn ăn mặc trường sam màu xanh, một phái ăn mặc kiểu văn sĩ. Long Uyên cấp tốc tới. Hai vị thủ trưởng, hắn cung kính hô. Lâm Hoành Vĩ nói, ngươi mau nhìn xem tôn nữ của ta là chuyện gì xảy ra. Long Uyên nói, đúng. Một bên Đinh Hàm, Tống Nghiên Nhi, Đường Thanh còn có Tiểu Tuyết cũng đều khẩn trương nhìn lấy. Các nàng cũng đi theo lo lắng tới cực điểm. Chương 152, đã gặp quân tử, Vân Hồ không thích. Long Uyên tiến lên dựng ở Lâm Thiến Thiến mạch đập. Lâm Hoành Vĩ khẩn trương nhìn lấy Long Uyên. Long Uyên bắt mạch sau một hồi khá lâu, vừa rồi buông ra, tôn nữ của ta thế nào? Lâm Hoành Vĩ cháy vội hỏi. Hắn mặc dù là đa mưu túc trí đại nhân vật, nhưng lúc này lại chỉ là một cái yêu thương cháu gái ra ra. Long Uyên trầm giọng nói ra, lão thủ trưởng, Thiến Thiến là chúng phi thiên cổ. Phi thiên cổ, Lâm Hoành Vĩ nói, đây là vật gì? Long Uyên nói ra, phi thiên cổ là Nam Dương một loại hàng đầu cổ, loại này cổ trùng còn có một cái tên là não thi cổ. Này cổ chính là công cổ, đối nam tính vô hại. Đối phương là đem cổ trùng trồng ở ngài trên thân, mà ngài tới về sau, phi thiên cổ lựa chọn cái thứ nhất tiếp xúc ngài khác phái. Lâm Hoành Vĩ sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi. Hắn tới về sau, Lâm Thiến Thiến tự nhiên là cao hứng nhất, nàng cái thứ nhất lên ôm lấy chính mình. Ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn là bị tính kế. Vậy ngươi có biện pháp nào không giải quyết loại này cổ? Lâm Hoành Vĩ lập tức hỏi. Long Uyên trầm giọng nói ra, lão thủ trưởng, phi thiên cổ chính là từ dưỡng cổ người tinh huyết tự dưỡng mà thành. Đồng thời có đặc biệt cổ ngữ khống chế phi thiên cổ. Cái này phi thiên cổ dưới mắt tại Thiến Thiến trong đầu, mà lại, nó còn có thể bốn phía du tẩu. Vậy coi như là phá vỡ Thiến Thiến đầu cũng dẫn không ra cái này phi thiên cổ. Biện pháp duy nhất cũng là để dưỡng cổ người đem phi thiên cổ triệu hoán đi ra. Đáng chết, Lâm Hoành Vĩ giận hừ một tiếng, hắn mắt hiện lệ quang, nói. Dương Thiên Thành nếu là dám hại chết ta Thiến Thiến, ta muốn hắn Dương ra toàn bộ chôn cùng. Khiến Lâm Hoành Vĩ thoáng an tâm là, phi thiên cổ tạm thời không có phát tác. Lâm Thiến Thiến cũng rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Lâm Hoành Vĩ đem Lâm Thiến Thiến mang về trong tứ hợp viện. Đinh Hàm cả đám cũng đi theo trở về. Lâm Thiến Thiến đi theo cũng liền tỉnh lại, nàng sau khi tỉnh lại, cảm thấy hết thảy đều rất bình thường. Lâm Thiến Thiến là nằm ở trên giường. Lâm Hoành Vĩ cùng chúng nữ thủ ở bên người.
Long Uyên đã lui ra. Lâm Thiến Thiến ngồi xuống, nàng nghi hoặc nhìn về phía mọi người, nói, vừa rồi chuyện gì phát sinh? Lâm Hoành Vĩ đau lòng nắm chặt Lâm Thiến Thiến tay, nói ra, Thiến Thiến, đều do Gia Gia. Là Gia Gia không có bảo vệ tốt ngươi, nhưng ngươi yên tâm, Gia Gia liền xem như liều đầu này mạng già, cũng nhất định muốn đưa ngươi chữa cho tốt. Lâm Thiến Thiến sắc mặt biến, nàng trong lòng bối rối, nói, Gia Gia, ta đến làm sao? Nàng cơ hồ cho là mình có bệnh nan y tại thân. Lâm Hoành Vĩ còn muốn nói tiếp cái gì, ngay vào lúc này, bảo vệ tiến đến nói, lão thủ trưởng, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình đã được mời tới, thì ở bên ngoài. Lâm Hoành Vĩ trong mắt lóe lên một sợi hàn quang, hắn hướng Lâm Thiến Thiến nói, người trước nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó, hắn quay người ra ngoài. Lâm Thiến Thiến không khỏi rượu, nàng nhìn về phía Tống Nghiên Nhi chúng nữ, nói, chuyện gì xảy ra? Ta đến làm sao? Tống Nghiên Nhi tam nữ muốn nói lại thôi. Tiểu Tuyết ở một bên khóc nói ra, Thiến Thiến a di, bọn họ nói đầu óc ngươi bên trong có trùng, làm sao điều trị không hết ngươi. Lâm Thiến Thiến một mực rất đau Tiểu Tuyết, cho nên Tiểu Tuyết cũng rất ưa thích Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nghe vậy nhất thời thân thể mềm mại chấn động, nàng vẫn là phản ứng không kịp. Bất quá nàng lập tức liền rời giường, đi theo ra. Lâm Thiến Thiến cùng chúng nữ cũng không có qua phòng khách, mà là tại một bên nghe lén. Cái kia trong phòng khách. Lâm Hoành Vĩ ngồi ở vị trí đầu. Hai tên bảo vệ ở bên cạnh hắn đứng đấy. Mà Long Uyên làm theo canh giữ ở Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình bên người, đây là phòng ngừa bọn họ tái phát khó. Đương nhiên, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình cũng không có bị còng còng tay. Dù sao Dương Thiên Thành thân phận không phải người bình thường, dưới mắt cũng chỉ là một loại cưỡng chế mời đến. Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình ngồi tại hạ thủ. Giờ phút này, Dương Thiên Thành gặp Lâm Hoành Vĩ. Hắn thái độ rõ ràng biến. Không hề giống trước đó như vậy hèn mọn, mà là một loại cười lạnh ngữ khí, Lâm lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi tuy nhiên vị chức vị cao, nhưng là ta cũng không có phạm tội, ngươi như thế đem ta cưỡng ép gọi qua, không ổn đâu. Tiêu Băng Tình ở một bên sắc mặt nhàn nhạt. Lâm Hoành Vĩ khí trên trán nổi lên gân xanh, hắn vỗ bên cạnh bàn trà, cả giận nói, Dương Thiên Thành, ngươi không muốn nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Ngươi đến muốn thế nào? Dương Thiên Thành cười lạnh, nói ra, ta không muốn thế nào, ta đã sớm nói, ta đã cao tuổi rồi. Cháu của ta cũng chết, ta còn có cái gì phải tranh? Hắn câu nói này bây giờ nghe đến, cái kia lời ngầm nhưng là rõ ràng. Đó chính là, ta đã không có gì cả, ta niên kỷ cũng lớn. Ta là chân trần không sợ đi giày. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng giải khai tôn nữ của ta phi thiên cổ? Lâm Hoành Vĩ đè nén xuống nộ khí, hỏi. Dương Thiên Thành lập tức giả vờ giả vịt nói ra, Lâm lão ca, tôn nữ của ngươi tại ngươi nơi này sao? Nàng xảy ra chuyện gì? Có nặng lắm không? Lão gia hỏa này, chết không thừa nhận, Lâm Hoành Vĩ trong lúc nhất thời lại cũng không có càng dễ làm hơn phương pháp. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, Dương Thiên Thành, ngươi tốt nhất đừng bức ta. Dương Thiên Thành cười ha ha, sau đó hắn ánh mắt lạnh lùng xuống dưới. Hắn thông suốt đứng lên, nói ra, Lâm lão ca. Không phải ta buộc ngươi. Thật sự là ngươi bức ta quá đáng. Ngươi cũng sẽ đau lòng tôn nữ của ngươi. Chẳng lẽ cháu của ta mệnh thì so tôn nữ của ngươi muốn đê tiện sao? Cháu của ta đã chết, ngươi lại áp chế ta, không cho ta báo thù. Cái này thích hợp sao? Lâm Hoành Vĩ nói, hung hăng càn quấy, tôn tử của ngươi là cùng người ký giấy sinh tử, chết trên lôi đài, sinh tử cùng người không càng, ngươi bây giờ nói mấy cái này có ý tứ sao? Dương Thiên Thành nói ra, đến là chuyện gì xảy ra, trong lòng ngươi rõ ràng. Đơn giản không phải liền là tôn nữ của ngươi ưa thích cái kia tạp chủng La Quân, cho nên ngươi phải che chở La Quân. Ngươi bây giờ hẳn là có thể cảm nhận được ta tâm tình a. Ngươi cũng không cần uy hát yêu ta. Ta nói qua, ta đều là nửa thân thể nhập hoàng thổ ngươi. Ta sợ cái gì, ta còn sợ chết sao? Ta chỉ sợ cháu của ta chết vô ích, ta cái này làm ra ra lại không thể cho hắn đòi cái công đạo. Lâm Hoành Vĩ cả giận nói, ngươi. Ngay vào lúc này, Tiêu Băng Tình mở miệng, nàng nhìn về phía Lâm Hoành Vĩ, từ tốn nói, họ Lâm, đã mọi người đã vạch mặt, vậy cũng không có cái gì khác dễ nói. Ta lời nói thật muốn nói với ngươi đi, cái này phi thiên cổ trong 24 giờ, sẽ đem người não tử ăn sạch sẽ. Hiện tại đã qua 2 giờ, lại có 3 giờ, tôn nữ của ngươi thì lại biến thành ngu ngốc. Lại có 10 giờ, thần tiên cũng không cứu lại được. Ngươi muốn tôn nữ của ngươi còn sống, có thể, đem La Quân giao cho trên tay của ta. Nếu như làm không được,
vậy liền cho tôn nữ của ngươi nhặt xác đi. Nàng nói xong liền đứng lên, nói ra, Dương thúc thúc, chúng ta đi. Dương Thiên Thành xoay người rời đi. Long Uyên lập tức đem hai người đường đi ngăn lại. Lâm Hoành Vĩ chậm rãi đứng lên, hắn hít sâu một hơi, nói ra, xem ra, các ngươi là thật đem ta Lâm Hoành Vĩ xem như mèo bệnh. Như là đã vạch mặt, đã các ngươi đều không thèm đếm xỉa. Ta Lâm Hoành Vĩ cũng là cao tuổi rồi, cùng các ngươi lại như thế nào? Hắn đón đến, nói ra, Long Uyên, đem con bé này bắt giữ, buộc nàng giải quyết Phi Thiên Cổ. Ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, ta chỉ cần mục đích. Long Uyên trầm giọng nói, đúng. Ngươi dám, Tiêu Băng Tình quay người nhìn về phía Lâm Hoành Vĩ, nói ra, họ Lâm, ngươi dám bức ta lập tức khu động Phi Thiên Cổ, để tôn nữ của ngươi tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Không tin, nàng nói xong miệng lẩm bẩm. A, tránh ở một bên Lâm Thiến Thiến nhọn kêu ra tiếng, nàng thanh âm tràn ngập thống khổ, đó là một loại linh hồn run rẩy thống khổ. Dừng tay, Lâm Hoành Vĩ hãi nhiên thất sắc. Tiêu Băng Tình cười lạnh, nàng lại thổi một tiếng huýt sáo. Lâm Thiến Thiến thống khổ vừa rồi đình chỉ. Lâm Hoành Vĩ bước nhanh đến trong sảnh, Lâm Thiến Thiến trước mặt. Chúng nữ đối mặt Lâm Hoành Vĩ. Lâm Hoành Vĩ nắm lấy Lâm Thiến Thiến cánh tay, nói, cháu gái ngoan, người thế nào? Lâm Thiến Thiến trong mắt đều là hoảng sợ, nàng nhào vào Lâm Hoành Vĩ trong ngực, nói, ra ra, vừa rồi đau quá. Cái kia một loại đau là khiến người ta không muốn tiếp tục sống đau, là ma quỷ đau. Lâm Hoành Vĩ vỗ vỗ Lâm Thiến Thiến bả vai, sau đó, hắn lại một mình đi tới. Hiện tại, chúng ta có thể đi sao? Tiêu Băng Tình cười lạnh nhìn về phía Lâm Hoành Vĩ. Lâm Hoành Vĩ cắn răng, nói, để bọn hắn đi. Long Uyên trầm giọng nói, đúng. Ngay sau đó, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình nghênh ngang rời đi. Lâm Hoành Vĩ lại đối Long Uyên nói, lập tức thông báo Trầm Mặc Nùng, để cho nàng đem La Quân mang đến cho ta. Đúng, Long Uyên nói. Đến lúc này, Lâm Thiến Thiến cũng hoàn toàn minh bạch đến chuyện gì phát sinh. Nàng lao ra, bước nhanh đi vào Lâm Hoành Vĩ trước mặt, nói, ra ra, người không thể dùng La Quân mệnh đến đổi ta mệnh. Nàng nói nghiêm túc vô cùng, trong mắt có loại vô cùng thảm liệt kiên quyết. Lâm Hoành Vĩ ngây người, hắn không lưu loát nói ra, ra ra không có càng dễ làm hơn phương pháp. Ra ra không thể nhìn ngươi chết a. Lâm Thiến Thiến nói, nếu như ta mệnh phải dùng La Quân mệnh đến đổi, ta tình nguyện đi chết. Lâm Hoành Vĩ trấn trụ, hắn biết Lâm Thiến Thiến không phải đang nói đùa. Hắn không nghĩ tới cháu gái của mình thế mà đối cái này La Quân dùng tình sâu như thế. Ninh Hàm chúng nữ cũng ở một bên trấn trụ. Đây mới thực là sinh cùng tử a. Lâm Hoành Vĩ đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, hắn đau lòng nhức óc nói, thì làm một cái căn bản không yêu nam nhân của ngươi, đáng giá không? Ngươi cứ như vậy không trân quý chính ngươi. Lâm Thiến Thiến lắc đầu, nói ra, ra ra, ngươi không hiểu. Cái này không có quan hệ gì với ái tình, ta theo La Quân nhận biết không bao lâu thời điểm, hắn thì vì ta kém chút mất mạng, còn có, hắn vì cứu Tiểu Tuyết, biết rõ giấy sinh tử không thể ký, nhưng hắn vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước ký. Hắn dùng hành động nói cho ta biết đạo lý làm người. Không cầu người đạt đến thế, nhưng cầu an tâm. Ta nếu là dùng mạng hắn đổi lấy ta sống sót, ta sau này hiểu ý an sao? Ta cũng biết, nếu như La Quân thật biết rõ, hắn nhất định sẽ hy sinh chính mình mệnh tới cứu ta. Ta không muốn, ra ra, ta tuyệt đối không muốn. Ninh Hàm ở một bên khẽ chấn động, nàng mặc dù biết La Quân ở sau lưng nỗ lực qua cái gì. Nhưng bây giờ nghe Lâm Thiến Thiến dưới loại tình huống này nhắc lên, nàng có thể cảm nhận được tử vong vị đạo. Nàng cũng mới chính thức cảm nhận được làm như thế quyết định là vĩ đại dường nào. Lâm Hoành Vĩ ánh mắt phức tạp, nói, La Quân thực biết nguyện ý dùng chính mình mệnh đến đổi lấy ngươi mệnh. Ta không tin trên đời sẽ có dạng này người. Lâm Thiến Thiến nói, dạng này người tuy nhiên hiếm thấy, nhưng La Quân chính là như vậy người. Ta dám chịu bảo đảm. Lâm Hoành Vĩ nói, tốt, Thiến Thiến, ta hôm nay thì nhìn xem, hắn đến có phải như vậy hay không người. Nếu như hắn chịu vì ngươi mà chết. Ta đáp ứng ngươi, nhất định sẽ muốn khác biện pháp tới cứu ngươi. Lâm Thiến Thiến trong mắt lóe lên vui mừng, nói, chúng ta một lời đã định. Nàng đến lúc này, lại một lòng chỉ vì La Quân suy nghĩ. Nàng nói La Quân là đáng quý, nàng lại sao lại không phải đây? Chương 153, Đế La. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đều ở nhà không có ra ngoài. Lúc đầu Trầm Mặc Nùng nói là muốn đi theo Tư Đồ lão gia tử hồi phục. Nhưng là La Quân còn muốn kéo mấy ngày, con hàng này có trước hôn nhân hoảng sợ chứng.
Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi thì kéo đi, chờ đến Tư Đồ lão gia tử không nguyện ý thời điểm, ngươi thì khóc đi. La Quân cười hắc hắc, nói ra, thật muốn như thế, cái kia chính là mệnh, ta nhận mệnh. Trầm Mặc Nùng thấy thế liền cũng không nói thêm gì nữa. Nàng rốt cuộc minh bạch, tuy nhiên La Quân lựa chọn đáp ứng, nhưng ở hắn ở sâu trong nội tâm vẫn là bài xích, hay là hy vọng sẽ có một con đường khác xuất hiện. Trầm Mặc Nùng dự định cứ như vậy tùy theo La Quân, luôn luôn buộc hắn đi làm cái gì sự tình, hiệu quả hội vừa đến phản. Ngay vào lúc này, Long Uyên điện thoại gọi tới. Long Uyên cấp tốc nói với Trầm Mặc Nùng sự tình tính nghiêm trọng, còn có Lâm Hoành Vĩ chỉ lệnh. Trầm Mặc Nùng cũng là biến sắc, nói một câu biết, liền tắt điện thoại. Làm sao, La Quân vốn là nằm trên ghế salon chơi điện thoại di động, thấy thế cũng biết không ổn, lập tức ngồi xuống hỏi. Trầm Mặc Nùng cấp tốc đứng dậy, nói ra, Lâm Thiến Thiến xảy ra chuyện, chúng ta vừa đi vừa nói. La Quân nghe được là Lâm Thiến Thiến xảy ra chuyện, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Hắn vội vàng đi theo Trầm Mặc Nùng đằng sau. Hai người cấp tốc xuống lầu, lên quân xa. Trầm Mặc Nùng lái xe, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe ầm vang khởi động, hướng ra phía ngoài mở đi ra. Trầm Mặc Nùng đồng thời nói ra, là Tiêu Băng Tình ra tay, Lâm Thiến Thiến hiện tại Trung Nam Dương hàng đầu một loại phi thiên cổ, cái này phi thiên cổ tại nàng trong đầu, liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cũng vô pháp trị liệu. Mà lại, Tiêu Băng Tình buông xuống lời nói, sau 3 tiếng, Lâm Thiến Thiến nếu như không chiếm được giải cứu thì lại biến thành ngu ngốc. La Quân sắc mặt khó coi đến cực hạn, chúng ta lập tức qua tìm Tiêu Băng Tình. Trầm Mặc Nùng nói ra, vô dụng, Tiêu Băng Tình trước đó bị lão gia tử bắt lấy. Nhưng là nàng cái tên điên này hiện tại chết còn không sợ, lại hội sợ cái gì? Lão gia tử còn không tia, A Tấn, nàng liền khống chế phi thiên cổ giết hại Lâm Thiến Thiến. Rơi vào đường cùng, lão gia tử thả đi nàng. La Quân trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, chết lại có gì có thể sợ, nàng nếu là không giải cứu Thiến Thiến, ta có 100 loại biện pháp đến tia, A Tấn nàng. Trầm Mặc Nùng nói ra, coi như ngươi làm cho nàng đáp ứng, nàng một dạng có thể tại cứu Thiến Thiến thời điểm mệnh lệnh phi thiên cổ giết Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến nếu thật là chết, như vậy thì là thật hối tiếc không kịp. Tiêu Băng Tình điều kiện là không phải muốn ta đầu người. La Quân trầm giọng hỏi. Trầm Mặc Nùng nói ra, không sai. La Quân lâm vào trầm mặc. Thực, ta không đề nghị ngươi cùng ta cùng đi Lâm lão gia tử trong nhà. Trầm Mặc Nùng vừa lái xe, vừa nói. Lão gia tử đối Thiến Thiến cưng chiều cùng cực. Dưới mắt hắn tuyệt đối nguyện ý hy sinh mạng ngươi đến bảo toàn Thiến Thiến mệnh. Tại trong tứ hợp viện kia, có một bộ bí mật hệ thống. Bí mật hệ thống người xuất thủ, ta cũng ngăn không được. Mà lại, ta cũng không thể cản. Ngươi cùng ta quá khứ, cũng là đã đi là không thể trở về. Đã như vậy, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết? La Quân hỏi. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói ra, Lâm lão gia tử quan tâm Lâm Thiến Thiến mệnh. Ta quan tâm mạng ngươi. Ngươi cùng Lâm Thiến Thiến so ra, ngươi hiển nhiên muốn so Lâm Thiến Thiến tác dụng lớn. Cũng là đơn giản như vậy, đương nhiên, ngươi cùng Lâm Thiến Thiến là bạn tốt. Cho nên ta không thể thay ngươi làm quyết định, ta đây là đem quyền quyết định giao cho trên tay ngươi. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, qua tứ hợp viện đi. Trầm Mặc Nùng ngược lại không cảm thấy ngoài ý muốn, nàng biết La Quân cũng là cái trọng tình trọng nghĩa người, tuyệt sẽ không để ý Lâm Thiến Thiến an nguy. Như hắn thật có thể làm được điểm này, cái kia nàng cũng sẽ không coi trọng hắn như vậy. Trầm Mặc Nùng cũng không nhiều lời, khe khẽ thở dài, nói, tốt ha. Sau 20 phút, Trầm Mặc Nùng xe đứng ở tứ hợp viện bên ngoài. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cấp tốc tiến vào trong tứ hợp viện. Lúc này là 2 giờ rưỡi xế chiều, ánh sáng mặt trời diễm lệ. La Quân vội vàng tiến trong viện, hắn thứ nhất mắt liền trông thấy Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến cùng chúng nữ thì trong sân phơi nắng, bầu trời là như vậy lam. Lâm Thiến Thiến ăn mặc màu đỏ áo khoác, ánh mặt trời chiếu sáng lấy khuôn mặt nàng, thậm chí có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của nàng lỗ chân lông, nàng da thịt là như thế tinh tế tỉ mỉ, trắng nõn, không có một chút tì vết. Chúng nữ ngồi cùng một chỗ, Tiểu Tuyết xách ghế nhỏ ngồi tại đinh hàm bên người. Lâm Hoành Vĩ cũng ở một bên nhìn lấy giấy báo. Hết thảy đều giống như một trận ảo giác. Giống như là cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng. Thiến Thiến, La Quân sau khi đi vào, bước nhanh hướng Lâm Thiến Thiến đi tới. Lâm Thiến Thiến trông thấy La Quân, trên mặt nhất thời hiện lên vẻ vui thích. Lúc đầu nàng là sống La Quân khí, nhưng dưới mắt cái này sống chết trước mắt, lại nào có như vậy nhìn không ra.
La Quân, Lâm Thiến Thiến đứng lên, nàng lúc đầu có thể rất lợi hại kiên cường, nhưng khi nhìn đến La Quân giờ khắc này đột nhiên yếu ớt. Nước mắt tại nàng trong hốc mắt đảo quanh. La Quân đi vào Lâm Thiến Thiến trước mặt, đột nhiên liền đem nàng ôm vào trong ngực, nói, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Lâm Thiến Thiến đối dạng này trước công chúng ôm ấp lộ ra vội vàng không kịp chuẩn bị, thế mà quên giãy giụa. Có thể nàng cũng không muốn giãy giụa, nếu quả thật nhất định phải chết, vậy liền chết tại hắn trong lồng ngực đi. Giờ khắc này, Đường Thanh, Đinh Hàm lại tuyệt không ghen ghét Lâm Thiến Thiến, ngược lại là đi theo đau lòng. Trầm Mặc Nùng đi vào Lâm Hoành Vĩ trước mặt, cung kính hô, lão thủ trưởng. Lâm Hoành Vĩ lạnh lùng nhìn một chút Trầm Mặc Nùng, hắn là liền Trầm Mặc Nùng cũng oán hận bên trên. Sau đó, hắn đi theo đến, hô, La Quân. La Quân lúc này mới theo Lâm Thiến Thiến tách ra, hắn nhìn về phía Lâm Hoành Vĩ, nói, lão gia tử. Lâm Hoành Vĩ nói, sự tình ngươi cũng biết a. La Quân gật gật đầu. Lâm Hoành Vĩ nói ra, Tiêu Băng Tình nếu là ngươi, nếu như ngươi không đi, Thiến Thiến thì không sống. Nàng thời gian không nhiều, 3 giờ đã qua 40 phút, trì hoãn không tầm thường. Ngươi cảm thấy phải làm gì? Lâm Thiến Thiến bắt lấy La Quân tay, nàng bỗng nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, chúng ta tại quỷ ốc thời điểm, ngươi dùng mệnh đến bảo hộ ta sống. Khi đó, ngươi nói ngươi chỉ là cầu cái an tâm. Hiện tại, ngươi không có lý do không cho ta tâm an đúng hay không? Thật, La Quân, ta không sợ chết, nhưng nếu như ngươi thật bởi vì ta qua Tiêu Băng Tình nơi đó tự chui đầu vào lưới, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ không sống một mình lấy. Nàng là như thế thản nhiên nhận lấy cái chết. Dạng này khí phách thì là bao nhiêu nam nhân đều làm không được. Trầm Mặc Nùng đều kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nàng cảm thấy mình trước kia thật là xem thường tiểu cô nương này. Lâm Hoành Vĩ ở một bên nói không ra lời. La Quân lại là mỉm cười, hắn cũng nghiêm túc nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói ra, ta tới là phải nói cho ngươi, tin tưởng ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, cũng sẽ không để ta sẽ tự bỏ ra sự tình. Ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Hắn đón đến. Vừa nhìn về phía Lâm Hoành Vĩ, nói, lão gia tử, hết thảy còn có 2 giờ 20 phút. Ngài nhìn lấy thời gian, nếu như ta tại 2 giờ trong vòng 20 phút không trở lại cứu tốt Thiến Thiến, như vậy ta thì đưa đầu tới gặp. Hắn sau khi nói xong liền đối với Trầm Mặc Nùng nói, chúng ta đi. La Quân hùng hùng hổ hổ. Trầm Mặc Nùng cũng liền hướng Lâm Hoành Vĩ nói, lão gia tử, ta đi trước. Lâm Hoành Vĩ gật gật đầu, hắn ánh mắt có chút phức tạp. Ra tứ hợp viện về sau, vừa lên xe, Trầm Mặc Nùng thì hỏi La Quân, nói, người định làm gì? La Quân nói ra, trước lái xe. Trầm Mặc Nùng im lặng, cái này trong lúc mấu chốt, cũng không theo La Quân so đo, liền nổ máy xe. La Quân rồi mới lên tiếng, Tiêu Băng Tình không sợ chết, bền chắc như thép, không có kẽ hở. Nhưng là Tu La đâu? Chúng ta đi bắt Tu La. Trầm Mặc Nùng không khỏi nhãn tình sáng lên, nói, ý kiến hay. Thế là lập tức, Trầm Mặc Nùng liền an bài lục sử người lập tức đem Tu La vị trí hợp thành báo lên. Trước đó, Tu La đối La Quân tới một lần truy sát. Lục sử liền đem Tu La liệt như nguy hiểm bảng danh sách. Tại Yến Kinh cái này quốc tế đại đô thị bên trong, lại là lục sử đại bản doanh. Liền xem như con kiến tiến đến cũng có thể bị phát giác, huống chi là Tu La như thế một người sống sờ sờ. Cho nên, lục sử người rất nhanh liền định vị Tu La vị trí. Trầm sử Tu La trước mắt tại Hằng Thịnh Quốc tế Đại khách sạn số 608 phòng. Lục sử người báo cáo. Trầm Mặc Nùng lại hỏi, Tiêu Băng Tình đâu? Tiêu Băng Tình tại Dương Gia Công quán bên trong. Trầm Mặc Nùng ngay sau đó nhân tiện nói, thời khắc chú ý Tu La, một có biến, lập tức báo cáo. Vâng, Trầm sử. Trầm Mặc Nùng tắt điện thoại, sau đó liền trực tiếp lái xe hướng Hằng Thịnh Quốc tế Đại khách sạn mà đi. Nửa giờ sau. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đi vào Hằng Thịnh Quốc tế Đại khách sạn trước. Trầm Mặc Nùng tướng quân xe đứng ở phụ cận, cũng không có ra. Dù sao xe quân đội mục tiêu rất rõ ràng lộ ra. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân trực tiếp tiến về Hằng Thịnh Quốc tế Đại khách sạn số 608 phòng. Ngay tại bên trên thang máy thời điểm, Trầm Mặc Nùng tiếp vào lục sử gọi điện thoại tới. Trầm sử, tình huống có biến. Vừa rồi ở tại Tu La đối diện gian phòng bỗng nhiên mở cửa. Một tên nam tử bồi dưỡng La gian phòng. Nếu như chúng ta không có đoán sai, hắn là hàng hành thiên đại đệ tử Đế La. Tu vi của người này sâu đậm dày. Tốt, ta biết, Trầm Mặc Nùng cúp điện thoại. Làm sao, La Quân lập tức hỏi.
Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói, có trận trận đánh ác liệt muốn đánh, hàng hành thiên đại đệ tử thế mà cũng tại. Đế La tu vi vô cùng lợi hại, chúng ta bây giờ muốn đối mặt Đế La cùng Tu La hai người. La Quân cắn răng một cái, nói, Tu La giao cho ta. Trầm Mặc Nùng nói, ngươi xác định ngươi có thể làm được. La Quân nói ra, không sai. Trầm Mặc Nùng nói, cái kia tốt. Hai người rất nhanh liền đi vào lầu 6, lại cấp tốc đến số 608 phòng trước phòng. Còn không có đẩy cửa ra, ở trong đó thì truyền tới một âm thanh nam nhân, có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao. Thẩm trưởng phòng, mời đến đi. Cái thanh âm này không phải Tu La, như vậy lộ ra lại chính là Đế La. Trầm Mặc Nùng cũng không chậm trễ, nàng đem cửa phòng dùng ám kình trấn khai, sau đó cùng La Quân tiến quân thần tốc. Tiến gian phòng, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng liền trông thấy phía trên ghế salon ngồi một tên nam tử. Mà Tu La Bồi đứng ở một bên, thái độ cực kỳ cung kính. Nam tử kia lộ ra lại chính là Đế La toàn thân áo trắng, hắn ăn mặc giày vải, sạch bóng đầu. Chợt nhìn, còn tưởng rằng là một vị đắc đạo cao tăng. Đế La nhìn chừng 30 tuổi, hắn ngồi ở trên ghế salon, lập tức liền khiến người ta cảm thấy nơi này là trung tâm vũ trụ. Tựa hồ ngôi sao vạn vật đều là vây quanh hắn vần quanh. Đế La trên tay có một chuỗi thanh sắc Phật châu, hắn lộ ra mặt mũi hiền lành. La Quân tại nhìn thấy Đế La về sau, tâm lý ý nghĩ đầu tiên chính là, cái này Đế La vô cùng trang bê. Mẹ chứng, người cũng không phải Lao Sơn nội gia quán. Tu La cười lạnh nhìn lấy Trầm Mặc Nùng, nói, thẩm trưởng phòng, nơi này chính là quán rượu gian phòng, là ta địa phương tư nhân. Người tìm đến ta, chẳng lẽ là bởi vì tịch mịch sao? Chương 154, cuồn cuộn chính khí. Trầm Mặc Nùng cũng nhìn về phía Tu La, trong mắt nàng phát ra hàn ý đến, nói ra, thật can đảm, qua nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám cùng ta nói như vậy người. Xem ra là bên cạnh ngươi vị này Đế La cho ngươi dũng khí. Tu La trong lòng máy động, hắn cảm nhận được đến từ Trầm Mặc Nùng cường đại khí chàng. Nhưng hắn cũng không nguyện ý như thế yếu thế. Thế là cười ha ha một tiếng, nói ra, Trầm sử trưởng, ta muốn nói chuyện cũng không phạm pháp a. Chẳng lẽ ngươi muốn bởi vì ta nói năng lỗ mãng mà đem ta giết? Ngươi cũng đừng quên, ngươi là nhân viên công chức, ngươi là muốn thụ pháp luật ước thúc. Ngay vào lúc này, Đế La cũng mở miệng, hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói ra, Trầm sử trưởng, ta nghe nói trước đó ta vị sư đệ này cùng ngươi ở giữa có chút hiểu lầm. Trầm Mặc Nùng không chút khách khí cắt đứt Đế La lời nói. Nói, ta cảm thấy giữa chúng ta vẫn là đừng nói nhảm, chúng ta là võ giả, đùa nghịch cái gì mồm mép, vẫn là nhìn vào thực lực đi. Nàng vừa dứt lời âm, vừa nhìn về phía Tu La, nói ra, trong miệng ngươi nói năng lỗ mãng, ta nhìn thì cái kia mệnh đến lấp đi. Nàng sau khi nói xong, thân thể lập tức động. Trong nháy mắt, Trầm Mặc Nùng đạo tràng phóng xuất ra. Đó là một cỗ trấn áp thiên địa quần ma cuồn cuộn chi khí. Khí lãng cuồn cuộn. Cả phòng toàn bộ tràn ngập nồng đậm cuồn cuộn chi khí. Cái kia Đế La thấy thế hơi hơi thất sắc, lại là hét lớn một tiếng, hắn đạo tràng cũng phóng xuất ra. Đế La đạo tràng như một đạo lưỡi dao sắc bén, phá vỡ cuồn cuộn chi khí, vọt thẳng hướng Trầm Mặc Nùng. Trên thực tế, cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người động. Tu La là một cỗ sát lục khí tức, sát lục đạo tràng lan tràn. Nhưng là sát lục đạo tràng tại cuồn cuộn chi khí dưới đã bị hoàn toàn trấn áp. La Quân lại là tâm thần thủ nhất, không nhúc nhích. Trầm Mặc Nùng công sát hướng Đế La. Tu La làm theo rất lợi hại ăn ý thẳng hướng La Quân, hắn muốn thiểm điện đánh giết La Quân, sau đó cùng Đế La vây kín Trầm Mặc Nùng. Tại cuộc chiến đấu này bên trong, La Quân bất quá là cái con tôm nhỏ, không phải một cái cấp bậc đối thủ. Tu La thiểm điện vồ giết tới, hắn móng vuốt lớn bao phủ xuống, giống như ma thần nghiền ép, để La Quân hô hấp đều lộ ra khó chịu. La Quân trong mắt hàn quang đột nhiên hiện lên, hắn bất động không tránh, đứng tại chỗ. Ngay tại Tu La móng vuốt lớn đè xuống thời điểm, trong tay hắn súng lục ổ quay bỗng nhiên trượt ra, đối Tu La ở ngực bắn một phát. Lần này tuyệt đối vội vàng không kịp chuẩn bị. Tu La hãi nhiên. La Quân xuất thủ bí ẩn, mà lại nổ súng nhanh chóng, chi chuẩn đã là thần hồ kỹ. Tu La đột nhiên cảm giác được trái tim rút lại, nguy cơ đại thịnh. Bất đắc dĩ bên trong. Hắn thân thể nghiêng tránh, cấp tốc tránh đi La Quân thủy ngân viên đạn. Phanh 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 phanh. La Quân đứng tại chỗ, thiểm điện ở giữa lại mở bốn thương. Bốn viên đạn tại chật hẹp phạm vi bên trong đem Tu La làm cho chật vật không chịu nổi,
ngay tại hắn khó khăn lắm tránh đi, bị buộc đến góc tường lúc, cả người hắn bỗng nhiên định trụ. Bởi vì hắn đã không dám động. Hắn đã muốn tránh cũng không được, chỉ cần lúc này La Quân bóp cò, hắn thì hẳn phải chết không nghi ngờ. Trên thực tế, nếu như không là La Quân có chủ tâm muốn bắt sống hắn, hắn hiện tại cũng đã là một người chết. Tu La trên trán chảy ra mồ hôi lạnh tới. La Quân là chân chính thương thần, hắn theo Tu La tu vi vốn đến còn kém cách không phải lớn như vậy. Nếu như La Quân vẫn là hóa kính tu vi, hôm nay khẳng định không làm gì được Tu La, nhưng hắn đã là kim đan tu vi, vẫn là tại cái này chật hẹp trong phòng, như vậy Tu La cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên, cái này cũng nhất định phải xây dựng ở La Quân viên đạn là loại nước này bạc đánh. Đổi con thứ đánh, cái kia cũng không có lớn như vậy uy hát yêu ta lực. La Quân trên mặt phát ra tàn khốc ý cười đến, hắn nói ra, ngươi tuyệt đối đừng động, ta tuy nhiên muốn bắt sống ngươi. Nhưng là nếu như ta không nắm được ngươi, như vậy ta không ngại giết ngươi. Tu La một cử động nhỏ cũng không dám, hắn biết La Quân không phải đang nói đùa. Hai người dưới mắt đánh cờ là sinh tử tồn vong. Hắn biết La Quân chỉ có một viên đạn, La Quân tuyệt sẽ không cho mình phản công cơ hội. Cùng lúc đó, Đế La cùng Trầm Mặc Nùng đã chiến đấu đến gay cấn cấp độ. Bất quá, Trầm Mặc Nùng lại là một mực ở vào thượng phong. Cái kia Đế La hung mãnh vô song, quyền phong mãnh liệt, giống như một thanh dao nhọn, muốn đem sở hữu cuồn cuộn chi khí xé rách ra một đầu khẩu khí tới. Nhưng là Trầm Mặc Nùng lại là như nguyên thủy thiên tôn, khẩn thiết ngăn chặn Đế La. Nàng thân hình khi thì phiêu hốt, khi thì quỷ mị, lại khi thì ổn trọng. Bàn tay nàng hóa thành quyền, kiếm, đao, chỉ, chiêu chiêu chí mạng. Đế La mắt thấy đã ngăn cản không nổi Trầm Mặc Nùng, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, hướng phía La Quân bên này đánh tới. Xem ra Đế La cũng không ngu ngốc, biết La Quân hiện tại nắm giữ Tu La, cái này rất lợi hại chí mạng. Chỉ cần hắn xông lại một cái chớp mắt, vì Tu La tranh thủ chạy ra góc tường thời gian, như vậy chiến cục hết thảy đều cải biến. Đế La không để ý Trầm Mặc Nùng quyền lực, trực tiếp ngăn trở Tu La. Tu La lập tức động. Trầm Mặc Nùng cũng động. La Quân cũng động. Đế La vồ giết về phía La Quân, La Quân y nguyên đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng là Trầm Mặc Nùng cũng đã nhất trưởng ấn đến Đế La trên lưng, Đế La thân thể uốn éo, liền đem Trầm Mặc Nùng trưởng lực đẩy ra. Ngay vào lúc này, La Quân nổ súng. Hắn là bình tĩnh như vậy, tựa như là ưu tú nhất thợ săn, ẩn núp lấy, chỉ chờ thời khắc mấu chốt nhất đến bên trên nhất thương. Viên kia thủy ngân viên đạn bạo bên trong Đế La cánh tay. Băng một tiếng, Đế La cả cánh tay lập tức bị bạo đến phân mảnh, máu me đầm đìa. Xương kia trắng hếu, rất là khủng bố. Đế La lệ hống lên tiếng, hắn vừa mới tới gần La Quân. La Quân đột nhiên hét lớn một tiếng, đại thánh đạo tràng phóng xuất ra, khí thế phóng tới trời cao. Đại thánh ấn. La Quân nhất trưởng liền đem Đế La tại chỗ đánh chết. Mà Tu La thế mà tại công sát Trầm Mặc Nùng thân thể nhất chuyển, tránh đi Tu La công kích. Sau đó, lấy bát quái du thân bước liền đi mấy bước, chính là chính diện đối mặt Tu La. La Quân cũng nhìn về phía Tu La. Lúc này Tu La đã không có mảy may phần thắng, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm. Cái kia Đế La thi thể còn trên mặt đất, đó là vết xe đổ, một chút sợ hãi trong mắt hắn thoáng hiện. Trầm Mặc Nùng từ tốn nói, Tu La, quỳ xuống đi. Ngươi nếu chịu quỳ xuống, ta liền tha cho ngươi nói năng lỗ mãng chi tội. Nếu không ta lập tức móc ngươi hai mắt, ta nói một là một, tuyệt không đùa giỡn với ngươi. Nàng giọng nói nhàn nhạt, lại tự có thấy lạnh cả người. Tu La cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, hắn lại như thế nào chịu cho một nữ nhân quỳ xuống. Ta số 1 đến 3, 1, 2, Trầm Mặc Nùng lại là tuyệt không dây dưa dài dòng, nói thẳng. Tu La nhất thời thần hồn run rẩy, giờ khắc này, hắn sinh ra ảo giác. Cảm thấy mình hai mắt đã bị đào đi, Trầm Mặc Nùng cho hắn uy áp quá mạnh. Phù phù một tiếng, kiêu ngạo Tu La quỳ đi xuống. Người qua 50 chi thiên mệnh. Tu La mặc dù không có 50 tuổi, nhưng là hắn đối sự vật đạo lý lại rất rõ ràng. Hiểu hơn con mắt thì là võ giả sinh mệnh, hiểu hơn, nhất thời cậy mạnh sẽ đổi lấy vĩnh viễn di hận. Cho nên, hắn lựa chọn thỏa hiệp. Đây chính là Tu La cùng La Quân khác nhau. La Quân trên thân còn có huyết khí, nộ khí, hắn hội ninh không chết quỳ. Nhưng Tu La lại hiểu đến thuận theo thiên thời, thuận theo dòng nước lũ, nỗ lực cầu sinh. Giống như Tư Đồ lão gia tử nói, người đầu tiên đến sống sót.
Có lẽ có một ngày, La Quân hiểu được cúi đầu, quỳ xuống, đây mới thực sự là trưởng thành. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn một mực theo Trầm Mặc Nùng thân cận. Nhưng tại thời khắc này, hắn cảm giác được thuộc về Trầm Mặc Nùng khí thế cùng phong mang. Trầm Mặc Nùng thân là lục sử sử trưởng, tuyệt đối không phải dễ sống chung. Trầm Mặc Nùng trầm giọng nói, rất tốt, Tu La, ngươi là thức thời người. Ngươi cũng phải biết, hôm nay rơi vào trên tay của ta, tuyệt đối sẽ không lại có tự do thời gian. Ta cho ngươi hai con đường đi, thứ nhất, về sau thụ ta khống chế, nghe lệnh của ta. Thứ hai, ngươi không nghe ta, nhưng ngươi phải đi chết. Tu La nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, ta về sau hiệu chung với ngươi. Trầm Mặc Nùng nói, cái kia tốt, nàng nói xong đột nhiên ra tay bịt kín Tu La mấy chỗ đại huyệt. Đây là thốn kình đả huyệt thủ pháp. Tu La huyệt đạo bị khống chế lại, tương đương với huyết mạch bị ngăn cản. Hắn tuy nhiên còn có thể bước đi, nhưng lại không thể vận dụng khí huyết chi lực, nhất vận công, mạch máu thì nổ tung. Khống chế Tu La, Trầm Mặc Nùng nói. Tiêu Băng Tình cho Lâm Thiến Thiến dưới phi thiên cổ, người lại sẽ giải. La Quân có chút khẩn trương nhìn về phía Tu La, hắn xác thực sợ Tu La sẽ không giải. Lâm Thiến Thiến thời gian không nhiều. Cũng may Tu La gật gật đầu, nói ra, ta sẽ. Phi thiên cổ chính là ta nuôi dưỡng. Trầm Mặc Nùng cũng thở phào. Nửa giờ sau, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng mang theo Tu La đi vào tứ hợp viện. Lâm Hoành Vĩ cả đám một mực trong sân chờ lấy. Lâm Thiến Thiến tình huống có chút không ổn, nàng lộ ra rất khó chịu. La Quân mang theo Tu La đi vào Lâm Thiến Thiến trước mặt. Tu La cũng không nhiều lời, miệng lẩm bẩm, sau đó lại kêu một tiếng dậy. Lập tức, một đạo bạch quang bay ra, sau cùng bay thẳng đến Tu La thủ bên trên. Mọi người thấy tới, đó là một cái nho nhỏ màu trắng côn trùng, bộ dáng cũng không có cái gì hiếm lạ. Lâm Thiến Thiến thống khổ nhất thời đạt được làm dịu. La Quân lo lắng nhìn về phía nàng, nói, thế nào? Lâm Thiến Thiến vẫy vẫy đầu, sau đó nói, rất nhiều. Tu La đi vào Trầm Mặc Nùng bên người, cung kính nói, Trầm sử, cái này phi thiên cổ ngài nhìn xử trí như thế nào? Trầm Mặc Nùng nói ra, cái này phi thiên cổ có không tưởng được diệu dụng, người giữ đi. Vâng, Trầm sử. Lúc này, tất cả mọi người là buông lỏng một hơi. Lão gia tử. Ngài nhìn Dương Thiên Thành một nhà nên xử trí như thế nào? Trầm Mặc Nùng xin chỉ thị. Lâm Hoành Vĩ trầm ngâm nói, hiện tại Thiến Thiến cũng không có việc gì. Chuyện này làm lớn chuyện, một ít người sẽ nói chúng ta chuyện bé xé ra to, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Dương Thiên Thành coi như, người đi đem Tiêu Băng Tình bắt. Vâng, lão gia tử. Trầm Mặc Nùng mừng rỡ, nàng đến Lâm Hoành Vĩ mệnh lệnh, dưới mắt liền có thể không kiêng nể gì cả hành sự. Chỉ cần Tiêu Băng Tình bị khống chế lại, phiền toái như vậy thì sẽ ít đi rất nhiều. Dù sao, người điên là không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Trầm Mặc Nùng nói với La Quân, người cứ đợi ở chỗ này đi, ta đi xử lý Tiêu Băng Tình. La Quân gật đầu, nói, tốt. Ngay sau đó, Trầm Mặc Nùng mang Tu La rời đi. La Quân tự nhiên là hy vọng có thể bắt lấy Tiêu Băng Tình, nhưng hắn luôn cảm thấy việc này hẳn là không dễ dàng như vậy giải quyết. Những này lại đều không nói, dưới mắt Lâm Thiến Thiến cũng là trở về từ cõi chết, tự nhiên là đáng được ăn mừng, ăn mừng. La Quân ở lại đây, lại có chút không được tự nhiên. Nhưng hắn cũng không dám đi ra ngoài chạy loạn, dưới mắt chính là cùng hàng hành thiên bên kia náo chính liệt, chính mình cách tứ hợp viện còn có Trầm Mặc Nùng, vậy thật đúng là rất lợi hại không có cảm giác an toàn. Lâm Hoành Vĩ dưới mắt đối La Quân cũng là có chút lau mắt mà nhìn, hắn chủ động nói ra, La Quân. Ngay ở chỗ này ăn cơm chiều đi, đợi chút nữa theo giúp ta uống hai chén. La Quân không dám cự tuyệt, nói ra, vâng, lão gia tử. Chương 155, thân bất do kỷ. La Quân cùng Đinh Hàm cũng có chút tương đối không nói gì. Lâm Thiến Thiến lôi kéo La Quân đến tự mình hỏi, Tiêu Băng Tình bị khống chế lại, vậy chúng ta liền không có nguy hiểm đúng hay không? La Quân sững sờ, theo rồi nói ra, còn có Dương Thiên Thành. Hắn cùng Tiêu Băng Tình cùng đi cho ngươi hạ cổ. Lão gia hỏa này cũng có chút thị phi không phân. Bất quá, bất kể nói thế nào, khống chế lại Tiêu Băng Tình. Sự tình liền không có như vậy khó giải quyết. Lâm Thiến Thiến nói, cái kia ngươi có phải hay không cũng không cần lại theo cái gì Tư Đồ gia tiểu thư kết hôn. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, hắn không biết trả lời như thế nào. Thế cục trước mắt còn rất hỗn loạn, hắn cũng muốn lấy được, dưới mắt chính mình lại giúp đỡ Trầm Mặc Nùng xử lý Đế La. Tu La cũng bị bắt,
Hàng Hành Thiên đoán chừng sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, nếu như chính mình không có một ít tất yếu bảo hộ, gặp gỡ Hàng Hành Thiên, đó cũng là cái chết. La Quân cảm thấy dưới mắt cũng là một đoàn loạn ma, làm sao đều để ý không rõ ràng. Giống như càng để ý càng loạn bộ dáng. Lâm Thiến Thiên sáng rực nhìn lấy La Quân, đang mong đợi La Quân trả lời. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, Thiến Thiến, mặc kệ ta kết hôn hay không. Hai người chúng ta tình nghĩa mãi mãi cũng sẽ không thay đổi, ta hội vĩnh viễn đưa ngươi xem như ta bạn tốt nhất, chi kỷ, sinh tử tướng nắm chi kỷ. Lâm Thiến Thiên ánh mắt ảm xuống dưới, nói ra, ngươi vẫn là muốn theo không nhận ra cái nào nữ nhân kết hôn. Nàng đón đến, nói ra, ta chỉ là, ta biết ngươi là tính cách gì. Ta chỉ là không muốn ngươi như thế làm oan chính mình. La Quân nói ra, người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Tám chữ, khái quát La Quân sở hữu tình cảnh. Sau một tiếng, Trầm Mặc Nùng bên kia truyền đến tin tức. Tiêu Băng Tình cũng không có bắt lấy, nàng đã sớm đào tẩu. Mà lại, trốn tựa như là biến mất không khí một dạng, căn bản không chỗ mà theo. La Quân ngược lại không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sớm đã cảm thấy sự tình sẽ không như thế thuận lợi giải quyết. Tại trong tứ hợp viện sau khi ăn cơm tối xong, Trầm Mặc Nùng lại đánh tới điện thoại. Đây là cho La Quân đánh, trước đó là cho Lâm Hoành Vĩ báo cáo. Trầm Mặc Nùng ở trong điện thoại nói ra, ta tới đón ngươi. La Quân nói ra, tốt, hắn cũng không thích đợi tại trong tứ hợp viện, đợi ở chỗ này, để hắn tốt không được tự nhiên. Chủ yếu vẫn là bởi vì tứ nữ toàn bộ cùng một chỗ. Mọi người cùng một chỗ dù sao cũng hơi xấu hổ. Còn có Lâm lão gia tử uy nghiêm quá đáng. La Quân vẫn cảm thấy tại Trầm Mặc Nùng trong nhà đến từ tại. Trầm Mặc Nùng tại nửa giờ sau lái xe đến đây, nàng sau khi đi vào cùng Lâm Hoành Vĩ phiếm vài câu, sau đó liền dẫn La Quân cáo từ rời đi. Rời đi thời điểm, Trầm Mặc Nùng lần nữa cam đoan, lão gia tử, ta đã cùng La Quân lấy tay tại giải quyết chuyện này. Chúng ta sẽ mau chóng cho ngài hài lòng trả lời chắc chắn. Lâm Hoành Vĩ gật gật đầu, nói ra, đi thôi. Ra tứ hợp viện về sau, La Quân tại tay lái phụ bên trên dễ chịu duỗi người một cái. Trầm Mặc Nùng lái xe trực tiếp mở ra mảnh này tứ hợp viện khu vực. Yến Kinh Thành ban đêm đèn neon huy hoàng, nơi xa cầu vượt bên trên, uốn lượn như từng cái cự long. Trong không khí tràn ngập hàn ý. Trong xe mở hơi ấm, phát thanh bên trong lấy nhẹ nhàng âm nhạc. Hát là một bài rơi lệ. Không cẩn thận dẫm nát tiểu hoa nhị. Đau lòng muốn bồi nó mấy giọt nước mắt. Mới phát hiện thật nhiều năm không có rơi qua nước mắt. Chẳng lẽ quên cái gì là cảm giác? Cười chính mình đa tình đến không quan trọng. Thực cũng không có tránh thức yêu người nào. Bị những cái kia chuyện cũ quấn đến một đêm không thể ngủ. Mộng cũng mộng loáng thoáng. Mà nghỉ tư bên trong lớn tiếng nói ta vĩnh không hối hận. Bởi vì tại tối nay ta quyết định muốn thả túng rơi lệ. Người bảo hôm nay, nếu là người bắt đến Tiêu Băng Tình, có phải hay không ta cũng không cần lại đi cái gì thần vực. Càng không cần theo cái gì Tư Đồ Linh Nhi kết hôn. La Quân đột nhiên hỏi. Trầm Mặc Nùng đột nhiên sát dừng xe tử. Cái này một cái chớp mắt, trong xe bầu không khí biến có chút trở nên tế nhị. La Quân sửng sốt, hắn cảm nhận được Trầm Mặc Nùng nộ khí. Trầm Mặc Nùng giống như vốn là có chút tâm phiền, nàng giận dữ nói. Ta nhìn ngươi đến bây giờ vẫn luôn không có làm rõ ràng là tình huống gì. La Quân không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy mình tựa hồ có chút sợ hãi Trầm Mặc Nùng tức giận. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi là thiên mệnh giả làm sao có thể thoát khỏi những phiền toái này. Ngươi sẽ chỉ ở đầm lầy bên trong càng lún càng sâu. Coi như Tiêu Băng Tình chết, thì tính sao? Ngươi đừng quên, Đế La đã chết, Tu La cũng bị ta thu, cái kia Hàng Hành Thiên không có cách nào tìm ta phiền phức. Hắn sẽ nhịn dưới ngươi. Ngươi rời đi Yến Kinh, lập tức liền là chết. Còn có, ngươi bây giờ tâm cảnh liền Tu La cũng không bằng. Ngươi đừng tưởng rằng Tu La cho ta quỳ xuống, hắn chính là không có cốt khí. Đó là bởi vì hắn hiểu được xuôi dòng chảy xuống, hắn hiểu được xúc thế. Khi cao ốc áp xuống tới thời điểm, ngươi tự nhiên muốn đào tẩu, đây là thuận thế. Mà ngươi thì sao, ta cũng không biết ngươi đang xoắn suýt cái thứ gì. Trầm Mặc Nùng nói đến đây ngừng một lát. Lại nói, cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn đại biểu cái gì? Ngươi là phàm phu tục tử sao? Đại biểu các ngươi muốn sinh con, sau đó vây quanh gia đình sao? Ngươi chịu Tư Đồ Linh Nhi cũng sẽ không chịu, đó bất quá là một loại hình thức mà thôi. Bình thường mỗi một loại này, đều là hư ảo, đều là nhan sắc, biểu tượng.
Ngươi muốn làm là thế nào đến Bỉ Ngạn, thực lực ngươi liền Tu La cũng không bằng, ngươi có tư cách gì ngạo kiều? La Quân nói không ra lời, hắn thậm chí cảm thấy đến có chút xấu hổ. Trầm Mặc Nùng lời mặc dù không dễ nghe, nhưng lại câu câu đâm bên trong hắn chỗ đau. Hắn chính là như vậy tạp niệm, cố kỵ rất nhiều. Cho nên Tu Vi mới tiến triển chậm chạp. Trên thực tế, hắn là như thế thông minh người. Trầm Mặc Nùng hít sâu một hơi, nói ra, hôm nay ta tâm tình không tốt, nói chuyện có chút không xuôi tai, nhưng là ta câu câu phát ra từ phế phủ. La Quân nói ra, ta minh bạch. Trầm Mặc Nùng nói ra, người thời gian không nhiều, người Tu Vi lại không kéo lên, về sau làm sao bây giờ? Ta có thể vĩnh viễn bảo hộ lấy ngươi sao? Coi như ta có thể vĩnh viễn bảo hộ lấy ngươi, vậy ta muốn ngươi có làm được cái gì? Ta là hy vọng tương lai ngươi có thể đến giúp ta. Không phải muốn tìm một cái thiếu gia đến cung cấp. La Quân không khỏi đắng chát cười một tiếng. Trầm Mặc Nùng sau đó cũng thì không nói thêm lời, nổ máy xe tiếp tục mở đi. Đoạn đường này hai người đều là không nói chuyện. Đến Trầm Mặc Nùng trong nhà về sau, Trầm Mặc Nùng lại cho La Quân 6 viên đạn. Sau đó, La Quân tắm rửa. Tắm rửa qua đi, Trầm Mặc Nùng cũng đi tắm rửa. Tại Trầm Mặc Nùng lúc tắm rửa, La Quân nói ra, ta mua tới cho người điểm ăn khuya lên đây đi. Bên trong Trầm Mặc Nùng ân một tiếng. Nửa giờ sau, La Quân mang theo rượu bia ướp lạnh, phong phú ăn khuya lên. Trầm Mặc Nùng cũng tắm rửa xong, mặc vào vận động y, nhẹ nhàng khoan khoái ổ ở trên ghế salon. La Quân đem cây ốc đồng, còn có đồ nướng, cá nướng chờ một chút dọn xong. Sau đó lại kéo ra rượu bia ướp lạnh dễ móc kéo. Hôm nay ngươi vì tâm tình gì không tốt, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng phanh một cái, hỏi. Trầm Mặc Nùng nhìn La Quân liếc một chút, nàng trên thực tế đem La Quân xem như bằng hữu, cho nên mới sẽ tại La Quân trước mặt phát cáu. Điểm này, La Quân cũng hiểu. Trầm Mặc Nùng uống một miệng lớn rượu bia ướp lạnh, sau đó lại bởi vì uống gấp, đánh cái tửu nấc. Nàng nói ra, cũng không có gì chuyện cụ thể, chỉ cảm thấy. Tất cả mọi chuyện đều là rắc rối phức tạp, quan hệ một vòng chụp lấy một vòng. Y theo ta tính tình, một đao toàn chém nước tính toán. Tỷ như, Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình cũng là hai cái đại kẻ hồ đồ. Thị phi không phân, rõ ràng cả chuyện đều là bởi vì Lao Sơn nội gia quán bức bách mà lên. Là Lao Sơn nội gia quán hại chết Dương Lăng, nhưng là hai cái này kẻ hồ đồ không tìm Lao Sơn nội gia quán, lại đến đối ngươi, đối Lâm lão gia tử nổi điên. Ngươi nói có đúng hay không không khỏi rượu. Mấu chốt nhất, ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn họ cũng sẽ không nghe. Gặp được loại tình huống này, tỷ tỷ ta thì hận không thể đại tát tai vung quá khứ. Nhưng là ta không thể a, bởi vì ta là người nào? Bởi vì ta là Trầm Mặc Nùng a, liền xem như ta như cũ cũng có quá nhiều không thể làm không được sự tình. Ta cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Nói đến, Trầm Mặc Nùng nhưng cũng là tính tuyệt đối tình bên trong người. La Quân nghe Trầm Mặc Nùng nói những này, hắn cũng minh bạch Trầm Mặc Nùng phiền não. Hắn đột nhiên nhớ tới Tây Du Ký bên trong một đoạn, cái kia đại thánh thần thông vô địch, đại náo thiên cung về sau lại bị Như Lai Phật Tổ vây ở Ngũ Chỉ Sơn dưới. Hắn vốn không nguyện qua Tây Thiên lấy kinh, nói bồi thiếp hòa thượng từ đó đằng không được vân, điều khiển không được sương mù. Nhưng sau cùng, hắn vẫn là muốn thỏa hiệp. Tựa hồ, mặc kệ hắn cùng Trầm Mặc Nùng tu vi cao bao nhiêu. Phía trên đều có ngày đường cái này Như Lai Phật. Bọn họ thủy chung đều là tôn hầu tử. Mỗi người đều là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Phàm nhân đâu, mỗi một cái trong đô thị người, bọn họ không phải là không một dạng. Công tác, sinh hoạt, người nhà, hài tử. Đủ loại trói buộc, người nào có thể siêu thoát. Thế giới lớn như vậy, người muốn đi ra ngoài đi. Tốt người đi rất cần tiền a, người phòng vay cần còn a, người thẻ tín dụng cần còn a, người đi được động sao ngươi. Không nói đến những này, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng rất nhanh liền uống hai bình rượu bia. La Quân còn nói thêm, đúng, Tu La về sau thật sự nghe ngươi lời nói. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta sắp xếp người cho hắn tiêm vào virus. Hàng năm đều muốn cho hắn tiêm vào vaccine phòng bệnh, hắn không muốn chết liền phải ngoan ngoãn nghe lời. Tu La người này sợ chết, đây chính là hắn nhược điểm. Nắm giữ hắn nhược điểm, tại sao phải sợ hắn không nghe lời? La Quân nghe vậy cũng yên lòng. Lại nói, người có nghĩ tới hay không tìm Tu La moi ra sư phụ hắn hàng hành thiên tu luyện phương pháp? Trầm Mặc Nùng nói ra, ta hỏi qua, hàng hành thiên phương thức chúng ta phục chế không? Mỗi người đều có chính mình tu luyện phương thức,
Đây là chúng ta đến kim đan về sau chỗ đứng trước vấn đề, phục chế người khác, sẽ chỉ hãm nhập ma đạo. Tựa như chúng ta mỗi người đạo tràng cũng không giống nhau. La Quân cảm thấy cũng thế, hắn còn nói thêm, hôm nay Đế La cùng Tu La bọn họ sở dĩ hội bại, cũng là bọn họ không nghĩ tới ta mang một chi thủy ngân viên đạn thương. Nếu không lấy hai người bọn họ tu vi, chúng ta rất lợi hại khó đối phó. Trầm Mặc Nùng nói ra, Đế La cùng Tu La đều là chân chính võ giả, đối lửa khí là không thèm để ý. Chúng ta cũng là đem bọn hắn bước ở trong phòng, ra bất ngờ. Lần sau lại như thế đối phó cũng liền mất linh, bất quá ngươi cũng hẳn phải biết, hỏa khí uy lực mặc dù lớn, nhưng ngươi tuyệt đối đừng ỷ lại. La Quân gật đầu. Một đêm này, hai người uống không ít rượu bia, sau cùng Trầm Mặc Nùng lại có chút say. La Quân ôm nàng qua ngủ trên giường cảm giác, say Trầm Mặc Nùng ngây thơ chân thành, giống như là cái bình thường đại tỷ tỷ. Nàng uy nghiêm cũng liền không có như vậy nồng đậm. La Quân nhìn lấy nhịn không được cười lên, cảm thấy nàng rất là đáng yêu. Đương nhiên, mượn La Quân 100 cái lá gan, hắn cũng là không dám đi phi lễ Trầm Mặc Nùng. Đem Trầm Mặc Nùng sắp xếp cẩn thận về sau, La Quân cũng trở về phòng ngủ. Sáng ngày thứ hai, Trầm Mặc Nùng cùng La Quân đồng thời rời giường. La Quân trước rửa mặt hoàn tất, sau đó hắn đối đang rửa mặt Trầm Mặc Nùng nói ra, chúng ta hôm nay đi gặp Tư Đồ lão gia tử đi. Chương 156, Tư Đồ Linh Nhi. Yến Kinh khí trời vừa đến mùa đông cũng là hay thay đổi. Hôm nay nhưng lại là bắc phong điều hưu. Bắc phương gió thổi tại trên mặt người, như dao. 10 giờ sáng, khí trời âm trầm. Tư Đồ công quán trong đại sảnh, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng đến thăm. Tư Đồ Viêm lão gia tử còn có Ngô bá cũng đều đi ra tiếp đãi. Trầm Mặc Nùng biểu thị La Quân đáp ứng lão gia tử điều kiện. Tư Đồ Viêm lập tức cười tủm tỉm, hắn ăn mặc một thân đường trang, cả người hồng quang đầy mặt. Trên mặt hắn tràn đầy màu nâu nếp nhăn. Giờ phút này nhưng cũng có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Tư Đồ Viêm liền lại đối Ngô bá nói ra, lão Ngô, người đi đem Linh Nhi gọi tới cho ta. Hiện tại cũng không phải xã hội xưa, chúng ta không thể làm lão phong kiến cái kia một bộ ép xuyên. Trước khi kết hôn, cũng nên để cho hai người gặp mặt một lần mà. La Quân không khỏi ở trong lòng cười khổ, em gái ngươi a, ngươi như thế mà còn không gọi là ép xuyên a. May mắn hắn trong lòng mình có. Cái này Tư Đồ Linh Nhi danh xưng là kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Dù sao lại thế nào cũng thối không đi nơi nào. Người nói nếu là vạn nhất thật cho cái mẹ xấu xí nhóm, cái kia La Quân không được tâm tắc đến chết a. Ngô bá cũng là cười tủm tỉm, nói ra, vâng, lão gia. Sau đó, La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng liền trong đại sảnh bồi tiếp Tư Đồ Viêm lão gia tử uống trà nói chuyện phiếm. Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra, chờ các ngươi vừa xong cưới, giấy hôn thú dẫn tới đến. Ta sẽ lập tức hướng thần vực bên kia đề cử ngươi. La Quân đứng dậy nói ra, thật cảm tạ lão gia tử. Hắn lộ ra chân tâm thực ý, đây cũng là đang bị Trầm Mặc Nùng hôm qua mắng qua đi tỉnh ngộ. Ngươi không có thực lực, không có tư cách giả mồm. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, sắp đổi giọng hô ra ra. La Quân cười một tiếng, lại không nhiều nói. Ước chừng nửa giờ sau, Ngô bá tiến đến, nói, lão gia, Linh Nhi tiểu thư trở về. Theo hắn dứt lời âm, bên ngoài lại là tiến đến hai người. Một nam một nữ. Nữ ăn mặc màu trắng tiểu tây phục, nhìn mới 18 tuổi. Khuôn mặt nàng tinh xảo mà mỹ lệ, có loại băng điêu ngọc trác cảm giác. Tuyệt đối mỹ nhân. Nàng dáng người rất tốt, nên lồi địa phương lồi, nên vểnh lên địa phương vểnh lên. Quan trọng hơn là, trên người nàng có một loại đặc thù khí chất. Cao ngạo, lãnh đạm. Tựa như là diễm quan quần phương công chúa. Mà người khác ở trước mặt nàng đều là phàm nhân. Nàng dĩ nhiên chính là Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi vừa tiến đến, trong phòng thì có loại thiếu nữ mùi thơm. Mà nam tử kia, ước chừng 22 tuổi khoảng chừng, cũng là mày kiếm mắt sáng, nhất biểu nhân tài. Nam tử này trong mắt bao hàm thần quang, mang theo một cỗ như có như không cường hãn khí tức. Là cái tuyệt đối cao thủ, tu vi tại La Quân phía trên. Tư Đồ Linh Nhi tu vi cũng rất cao. Có vẻ như cũng tại La Quân phía trên. Cũng không phải kim đan cao thủ không đáng tiền, mà chính là Tư Đồ Linh Nhi tu vi có cao như vậy. Như vậy cùng với nàng tiếp xúc đồng hành tự nhiên cũng là không sai biệt lắm người. Tư Đồ Linh Nhi đến đại sảnh trung gian đứng vững, nàng đối mặt Tư Đồ Viêm cũng không có rất thân nóng, mà chính là nhàn nhạt hô, ra ra. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, Linh Nhi, ngươi ngồi đến ta nơi này. Vâng, ra ra.
Tư Đồ Linh Nhi nói. Cái kia theo Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ nam tử cũng ôm quyền hành lễ, nói, lão gia tử tốt. Tư Đồ Viêm nhìn về phía nam tử, đồng dạng mỉm cười, nói ra, Lâm Phong tiểu ca, ngươi cũng ngồi. Ngươi hôm nay đến vừa vặn bắt kịp ta Tư Đồ ra một cọc việc vui. Lâm Phong sắc mặt biến hóa, nói, việc vui. Tư Đồ Viêm cười nhạt một tiếng, hắn lại hướng La Quân cùng Trầm Mặc Nùng nói ra, tiểu Trầm, vị này Lâm Phong tiểu ca chắc hẳn ngươi hẳn là nhận biết, không cần ta giới thiệu a. Ngươi thay ta hướng La Quân giới thiệu một chút. Lâm Phong hồ nghi nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn lại là không biết Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng thân phận thần bí, cũng không phải là cái gì người đều biết nàng. Trầm Mặc Nùng liền đứng lên, La Quân cũng đi theo hướng Lâm Phong gật đầu ra hiệu. Trầm Mặc Nùng nói ra, La Quân, vị này Lâm Phong tiểu ca thế nhưng là chúng ta kinh thành tứ tiểu long chi một, bọn họ Lâm ra đời đời thu võ. Bây giờ Lâm Phong tiểu ca cũng là muốn tiến nhập thần vực khảo thí người, tương lai các người rất có thể sẽ đang thi thời điểm đụng nhau. Lâm Phong nhìn về phía La Quân, hắn hơi hơi ngoài ý muốn, nói, há, còn không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. La Quân tự nhiên cũng không kiêu căng, nói, ta gọi La Quân, hạnh ngộ. Lâm Phong vừa nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, hắn lại là phát giác được Trầm Mặc Nùng không đơn giản, không biết nữ sĩ xưng hô như thế nào. Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, tên của ta, ngươi không cần thiết biết. Nàng nói xong cũng ngồi xuống. Lâm Phong nhưng cũng không tức giận, bởi vì Trầm Mặc Nùng tu vi bày ở chỗ này. Lâm Phong cùng La Quân riêng phần mình ngồi xuống. Lâm Phong hướng Tư Đồ Viêm lão gia tử nói, lão gia tử, ngài mới vừa nói việc vui là. Tư Đồ Viêm lão gia tử mỉm cười, hắn trước nói với Tư Đồ Linh Nhi, Linh Nhi, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là La Quân. La Quân lập tức đứng lên, hắn hướng Tư Đồ Linh Nhi mỉm cười. Tư Đồ Linh Nhi ngồi tại Tư Đồ Viêm dưới tay, nàng cũng không có đứng lên, mà chính là nhàn nhạt nhìn một chút La Quân, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Cái này ít nhiều khiến La Quân cảm thấy có chút xấu hổ. Tư Đồ Viêm nói với La Quân, Linh Nhi tính cách có chút cổ quái, La Quân ngươi về sau muốn nhiều đảm đương một số. La Quân cung kính nói ra, vâng, lão gia tử. Tư Đồ Viêm hài lòng cười một tiếng, lại nói với Tư Đồ Linh Nhi, Linh Nhi, ta dự định để ngươi cùng La Quân tại 3 ngày sau kết hôn, ngươi có ý kiến gì hay không? Câu này lời vừa nói ra, La Quân trước là có chút không bình tĩnh. 3 ngày, thật nhanh a. Mà lại, lão gia tử ngươi nguyên lai cũng còn không có theo Tư Đồ Linh Nhi thông khí a. Nàng có thể đồng ý không? Tư Đồ Linh Nhi còn đến không kịp nói chuyện, Lâm Phong lại là cái thứ nhất đứng lên, nói ra, cái gì? Lão gia tử, ngươi chẳng lẽ đang nói đùa? Hắn lộ ra rất là kích động. Tư Đồ Viêm nhìn Lâm Phong liếc một chút, nói ra, Lâm Phong tiểu ca, ta làm thế nào có thể mở dạng này cho đùa? Hắn nói xong không để ý tới Lâm Phong. Mà chính là nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, nói, Linh Nhi, ngươi có ý kiến gì hay không? La Quân cùng Trầm Mặc Nùng cũng đều nhìn về Tư Đồ Linh Nhi, hai người bọn họ cũng có chút đoán không được tình huống này. Tư Đồ Linh Nhi lại là nhàn nhạt hỏi, ta có cự tuyệt quyền lợi sao? Tư Đồ Viêm từ tốn nói, không có. Tư Đồ Linh Nhi liền nói ra, cho nên, ra ra ngài làm quyết định liền tốt, ta không có ý kiến. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, tốt. Chuyện này cứ như vậy định. Không được, Lâm Phong trong mắt lóe lên buồn giận chi sắc, hắn bước nhanh đi đến đại sảnh trung gian, mặt hướng Tư Đồ Viêm, nói, lão gia tử, Linh Nhi không thể theo người này kết hôn. Tư Đồ Viêm thản nhiên nói, Linh Nhi có thể hay không theo La Quân kết hôn, giống như không cần tiểu ca nhi ngươi đồng ý a. Khó nói chúng ta Tư Đồ ra sự tình còn muốn trưng cầu tiểu ca nhi ngươi ý kiến. Lâm Phong kích động nói, Linh Nhi căn bản cũng không ưa thích hắn. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, vậy ngươi cảm thấy Linh Nhi là ưa thích ngươi. Lâm Phong nhất thời nghẹn lời, hắn một mực đang truy cầu Tư Đồ Linh Nhi. Nhưng Tư Đồ Linh Nhi vẫn luôn rất lãnh đạm, nàng tựa hồ đối với bất kỳ người nào đều lãnh đạm. Cho nên Lâm Phong cũng không dám nói Tư Đồ Linh Nhi là ưa thích hắn. Lâm Phong trầm ngâm nửa ngày, nói ra, lão gia tử, hắn căn bản là không xứng với Linh Nhi. Con hàng này kích động lên, đây chính là đem La Quân xem như địch nhân. Hắn không xứng với, chẳng lẽ ngươi xứng với? Tư Đồ Viêm thản nhiên nói. Lâm Phong nói, chỉ ít ta mạnh hơn hắn. Hắn lại ôm quyền nói, lão gia tử, ta đối Linh Nhi là một tấm chân tình. Chỉ cần ngài chịu đem Linh Nhi gả cho ta, sau này ta Lâm gia nguyện ý vì Tư Đồ gia lên núi đao, xuống biển lửa.
ta càng biết đối Linh Nhi che chở đầy đủ, này tâm không đổi. Cầu ngài thành toàn, hắn nói xong liền quỳ đi xuống. Tư Đồ Viêm nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Phong, sau đó, hắn tử tốn nói, ngươi cùng La Quân đều còn tại cất bước giai đoạn, hiện tại tới nói ai mạnh ai yếu, cái này rất lợi hại phiến diện. Bất quá, ta chỉ ít biết La Quân có một chút so với ngươi còn mạnh hơn, đó chính là hắn tuyệt sẽ không vì một nữ nhân hướng hạ nhân quỳ. Hắn đón đến, nói ra, Lâm Phong tiểu ca, ta rất lợi hại cảm tạ ngươi đối Linh Nhi hậu ái. Nhưng là, đây là gia sự, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay, nếu như ngươi muốn tới uống rượu mừng, ta rất lợi hại hoan nghênh ngươi. Lâm Phong ngây người, hắn là chân ái Tư Đồ Linh Nhi đến thực chất ở bên trong. Hắn mắt thấy cầu Tư Đồ Viêm vô dụng, không khỏi đứng dậy bước nhanh đến Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, hắn ngồi xổm ở Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, nắm lên nàng nhu di, hốc mắt phiếm hồng, nói, Linh Nhi, ngươi không nên đáp ứng, có được hay không? Ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi không đáp ứng, hắn sự tình, ngươi có thể đều giao cho ta. Tư Đồ Linh Nhi nhíu mày nhìn về phía Lâm Phong, nàng rút về tay, nhạt lạnh nói ra, ngươi muốn cưới ta, có thể. Giết hắn, ta thì gả cho ngươi, chính là ở đây. La Quân không khỏi ngây người, ta dựa vào, cái này Tư Đồ Linh Nhi là cái gì quái thai a? Liền cũng tại lúc này, Lâm Phong trong mắt lóe lên nồng đậm sát cơ. Hắn thật sự là vì Tư Đồ Linh Nhi, sự tình gì đều làm được. Lâm Phong bỗng nhiên đứng dậy, hắn bước nhanh đến La Quân trước mặt, điềm nhiên nói, họ La, tới đi, hôm nay ngay ở chỗ này, chúng ta lấy sinh tử đến phân thắng thua. Thắng người thì cưới Linh Nhi, thua, phải đi chết. La Quân cảm giác được Lâm Phong sát ý, Lâm Phong hai mắt huyết hồng, mấy cái có lẽ đã điên cuồng. La Quân không dám khinh thường, biết mình nếu thật là chủ quan, rất có thể thì không khỏi rượu chết ở chỗ này. Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng không nói lời nào, hắn đại khái cũng là nghĩ nhìn xem La Quân xử lý nguy cơ năng lực. Trầm Mặc Nùng lúc này cũng không có nhúng tay. Ngô Bá cùng Tư Đồ Linh Nhi đều đem ánh mắt phóng tới La Quân trên tay. Lâm Phong đi đến trong đại sảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. La Quân bất đắc dĩ, chỉ có thể đi qua. Hai người đứng đối mặt nhau, trung gian cách 2 mét khoảng cách. Lâm Phong cũng không nhiều lời, liền muốn động thủ. Ngay vào lúc này, La Quân trầm giọng nói ra, chậm đã. Lâm Phong nao nao, hắn hỏa khí rất lợi hại xông nói, chẳng lẽ ngươi không dám đánh? Muốn cầu xin tha thứ, ngươi như sợ chết, cũng có thể, ở chỗ này cho ta dập 3 cái khấu đầu, ta liền tha cho ngươi nhất mệnh. Trong lòng của hắn lại là nghĩ đến tại Tư Đồ Viêm lão gia tử trước mặt, còn có tại Tư Đồ Linh Nhi trước mặt làm nhục La Quân. Chỉ cần La Quân chịu dập đầu, vậy liền có thể chứng minh La Quân là cái thứ hèn nhát. Kể từ đó, lão gia tử cũng sẽ không lại đem Linh Nhi gả cho hắn. Linh Nhi cũng sẽ xem thường người này. Đây là Lâm Phong tại thời khắc này đúng như dự tính. La Quân không khỏi sinh lòng lửa giận, cảm thấy cái này Lâm Phong quả thực là bệnh thần kinh. Không oán không cừu, người lại muốn như thế quá phận. Bất quá, La Quân vẫn là không muốn như vậy theo Lâm Phong đánh nhau, hắn trầm giọng nói ra, Lâm Phong huynh đệ, thực lực ngươi xác thực không thể so với ta yếu, ta như cùng ngươi đấu, thế tất vô pháp lưu thủ. Kết quả thật khả năng cũng là có một người phải chết ở chỗ này, nhưng cái này chết là 5 năm số lượng, ta không dám nói ta nhất định thắng, ngươi cũng không dám nói ngươi nhất định liền có thể thắng đúng hay không. Chương 157, cá sấu kéo đuôi. Lâm Phong nhíu mày nhìn về phía La Quân, nói, ngươi cũng không phải là muốn dùng đạo lý để thuyết phục ta đi. Chúng ta đều là luyện võ người, sao lại tùy tiện bị người khác ngôn ngữ dao động? La Quân hơi hơi bất đắc dĩ, nói ra, ta không phải muốn thuyết phục ngươi cái gì, chỉ bất quá, chúng ta mặc dù là võ giả. Nhưng chúng ta cũng nên đối với sinh mạng có chỗ kính sợ. Thân thể máu thịt được không dễ, giữa chúng ta không oán không cừu, cần gì phải liều ra cái chết sống đến. Lâm Phong cười lạnh một tiếng, nói, ngươi sai. Ta nhìn ra ngươi trước mắt bất quá là kim đan chi cảnh sơ kỳ, nhưng ta đã là trong kim đan kỳ. Ta có 90% chắc chắn có thể giết ngươi. Ngươi nói lại nhiều, đều là tại che giấu ngươi hoảng sợ. Nhưng ta hôm nay vì Linh Nhi, nhất định muốn giết ngươi. Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn sát cơ đại thịnh, hàn quang bùng lên. La Quân thở dài, nói ra, người không tự biết, không thể lập. Lâm Phong, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định sẽ đánh với ngươi. Nhưng ta phải nói cho ngươi, ngươi phạm 2 cái sai lầm. Chương 1 sai lầm. Cái kia chính là Tư Đồ Linh Nhi căn bản không có đem ngươi trở thành chuyện, nàng nhược tâm bên trong có ngươi một chút tồn tại, sẽ không cần ngươi đến đưa mạng. Bởi vì nàng biết,
ngươi như đánh với ta, chết chắc. Thứ hai, lão gia tử nguyện ý đem Tư Đồ Linh Nhi gả cho ta, điều này nói rõ ta giá trị. Tư Đồ gia danh tiếng hiển hách, Tư Đồ lão gia tử càng là nhất gia chi chủ, hắn ánh mắt không thể nói rằng vấn đề sau này. Ngươi liền hai điểm này đều nhìn không thấu, chỉ có thể nói rõ ngươi. Rất ngu. Muốn chết, Lâm Phong nổi giận, liền cũng tại một tích tắc này, hắn xuất thủ. Lâm Phong chính là kinh thành tứ tiểu long, hắn tập luyện chính là bát cực quyền. Lấy bát cực quyền hung mãnh nhập đạo, một khi triển khai, hai cánh tay giống như hai đầu đại thương, mềm dẻo mà cương liệt, vô cùng lợi hại. Lâm Phong một cái bước dáng bắn cung chui lên trước, cánh tay như đại thương đột nhiên thoát ra, như thần long ra biển. Quyền đầu mãnh liệt như cắn người xà đầu, quyền kia đầu nháy mắt thì quấn tới La Quân vị trí hiểm yếu. La Quân ánh mắt độc ác, nhìn ngay lập tức ra Lâm Phong một quyền này nhìn như châm vị trí hiểm yếu, nhưng là cánh tay hắn bên trong có cái xảo kính. Chỉ cần bắn ra mở, liền sẽ quấn tới chính mình ngực bụng bên trên. Tựa như là Hồng Anh đại thương chỗ thi triển cái kia một loại mềm dẻo. La Quân nhưng cũng mặc kệ nhiều như vậy, lập tức lui nửa bước, lấy long trảo thủ đại thủ ấn chụp vào Lâm Phong quyền đầu. Lâm Phong lạnh hừ một tiếng, cũng không tránh né, mãnh liệt bạo La Quân đại thủ ấn. Thế nào biết La Quân đại thủ ấn lại là cái hư chiêu, một tích tắc này, La Quân thi triển ra hoàng cầu đi tiểu tuyệt chiêu. Tối chân vô thanh vô tức công giết tới. Ầm. Lâm Phong nao nao, hắn xác thực tính sai. Vội vàng bên trong, thân thể nhất chuyển, lấy tiểu vũ bước thân pháp tránh đi La Quân tối chân. Mà lại Lâm Phong cấp tốc đi vào La Quân bên trái, lại là một chiêu song long đoạt châu thẳng hướng La Quân. Hắn song quyền lúc lên lúc xuống, quyền lực hung mãnh. Bát cực quyền bên trong cái kia cỗ mãnh liệt đánh kình bày ra đến phát huy vô cùng tinh tế, chỉ cần hơi đụng một cái bên trên, liền sẽ bị đánh kình trực tiếp làm bị thương nội phủ. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt cũng là lóe lên, mất đi La Quân thân ảnh. Nguyên lai Lâm Phong đang thi triển tiểu vũ bước thân pháp lúc, La Quân cũng thi triển ra di hình hoán ảnh thân pháp. Đại thánh ấn, trong nháy mắt, La Quân phóng xuất ra đại thánh đạo tràng, hung mãnh vô song đại thánh ấn ầm vang chụp xuống. Lâm Phong chỉ cảm thấy đỉnh đầu Thái Sơn áp xuống tới, trong nháy mắt cũng là mắt tối sầm lại. Hắn hãi nhiên thất sắc, trong nguy cấp lại lấy tiểu vũ bước hướng phía trước tránh khỏi. Hắn theo La Quân lần giao thủ này, mới cảm nhận được La Quân chỗ đáng sợ. Bất quá giờ phút này, Lâm Phong vừa dùng ra tiểu vũ bước, La Quân lập tức liền lấy linh dương móc sừng thân pháp ngăn chặn Lâm Phong đường đi, cổn lôi quyền ấn. La Quân ầm vang nhất quyền từng đánh chết tới. Phong lôi cuồn cuộn, cường hãn vô cùng quyền ấn. Lâm Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, tránh cũng không thể tránh, cũng chỉ có thi triển ra đại bát cực quyền đón lấy. Phanh phanh. Hai quyền chạm nhau, La Quân võ đạo tinh thần giống như không gì không phá khí lưu, trong nháy mắt tan rã Lâm Phong quyền lực. Lâm Phong quyền lực bị đánh tan, liền lùi mấy bước. Trong lúc nhất thời, hắn khí huyết cuồn cuộn lợi hại. La Quân thân thể một mèo, lại lấy di hình hoán ảnh thân pháp thiểm điện truy giết tới. Tuy nhiên một quyền này La Quân chiếm thượng phong, nhưng cũng không có nghĩa là La Quân đã thắng. Hắn như trần chờ một cái chớp mắt, Lâm Phong bình tĩnh khí huyết, vậy sẽ là lại một trận đánh giằng co. Cao thủ đọ sức, thì như bàn cờ đánh cờ, không nhượng chút nào. Chỉ cần chiếm thượng phong, thì muốn cắn thật chặt thượng phong đem đối phương đánh giết thậm chí đánh bại. La Quân di hình hoán ảnh thân pháp đã càng phát ra lô hỏa thuần thanh, chỉ là một cái thoáng, đã quỷ mị đi vào Lâm Phong trước người. Cổn lôi quyền ấn. Lâm Phong căn bản còn chưa kịp thở ra hơi, rơi vào đường cùng, chỉ có đón thêm nhất quyền. Lại một lần nữa, hắn lại liền lùi lại ba bước. La Quân tiếp lấy thân thể lóe lên, cấp tốc lại là nhất quyền. Một quyền này đến, Lâm Phong cũng đã đến góc tường, lui không thể lui. Trong lúc nguy cấp, Lâm Phong làm lớn mật quyết định, cái kia chính là đột nhiên tiểu vũ bước quay người đối mặt vách tường, một chân đạp tường mà lên. La Quân rốt cục nhất quyền thất bại, cái này là La Quân cũng không ngờ tới. La Quân không nghĩ tới Lâm Phong chọn treo tường, phải biết hắn ở trên tường chỉ có thể ngắn ngủi mượn lực, nhưng là lăng không rơi xuống lúc lại là lớn nhất sơ hở. Cao thủ đọ sức, tối kỵ lăng không. Người một khi đến không trung, lại nhiều lực lượng cũng vô pháp mượn lực thi triển. Bất quá Lâm Phong lần này mượn lực xảo diệu, thừa dịp La Quân nhất quyền thất bại, cần lấy hơi đứng không. Hắn hai mắt lâm vào huyết hồng, cả người bộc phát ra trời cao lăng vân khí tức, chân vừa đạp mạnh, một chiêu hung mãnh đến cực hạn bát cực thần quyền ấn bắn giết đi ra. Một tích tắc này,
giống như một đầu kinh hồng thần long từ trong mây xanh thoát ra, tàn nhẫn chém tới La Quân vị trí hiểm yếu. Bưu Hãn sát phạt khí tức kích thích La Quân con mắt đều khó mà mở ra. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Phong là nén giận phát ra, là một loại biệt khuất về sau gặp lại trời sáng thống khoái. Hắn hỏa khí bị hoàn toàn kích phát ra tới. Một chiêu này bát cực thần quyền ấn tinh khí thần bạo phát tới cực điểm. La Quân nếu là lui lại, như vậy hắn sở hữu thượng phong đều sẽ biến mất, hơn nữa còn hội ở thế yếu. Chính là dưới loại tình huống này, La Quân trong mắt phát lạnh, hắn đột nhiên thân thể như rắn xoay quanh. Lâm Phong hãi nhiên, trước mặt hắn một chút mất đi La Quân. Chỗ của hắn chịu từ bỏ chuyển bại thành thắng cơ hội, lập tức quyền phong ép xuống, cả thân thể đều hướng La Quân đè xuống. La Quân cả người lại là quỷ dị ngủ trên mặt đất, tại Lâm Phong thần quyền ấn đánh tới lúc, hắn hai chân quỷ dị xoắn lấy Lâm Phong cánh tay. Lâm Phong tất cả lực lượng đều tích xúc tại một chiêu này thần quyền ấn bên trong, hắn mượn vách tường giết xuống tới, đã không có biện pháp tiếp tục biến chiêu. Chủ yếu là, La Quân ứng đối chiêu số quá cổ quái. Theo Lâm Phong, hắn lần này phản kích có thể xưng thần diệu. Tuyệt đối có thể nhất quyền đem La Quân tinh khí thần tan rã. Tiếp lấy là hắn có thể giống La Quân đối phó hắn đồng dạng, liên tục thi triển bát cực thần quyền ấn đem đối phương bức giết. Đáng tiếc là, La Quân cũng không lui lại. Một tích tắc này, La Quân hai chân xoắn lấy Lâm Phong thần quyền ấn. Lâm Phong thần quyền ấn giống như hung mãnh thần long bị bóp lấy bảy tấc. Hắn khổ vì người trên không trung đã không có cách nào tiếp tục biến chiêu. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, cấp tốc thi triển ra đại sát chiêu, cá sấu kéo đuôi. Răng rắc một tiếng, mưa máu bay tán loạn, Lâm Phong cánh tay bị tươi sống xoắn đứt. Cái kia chỗ cụt tay đầu tiên là nhìn thấy bạch cốt, tiếp lấy máu tươi dâng trào, huyết tinh cùng cực. La Quân tiếp lấy nhất trưởng theo, cả người lập tức bật lên tới. Lâm Phong ngã trên mặt đất, thê thảm vô cùng, cánh tay hắn đã đứt, khí hải toàn bộ tiết ra đến, lại không bất kỳ sức đánh trả nào. Máu tươi đem đại sảnh làm chật vật huyết tinh. Tư Đồ Viêm trong mắt lóe lên một tia vẻ tán thành. Sau đó đối Ngô Bá nói ra, nhanh lên đưa Lâm Phong tiểu ca đi bệnh viện. Vâng, lão gia, Ngô Bá đáp. La Quân hơi hơi thở dài, hắn vừa nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi lại là sắc mặt đạm mạc, giống như là cái gì đều không phát sinh một dạng. La Quân không khỏi phiền muộn, ta dựa vào, lão tử muốn cưới là cái dạng gì quái thai a? Trầm Mặc Nùng cũng không có gì sắc mặt biến hóa, kết quả này tại nàng trong dự liệu. Lâm Phong mặc dù là trong kim đan kỳ, nhưng đó là bởi vì hắn từ gia đình nhỏ nhân tố quyết định. Lại thêm hắn người này rất đơn thuần, tâm vô bàng vụ, cho nên cảnh giới mau một chút. Nhưng là Lâm Phong tuyệt đối không tính là thông minh hạng người, hắn đấu pháp theo La Quân so, thật sự là kém xa. La Quân nói hai người đối chiến là 5 năm số lượng, đó là cho Lâm Phong mặt mũi. Đáng tiếc Lâm Phong không nghe. Đợi Lâm Phong bị đưa đi về sau, Tư Đồ Viêm liền đứng lên, nói ra. Nơi này lưu cho hạ nhân tới thu thập, chúng ta qua trong sảnh trò chuyện. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng còn có Tư Đồ Linh Nhi đều đứng lên. Trong sảnh, mọi người lại lần nữa ngồi xuống. Nha hoàn một lần nữa cua được trà nóng. Trong lúc nhất thời, nóng hôi hổi. La Quân hướng Tư Đồ Viêm nói, lão gia tử, vừa rồi sự tình tình thế bất đắc dĩ. Không biết có thể hay không cho ngài đưa tới phiền phức. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra. Tư Đồ gia lúc nào lại sợ qua phiền phức. La Quân hơi hơi thở phào. Hắn chả thật sợ mình lại chọc cái Lâm gia. La Quân trong lòng mình cũng ý thức được, dưới mắt thật là thực lực mình quá yếu. Cho nên chỉ cần cùng người có phiền toái gì, vậy liền sẽ bị tìm tới cửa. Sau đó, Tư Đồ Viêm còn nói thêm, La Quân, người 3 ngày này liền ở lại đây. 3 ngày sau đó, cũng ngay ở chỗ này, ta hội kêu lên Tư Đồ gia một ít trưởng bối. Còn có bọn tiểu bối qua tới tham gia các ngươi hôn lễ. Các ngươi đều là luyện võ người, cho nên ta không có ý định quá phô trương. La Quân, ngươi không có ý kiến chớ. La Quân chính là không muốn quá phiền phức, liền nói ra, ta không ý kiến. Tư Đồ Viêm nói ra, đương nhiên, ngươi cũng có thể hô bằng hữu của ngươi tới. Tỷ như Tiểu Trầm, nàng có thể được cho các ngươi nửa cái bà mối, cái này là tuyệt đối không thể để lộ rơi. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, ta nhất định sẽ đúng giờ tới. La Quân nói ra, hết thảy đều mặc cho lão gia tử ngài an bài. Tư Đồ Viêm cười ha ha, nói ra, cũng không thể cái gì đều nghe ta, các ngươi người trẻ tuổi cũng là muốn có ý nghĩ của mình nha. La Quân cười khổ, có cái cọng lồng ý nghĩ à.
Từ Đồ Viêm gặp La Quân không phát biểu ý kiến, cũng liền không nói nhiều phương diện này vấn đề, hắn nói ra, La Quân, ngươi cùng Linh Nhi qua bốn phía dạo chơi đi, nhiều làm quen một chút. Ta cùng Tiểu Trầm còn có một số việc muốn tâm sự. La Quân cùng Từ Đồ Linh Nhi liền đứng lên, nói ra, đúng. Ngay sau đó, La Quân cùng Từ Đồ Linh Nhi ra công quán. Công quán bên ngoài có rừng trúc, còn có một con đường uốn lượn hướng phía trước. Nơi này phong cảnh không tệ. Gió bắc gầm thét, Từ Đồ Linh Nhi sợi tóc tung bay, lộ ra nàng phá lệ mỹ lệ thê lương. Hai người một đường hướng phía trước chạy chậm chậm. Dù sao Từ Đồ Linh Nhi là tuyệt sẽ không chủ động nói chuyện trước. La Quân nhịn không được nói ra, ách, bên trong cái, Từ Đồ Linh Nhi. Chương 158, trời sinh cổ quái. Từ Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nàng cũng không nói lời nào. La Quân cảm thấy Từ Đồ Linh Nhi tính cách quả nhiên là cổ quái. Hắn tiếp xúc nữ tử bên trong, Tống Nghiên Nhi tính cách là so sánh lãnh đạm. Bất quá Tống Nghiên Nhi nội tâm rất nhiệt tình, Mộc Tĩnh về sau cũng có chút đạm mạc, nhưng nàng là như nước một dạng mờ nhạt, yên tĩnh chí viễn. Mộc Tĩnh đạm mạc khiến người ta rất lợi hại dễ chịu. Có thể Từ Đồ Linh Nhi lại là những người cảm thấy nàng là băng lãnh vô tình, từ trong ra ngoài đều là băng lãnh vô tình. Giống như là còn nhỏ thụ cái gì cực lớn kích thích, dẫn đến tính cách vặn vẹo. La Quân tổ chức dưới ngôn ngữ, nói ra, ách, người đối ba ngày sau hôn lễ có ý kiến gì không? Hoặc nói đúng cá nhân ta có ý kiến gì không? Từ Đồ Linh Nhi đơn giản về La Quân hai chữ, không có. Nàng sau khi nói xong tiếp tục hướng phía trước đi. La Quân liền cảm giác có loại trò chuyện không đi xuống cảm giác. Hắn nhịn không được bắt kịp trước hỏi, có phải hay không là ngươi kết hôn với ai, cũng không đáng kể. Từ Đồ Linh Nhi từ tốn nói, đúng. La Quân nói ra, đối phương nếu là cái người quái dị, đại bàn tử đâu? Hoặc là cái lão đầu đâu? Từ Đồ Linh Nhi nói, không quan trọng. La Quân ở trong lòng dựa vào một tiếng, hắn hỏi, cái kia tại trong lòng ngươi, cái gì là có chỗ vị sự tình? Từ Đồ Linh Nhi nhìn La Quân liếc một chút, đạm mạc hỏi ngược lại, cái này có liên hệ với ngươi sao? La Quân im lặng, nói, tốt xấu chúng ta cũng sắp kết hôn, đây nhất định theo ta vẫn còn có chút quan hệ. Từ Đồ Linh Nhi nói ra, không phải còn chưa kết hôn sao? Huống hồ, coi như kết hôn lại như thế nào? Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm cái kia một trang giấy sao? La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, nói cách khác, coi như ta ở bên ngoài tìm khác nữ nhân, đối với ngươi mà nói, cũng không quan trọng. Từ Đồ Linh Nhi nói ra, không sai. La Quân nhếch lên ngón tay cái, nói, ngươi trâu bút. Hắn xem như hoàn toàn đối Từ Đồ Linh Nhi chịu phục. Trầm Mặc Nùng tại sau khi ăn cơm chưa xong liền rời đi Từ Đồ công quán, lúc gần đi đối La Quân ý vị thâm trường cười cười, nói ra, La Quân, chúc mừng ngươi a, lập tức liền có thể lấy ôm mỹ nhân về. Về sau cũng không cần lại nhìn lén. La Quân bắt đầu nghe còn không có cảm thấy có cái gì, chợt sau khi nghe được nửa câu lúc, nhất thời mồ hôi. Ngoá, có ý tứ gì? La Quân nhìn lấy Trầm Mặc Nùng lái xe nghênh ngang rời đi, tâm lý thầm nghĩ. Chẳng lẽ nàng biết ta cho tới nay đều đang trộm nhìn Đinh Hàm tắm rửa? Ta dựa vào, mẹ nó còn có thể hay không có chút tư ẩn. La Quân buồn bực không thôi, chính mình lớn nhất mất mặt sự tình cũng bị Trầm Mặc Nùng biết. Cái này về sau ở trước mặt nàng làm sao nhấc nổi đầu a? Sau đó, La Quân trở lại Từ Đồ công quán bên trong. Lúc này là 1 giờ chiều, Từ Đồ Linh Nhi trở về phòng nghỉ ngơi, nàng là cái trạch nữ, đi vào thì không ra. La Quân cảm thấy có chút khó chịu, liền đi tìm Từ Đồ lão gia tử. Từ Đồ lão gia tử chính ở phòng nghỉ bên trong nằm nghỉ ngơi, bên cạnh có nha hoàn đang pha trà. Ngô bá thì đi bận bịu đừng đi. La Quân sau khi đi vào, liền cung kính tiếng la, lão gia tử. Từ Đồ Viêm đối La Quân rất lợi hại là ưa thích, hắn cười tủm tỉm ngồi xuống, nhiệt tình nói, đến bên cạnh ta ngồi. La Quân ngồi tại Từ Đồ Viêm bên cạnh trên ghế trúc. Có phải hay không có lời gì muốn nói với Gia Gia? Từ Đồ Viêm đã rất là như quen thuộc, tự xưng Gia Gia. La Quân cũng không giấu giếm, nói ra, lão gia tử. Từ Đồ Viêm cắt ngang La Quân lời nói, ngươi cùng Linh Nhi còn có 3 ngày thì cử hành hôn lễ, ngươi có thể đổi giọng gọi Gia Gia. La Quân khẽ cười khổ, hắn cái này đổi giọng vẫn có chút tâm lý dễ dụa. Bất quá hắn vẫn là ấp ủ một cái chớp mắt, mở miệng hô, Gia Gia. Từ Đồ Viêm lập tức cười không ngậm miệng được, nói ra, tốt, tốt, tốt. Cái này tiếng thứ nhất kêu đi ra,
đằng sau cũng là Thuận Lý Thành Trương. La Quân nói ra, ra ra, ta xác thực là hơi nghi hoặc một chút muốn hỏi ngài. Từ Đồ Viêm nói ra, tốt, ngươi hỏi. La Quân nói ra, ta cảm thấy Linh Nhi tính cách có chút cổ quái, nàng có phải hay không còn nhỏ nhận qua cái gì kích thích. Từ Đồ Viêm nao nao, sau đó hắn hơi hơi thở dài, nói ra, Linh Nhi cũng không có nhận qua cái gì kích thích. Nàng là sinh ra tới cũng là như thế, cũng có thể nói là trời sinh thuần âm chi thể. Bản thân nàng giống như không cảm giác được bất kỳ tâm tình gì biến hóa, mặc kệ sự tình gì, nàng đều cảm thấy không quan trọng. Nàng duy nhất cảm thấy hứng thú cũng là võ đạo tu vi, đây cũng là nàng hiện tại mới 20 tuổi, tu vi liền đến Kim Đan đỉnh phong duyên cớ. Kim Đan đỉnh phong, La Quân hút miệng hơi lạnh, dựa vào, Từ Đồ Linh Nhi tu vi thật đúng là biến thái tăng kinh khủng a. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình là cái thiếu niên thiên tài, nhưng theo Từ Đồ Linh Nhi so ra, giống như kém xa. La Quân đồng thời còn có chút kỳ quái, Từ Đồ Linh Nhi không cảm giác được tâm tình, như vậy nàng lại như thế nào tìm tới chính mình võ đạo, thành tựu Kim Đan. Hắn nghĩ đến vấn đề này, lập tức liền hỏi Từ Đồ Viêm, nói, ra ra, đã Linh Nhi vô pháp cảm thụ tâm tình bi thương, cái kia nàng như thế nào thành tựu Kim Đan. Dựa theo ta hiểu, Kim Đan chi đạo chính là muốn dung hợp chính mình võ đạo tinh thần cùng cảm động. Cái này giống như là một mảnh bài văn nhất định phải có tinh khí thần một dạng. Từ Đồ Viêm nói ra, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là ngươi nói dạng này. Nhưng là các ngươi dựa vào là tâm tình cùng tâm ý khống chế khí huyết, Linh Nhi là lấy thân thể hệ thần kinh khống chế khí huyết. Nàng tâm vô bàng vụ, cái gì đều không nghĩ, cũng đạt tới cùng các ngươi giống nhau hiệu quả, thậm chí càng nhanh. La Quân nhất thời cảm thấy kỳ diệu. Từ Đồ Viêm còn nói thêm, bởi vì cái gọi là đại đạo 3000, đều có thể thành tiên. Không có đồ vật gì hình thức là cố định không thể cải biến, ngươi cứ nói đi. La Quân nói ra, ngài nói là. Từ Đồ Viêm sau đó nói tiếp, La Quân a, Linh Nhi tính cách có thiếu hụt, ta hy vọng ngươi có thể nhiều đam đãi nàng một số. Nàng cũng là người đáng thương. La Quân lập tức nói, vâng, ra ra, ta nhất định sẽ. Từ Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Hai người tiếp lấy trò chuyện sau khi, Từ Đồ Viêm còn nói có chút buồn ngủ. La Quân liền thức thời cáo lui. La Quân ra phòng nghỉ, hắn ngẫm lại, trực tiếp thẳng đi vào Từ Đồ Linh Nhi trước gian phòng. Hắn gõ hai lần môn. Bên trong lập tức truyền tới Từ Đồ Linh Nhi đạm mạc thanh âm, nói, có việc. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, cũng không có việc gì, liền muốn hàn huyên với ngươi trò chuyện. Từ Đồ Linh Nhi đạm mạc nói, trò chuyện cái gì? La Quân nói, ta trước tiến đến có thể sao? Từ Đồ Linh Nhi trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó ân một tiếng. La Quân đẩy cửa vào, hắn liền trông thấy Từ Đồ Linh Nhi khoanh chân ngồi ở trên giường. Nàng mặc áo trắng áo lông cừu, cái kia áo lông cừu là bó sát người. Nàng uyển chuyển dáng người lộ ra không bỏ sót, trước ngực đại bạch thỏ càng là có chút quy mô. Tóc nàng tùy ý hất lên. Cứ như vậy xem xét, Từ Đồ Linh Nhi xinh đẹp giống là một bộ bức tranh, khiến người ta cảm giác đến không thể bắt bẻ. Nàng nếu là chịu cười một cái kia đoán chừng thật có thể nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc. Trong phòng tràn đầy Từ Đồ Linh Nhi trên thân thiếu nữ mùi thơm. Từ Đồ Linh Nhi quét mắt La Quân, trực tiếp hỏi, người muốn trò chuyện cái gì? La Quân đóng cửa phòng, hắn chuyển cái ghế dựa đi vào trước giường, đang đối mặt lấy Từ Đồ Linh Nhi. Lúc này, La Quân cảm thấy trên người nàng mùi thơm thật sự là thấm vào ruột gan a. Ta mới vừa rồi cùng Từ Đồ lão gia tử trò chuyện một chút, trò chuyện là liên quan tới ngươi vấn đề. La Quân thẳng thắn nói ra. Từ Đồ Linh Nhi vẫn là không có tâm tình gì chập trùng, nói, sau đó thì sao? La Quân nói ra, trong lòng ngươi quả nhiên là một chút dục vọng đều không có sao. Từ Đồ Linh Nhi nói, không có. Như vậy ngươi tu luyện võ đạo là vì cái gì? La Quân hỏi. Từ Đồ Linh Nhi đạm mạc nói ra, cái này có liên hệ với ngươi sao? La Quân nói ra, ngươi đem sẽ trở thành thê tử của ta cảm thấy đây là có quan hệ. Ngươi đối hôn nhân không quan trọng, nhưng ta có chỗ vị. Tốt, vậy ta giải thích với ngươi một lần, chờ ta giải thích xong, làm phiền ngươi rời đi. Từ Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói, tốt. Từ Đồ Linh Nhi nói ra, bởi vì ta không muốn chiều theo bất cứ người nào. Bởi vì ta bên người chắc chắn sẽ có rất nhiều giống như ngươi chán ghét con ruồi. Ta tu luyện võ đạo chính là vì đem những con ruồi này quét ra, không bị quấy rầy. Nàng nói đến đây đón đến, nói, ngươi có thể đi. La Quân bất đắc dĩ, hắn biết lại hỏi tiếp,
Tư Đồ Linh Nhi đoán chừng là thật muốn động thủ. Hắn rời đi Tư Đồ Linh Nhi gian phòng, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Dựa vào, cô nương này cũng không phải hoàn toàn không có cảm xúc nha, chỉ ít người khác phiền lấy nàng thời điểm, nàng hội không kiên nhẫn, hội nổi nóng. La Quân đối Tư Đồ Linh Nhi tính tình như vậy là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn có chút nghĩ không thông. Thế là lại ra Tư Đồ công quán, lấy điện thoại di động ra theo Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Hắn đem theo Tư Đồ Viêm nói chuyện thuật lại cho Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng ngược lại không cảm thấy hiếm lạ, nói ra, thế giới bao la, không thiếu cái lạ. Cái này có cái gì? Tư Đồ Linh Nhi cái tính cách này đối ngươi cũng tốt, ngươi không phải liền là chán ghét hôn nhân trói buộc à? Hiện tại ngươi có thể yên tâm, nàng tuyệt sẽ không trói buộc ngươi. La Quân nói ra, nói thì nói như thế, nhưng ta vẫn cảm thấy là lạ. Mà lại, ngươi nói Tư Đồ Linh Nhi tính cách có khả năng hay không là trang. Ta cảm giác nàng vẫn là biết phẫn nộ, đây là có cảm xúc mà. Trầm Mặc Nùng nói ra, ta có thể minh xác nói cho ngươi, không phải trang. Còn ngươi biện hộ cho Tư Đồ Linh Nhi đương nhiên không có khả năng hoàn toàn không có cảm xúc. Nàng cũng không phải người gỗ, nàng loại này lạnh lùng là một loại tâm tính, tựa như là trước mặt động đất, bi thảm thế giới Les Miserables, nàng cũng sẽ không có động dung. Nói đến, nàng thực chất bên trong cũng là cái băng lãnh vô tình người. Nhưng ngươi cũng không thể trách nàng, bởi vì nàng sinh ra cũng là như thế. Này bằng với nàng là một cái người tàn tật, người được nhiều bảo vệ bảo vệ. La Quân im lặng. Kết thúc rất lợi hại Trầm Mặc Nùng trò chuyện về sau, La Quân cũng về đến phòng bên trong tu luyện. Ban đêm thời điểm, mọi người cùng nhau đi ra ăn bữa tối. Về phần Tư Đồ Linh Nhi phụ mẫu lại là không ở nhà, mà là đi châu Âu du lịch. Tư Đồ Linh Nhi kết hôn, bọn họ cũng sẽ không gấp trở về. La Quân nghe được tin tức này lúc, chỉ cảm thấy đây thật là một cái kỳ quái gia đình a. Nếm qua bữa tối về sau, màn đêm đã buông xuống. Tư Đồ Viêm đối La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi nói ra, Yến Kinh ban đêm có thật nhiều chơi vui địa phương, La Quân, Linh Nhi ưa thích qua quán ba uống rượu, người mang nàng qua dạo chơi quán ba. La Quân nói ra, vâng, ra ra. Tư Đồ Linh Nhi liền cũng liền đứng lên, đi ra phía ngoài. La Quân theo ở phía sau. Trong viện có một cỗ Tư Đồ Linh Nhi mở Ferrari, nàng trực tiếp bên trên Ferrari, còn tốt, nàng không có trực tiếp lái đi, mà chính là chở lấy La Quân lên. La Quân xác định nàng là đang chờ mình về sau vừa rồi trực tiếp kéo trên cửa tay lái phụ. Chương 159, Lâm gia nổi loạn. La Quân tuy nhiên sợ hãi kết hôn, không thích bị trói buộc. Nhưng trong lòng của hắn cũng từng đối tương lai mình thê tử ảo tưởng qua. Chính hắn là cái đại nam tử chủ nghĩa tính cách, cho nên cảm thấy mình thê tử, đầu tiên là phải đẹp. Thứ hai là phải ôn nhu quan tâm, thực đinh hàm nhưng thật ra vô cùng phù hợp. Đường Thanh cùng Lâm Thiến Thiến cũng là tiếp cận. Có thể La Quân duy chỉ có không nghĩ tới, vợ mình là Tư Đồ Linh Nhi dạng này. Giờ phút này, Tư Đồ Linh Nhi lái xe nhanh chóng, tại trong đêm, cái này Ferrari giống như một đạo tĩnh điện bay ra ngoài. La Quân trong lòng vẫn là có chút lo lắng, dưới mắt Tiêu Băng Tình mất tích. Cái này đàn bà sẽ không từ bỏ ý đồ. Còn có Đế La cũng bị chính mình hợp tác với Trầm Mặc Nùng xử lý. Hắn có chút sợ Hàng Hành Thiên cũng sẽ đến đây. Chính mình trước mắt Tu Vi nếu là gặp được Hàng Hành Thiên, vậy cũng là chờ chết phần. Có thể La Quân cũng không tiện không ra a. Cũng không thể nói mình sợ hãi bị xử lý a. La Quân là cái thích sĩ diện người, hắn tại Tư Đồ Linh Nhi cùng Tư Đồ Viêm trước mặt là khẳng định không thể như thế mất mặt. La Quân dưới mắt cũng chỉ có thể chờ đợi chính mình không muốn xui xẻo như vậy. Sau 20 phút, Tư Đồ Linh Nhi đem lái xe đến 3 dặm thôn quán ba một con đường. Sau đó Tư Đồ Linh Nhi dừng xe, tùy ý tuyển quán rượu đi vào. La Quân vội vàng theo ở phía sau. Cái này quán rượu gọi là Ngôi Sao Quán Ba, vừa tiến vào trong quán rượu, La Quân liền bị cái kia đinh tai nhức óc kim loại nặng âm nhạc oanh tạc màng nhĩ. Dạng này không khí, là La Quân trước kia thích nhất địa phương. Nhưng bây giờ hắn nhưng không có loại kia liệp diễm tâm tình. Người cuối cùng sẽ trong lúc vô tình lớn lên. Trong quán ba, đèn neon bắn đèn lấp lóe, trong sàn nhảy, đô thị nam nữ điên cuồng đong đưa. Nơi này tựa như là nghiêu quỷ xà thần căn cứ, tràn ngập làm càn, phóng túng, điên cuồng. Người người đều mang một tia vẻ say, làm càn lấy chính mình thần kinh. Liền xem như nhát gan nam sinh đến nơi đây, cũng sẽ không tự giác gan lớn. Những cái kia xưa nay đoan trang nữ sinh đến nơi đây, cũng dám mở miệng qua đùa giỡn ngưỡng mộ trong lòng nam thanh niên.
đây là thuộc về quán ba độc hữu ma lực. La Quân ánh mắt chính là đi theo Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi đi thẳng tới quầy ba trước, nàng sau khi ngồi xuống, điểm một ly huyết ghi. La Quân đi vào nàng ngồi xuống bên người, muốn một chén vodka. Tử từ từ uống, cảm thụ được quán ba bầu không khí, ngược lại là một loại không tệ hưởng thụ. Bất quá, mỹ nữ đi tới chỗ nào đều sẽ dễ dàng rước lấy phiền phức. Huống chi, Tư Đồ Linh Nhi là có Yến Kinh đệ nhất mỹ nhân xưng hào. Rất nhanh, thì có một cái dài không tệ thanh niên trong tay nắm lấy chén rượu đi tới. Thanh niên này nhìn 27-28 tuổi, ăn mặc màu trắng cây đai áo sơ mi, áo khoác cưỡi ngựa màu đen. Trên tay mang một khối Omega đồng hồ. Xem xét cũng là người có tiền công tử ca. Tư Đồ Linh Nhi là lãnh mỹ nhân, khí chất siêu nhiên. Bình thường tiểu lưu manh còn thật không dám đến mạo phạm. Cũng chỉ có loại này công tử ca mới dám đi lên ngâm. Công tử này gọi là Lý Kiện còn không có tới gần, La Quân liền ngăn lại hắn, anh em, cái này không phải ngươi đồ ăn, đổi hắn đi. Lấy ngươi điều kiện, trong này rất nhiều nữ nhân đều nguyện ý cùng ngươi đi qua đêm. Lý Kiện lập tức nhíu mày, nói, ngươi là ai nha? La Quân thực không phải sợ Lý Kiện chiếm Tư Đồ Linh Nhi tiện nghi, chủ yếu là cảm thấy thượng thiên có đức hiếu sinh. Tư Đồ Linh Nhi ra tay đoán chừng sẽ rất hắc, dưới mắt Lý Kiện hỏi. La Quân ngược lại là rất lợi hại, lý trực khí tráng nói, ta là nàng vị hôn phu, ba ngày sau đó chúng ta liền muốn cử hành hôn lễ. Lý Kiện nhất thời phiền muộn, hắn tán gái nhiều năm, lần thứ nhất gặp phải giống Tư Đồ Linh Nhi dạng này cực phẩm. Cho nên dưới mắt, hắn tuyệt không nguyện ý cứ như vậy từ bỏ. Hắn thượng hạ quét La Quân liếc một chút, nói, ngươi nói nàng là ngươi vị hôn thê cũng là ngươi vị hôn thê a? Thì ngươi cái này đầu, ngươi xứng sao? Ta còn nói nàng là lão bà của ta đây. La Quân mặc quần áo xác thực không phải rất đắt loại kia, toàn thân cao thấp cũng liền 2000 đến khối. Cùng Tư Đồ Linh Nhi còn có Lý Kiện trang phục so ra đều kém xa. Tư Đồ Linh Nhi một kiện áo sơ mi cũng là 3 vạn, một kiện áo khoác càng là có giá trị không nhỏ. Lý Kiện càng không nhiều hơn nhiều lời, đồng hồ đều là 20 vạn. La Quân hơi hơi thở dài, hắn cũng liền không nói nhiều, nói, tốt a, ngươi cho ta không nói. Hắn quay người uống một ngụm vodka. Lý Kiện gặp La Quân lùi bước, vui mừng trong bụng. Ám đạo con hàng này quả nhiên là giả mạo, may mà ca ca ta thông minh. Hắn rào rạt ra lớn nhất rung động lòng người nụ cười, cước bộ nhẹ nhàng đi vào Tư Đồ Linh Nhi bên người. Ha ha, mỹ nữ người tốt, ta gọi Lý Kiện, có thể cùng uống một chén. Cút ngay, Tư Đồ Linh Nhi lạnh lùng quét mắt một vòng Lý Kiện, nói ra. Lý Kiện không khỏi ngẩn ngơ, hắn lần thứ nhất đụng phải như thế có tính cách cô nàng. Trước kia đụng phải cô nàng đều là mấy lần lừa gạt tới tay, cái kia không khỏi quá không có ý nghĩa. Lý Kiện nhất thời cảm giác tới khiêu chiến, hắn không tức giận chút nào, cười tủm tỉm nói ra, mỹ nữ, ngươi thật giống như không mấy vui vẻ. Có phải là có tâm sự gì hay không? Thuận tiện nói cho ta nghe sao? Ngươi hội xem tướng, Tư Đồ Linh Nhi xem tướng Lý Kiện, nói ra. Lý Kiện hơi hơi ngẩn ngơ, cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi câu nói này có chút không khỏi rượu. Bất quá hắn rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, thầm nghĩ, ngoá, lão tử nơi đó coi số mạng. Chỉ bất quá một mình ngươi ở chỗ này uống rượu giải sầu, đứa ngốc đều có thể nhìn ra không vui a. Lý Kiện lập tức mượn sườn núi xuống lừa, nói, biết một chút. Tư Đồ Linh Nhi liền duỗi ra tùm ngọc thủ, nói ra, vậy ngươi cho ta xem một chút tướng tay. Lý Kiện nhất thời kích động, thầm nghĩ, may mắn lão tử kiên trì, cái này băng sơn mỹ nữ nhìn lấy không tốt phao. Không nghĩ tới như thế bên trên nói a. Hắn ngay sau đó thì vươn tay chuẩn bị qua nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi tùm ngọc thủ. Thế nào biết đúng lúc này, Tư Đồ Linh Nhi cổ tay khẽ đảo, lập tức liền chế trụ Lý Kiện tay. Răng rắc một tiếng, Lý Kiện phát ra thống khổ kêu thảm, hắn thủ đoạn cũng là bị Tư Đồ Linh Nhi một chút bẻ gãy. Tư Đồ Linh Nhi sau đó lại một chân đem Lý Kiện đá bay ra ngoài. Nàng cũng không nhiều nhìn Lý Kiện liếc một chút, tựa như là đá bay một cái rác rưởi. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi tiếp tục ngồi xuống uống rượu, giống như nơi này phát sinh hết thảy đều không có quan hệ gì với nàng giống như. La Quân nhìn ở trong mắt, chỉ có thể âm thầm thay Lý Kiện mặc niệm, mẹ chứng, cái này kêu là trời gây nhiệt, còn nhưng vì tự gây nhiệt, không thể sống a. Lý Kiện trên mặt đất phát ra như giết heo kêu thảm, lập tức liền gây nên không nhỏ bạo động. La Quân biết rượu này là uống không trôi, lập tức tính tiền. Sau đó bắt lấy Tư Đồ Linh Nhi tay. Nói, chúng ta đi.
Tư Đồ Linh Nhi liền cũng liền theo La Quân cùng một chỗ. Hai người rất mau ra quán bar. Lập tức, giái tai cũng liền thanh tịnh nhiều. Lúc này, La Quân cũng mới tỉnh ngộ lại, chính mình lại là một mực nắm lấy Tư Đồ Linh Nhi cánh tay. Mà lại Tư Đồ Linh Nhi cũng không có dãy giụa. La Quân vội vàng buông ra, đồng thời có chút may mắn. Còn tốt Tư Đồ Linh Nhi không có đem tay mình cho bẻ gãy a. Mà lại, con hàng này còn cảm thấy có chút đắc chí. Vui cái gì, vui là hắn theo Lý Kiện đãi ngộ khác biệt a. La Quân đều không phát giác chính mình bất chi bất giác yêu cầu biến rất thấp. Bên trên Ferrari về sau, vẫn là Tư Đồ Linh Nhi lái xe. La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xe lại như một đạo thiểm điện bưu ra ngoài. Tư Đồ công quán đèn đuốc sáng trưng. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tốt về sau liền phát hiện trong viện nhiều mấy chiếc xe sang trọng. Mà lại từ đại sảnh nơi đó còn truyền đến tranh chấp thanh âm. La Quân bị kinh ngạc, thầm nghĩ, xảy ra chuyện gì? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, liền cùng Tư Đồ Linh Nhi nhanh chóng hướng cửa chính chỗ đi đến. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đến đại sảnh cửa chính chỗ, lập tức liền trông thấy Tư Đồ Viêm lão gia tử ngồi ngay ngắn thượng thủ, Ngô bá vẫn là tại bên cạnh phục thị lấy. Phòng khách này bố cục thị phục cổ, chủ khách tầng thứ rõ ràng. Khách mời trên ghế ngồi hết thảy ngồi 4 người, phân hai một bên ngồi. 4 người này cầm đầu là một cái hơn 60 tuổi lão giả toàn thân áo đen, trợn mắt nhìn nhau, vô cùng uy nghiêm. Mặt khác 3 cái đều là trung niên nhân, riêng phần mình cũng là ăn mặc bất phàm, khí độ phi phàm. Những người này, đều là hạng người tu vi cao thâm. Từng cái tựa hồ cũng đã là kim đan chi cảnh, lão giả kia tu vi càng là thâm bất khả chắc. La Quân không biết là, lão giả này chính là Lâm Phong gia gia Lâm Chiến Thiên. Mà cái này 3 trung niên nhân bên trong, nhiều tuổi nhất gọi là Lâm Lập Quần, chính là Lâm Phong phụ thân. Còn lại 2 cái thì là Lâm Phong thúc thúc. Cái này 3 trung niên nhân tất cả đều là con trai của Lâm Chiến Thiên. Lâm Chiến Thiên là Lâm gia gia chủ, tu vi cao thâm mặt chắc, cái này từ không cần nhiều lời. Cái kia Tần Lâm Quần lại cũng đã là kim đan đỉnh phong tu vi. Dưới mắt đám người này đến tự nhiên là hưng sư vấn tội. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi sau khi đi vào, La Quân trước hướng Tư Đồ Viêm ôm quyền thở dài, nói, ra ra. Tư Đồ Linh Nhi cũng hô một tiếng ra ra. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, các ngươi trở về ngược lại là rất nhanh, làm sao không nhiều chơi biết. La Quân khẽ cười khổ, cái này bên trong nguyên do tất nhiên là không cần nhiều lời. Tư Đồ Linh Nhi khẽ nhíu mày, nàng liếc nhìn ở đây Lâm gia nhân. Sau đó nói, ra ra, ta đi nghỉ trước. Nàng nói xong cũng đi. Đứng lại, Lâm Chiến Thiên ba một tiếng, vỗ bàn đứng lên, hắn cả giận nói, Tư Đồ Linh Nhi, cháu của ta Lâm Phong cánh tay đoạn, người không có ý định cho chúng ta một cái công đạo sao? Tư Đồ Linh Nhi đôi mi thanh tú cau lại, nói, cánh tay hắn cũng không phải ta bẻ gãy, ta tại sao phải cho ngươi bàn giao? Ngươi, Lâm Chiến Thiên giận không kềm được. La Quân sớm đứng ra. Hắn nhìn về phía Lâm Chiến Thiên, nói, lão tiền bối, Lâm Phong tiểu ca cánh tay chính là ta kéo đứt. Bất quá hôm nay ta cùng hắn chính là công bằng giao đấu, sinh tử cùng người không oán. Nguyên lai là ngươi tiểu tặc này, Lâm Chiến Thiên hai mắt huyết hồng, hắn là cái nóng nảy tính tình, trong nháy mắt sát ý bạo phát đi ra. Cái này một cái chớp mắt sát ý giống như địa ngục tu la, để La Quân cả người như rớt vào hầm băng, ta giết ngươi. Lâm Chiến Thiên liền muốn động thủ. La Quân hãi nhiên. Liền cũng tại lúc này, Tư Đồ Viêm lão gia tử tằng hắng một cái. Khụ khụ. Một tiếng này ho khan trong nháy mắt liền đem sở hữu địa ngục tu la khí thế chấn áp xuống dưới, giống như kim cương Phật âm, cổ quái tới cực điểm. Tư Đồ Viêm trầm giọng nói, Lâm Chiến Thiên, La Quân là ta cháu rể, ngươi như còn dám làm càn, ta liền gọi ngươi hôm nay ra không cái đại môn này. Thanh âm hắn nghe già nua vô cùng. Nhưng giờ khắc này, lại có loại vô hình chấn nhiếp lực. Lâm Chiến Thiên lại là thật không dám ra tay với La Quân. Đó là cái rất kỳ quái cục diện. Lâm Chiến Thiên bên này, từng cái đều là cao thủ. Lâm Chiến Thiên bản thân càng là thâm bất khả chắc. Mà Tư Đồ ra bên này, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tuy nhiên tu vi không tệ. Nhưng là Ngô bá căn bản liền sẽ không công phu, Tư Đồ Viêm lão gia tử càng là gần đất xa trời. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Lâm gia cũng không dám làm càn. Bọn họ tựa hồ tại e ngại cái gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 160, Kinh Thành Tứ Tiểu Long bên trong lão đại.
Cái này vi diệu bầu không khí La Quân phát giác được. Hắn nhạy cảm phát giác được Lâm gia sợ hãi vừa lúc cũng là Tư Đồ Viêm lão gia tử. La Quân trong lòng run lên, chẳng lẽ Tư Đồ lão gia tử thật sự là ẩn tàng tuyệt đỉnh cao thủ? Không phải vậy lời nói, Lâm gia nhân đang sợ cái gì? Nếu như Tư Đồ lão gia tử không có chút tài năng, Tư Đồ gia bây giờ như thế nào lại một mực ngật đứng không ngã? La Quân nghi hoặc là, Tư Đồ lão gia tử nhìn thật sự là cái ông già bình thường, mà lại là loại kia thân thể không tốt, tuổi già sức yếu. Loại tình huống này thật không nên xuất hiện tại một cao thủ trên thân. Đến kim đan tu vi người, coi như qua tuổi trăm tuổi, giống nhau là long tinh hổ mãnh. La Quân không nghĩ ra, bất quá lúc này cũng không dung hắn tiếp tục suy nghĩ nhiều. Giờ này khắc này, Lâm Chiến Thiên hít sâu một hơi, thoáng bình phục tâm tình. Lâm Phong phụ thân Lâm Lập Quần đứng lên, hắn nhìn về phía Tư Đồ Viêm lão gia tử, nói ra, lão gia tử, chúng ta vẫn luôn rất lợi hại tôn kính ngài. Lâm gia cùng Tư Đồ gia cũng luôn luôn đều là hữu hảo tới lui. Nhưng hôm nay, khuyển tử ở chỗ này gãy cánh tay, ngài chẳng lẽ không hẳn là cho chúng ta một cái thuyết pháp sao? Tư Đồ Viêm lạnh lùng nói ra, ta trước đó liền đã hướng các ngươi giải thích qua. Việc này hoàn toàn là Lâm Phong tiểu ca khư khư cố chấp muốn cùng ta người cháu rể này giao đấu, chính hắn nói xong sinh tử cùng người không oán. Ta cháu rể bị buộc bất đắc dĩ, đành phải xuất thủ. Trên thực tế, ta cháu rể vẫn là lưu thủ, nếu không các ngươi muốn đối mặt cũng là một cái chết đi Lâm Phong. Cho nên, các ngươi chẳng những không nên tới của trách, ngược lại là hẳn là cảm tạ ta cháu rể trạch tâm nhân hậu. Hắn đón đến, còn nói thêm, trái lại, nếu như hôm nay quyết đấu, là ta cháu rể bị Lâm Phong tiểu ca đánh chết. Như vậy ta cũng sẽ không qua tìm các ngươi Lâm gia phiền phức. Chúng ta đều là luyện võ người, chẳng lẽ còn thua không nổi sao? Lâm Lập Quần nói ra, lão gia tử, nhưng ta làm sao nghe nói, đây hết thảy đều là bởi vì Linh Nhi cô nương giật dây mới chuyện phát sinh. Tư Đồ Viêm nói ra, cái gì giật dây không giật dây, hoang đường. Lâm Phong tiểu ca chính là kim đan tu vi, lục địa chân tiên. Chính hắn không có não tử sao? Chỉ cần không phải người khác thanh đao gác ở trên cổ hắn, như vậy hắn làm ra bất kỳ quyết định gì, cái kia đều hẳn là từ chính hắn đến phụ trách. Chuyện này, dừng ở đây. Tư Đồ Viêm sau đó trầm giọng nói ra, các ngươi mời trở về đi. Ta vẫn là câu nói kia, La Quân là ta cháu rể, nếu ai dám động đến hắn, cái kia chính là cùng ta Tư Đồ Viêm không qua được. Lâm Lập Quần trong mắt lóe lên tức giận, nói, lão gia tử, ngài khác khinh người quá đáng. Khinh người thì thế nào? Tiểu hậu sinh, Tư Đồ Viêm đột nhiên trong mắt chừng một cái, nổi nóng nói. Chúng ta đi, Lâm Chiến Thiên thật sâu nhìn một chút Tư Đồ Viêm, bỗng nhiên nói ra. Hắn sau khi nói xong xoay người rời đi, Lâm Lập Quần gặp nhà mình lão gia tử lên tiếng, bọn họ dù cho khó chịu, lại cũng chỉ có thể đi theo Lâm Chiến Thiên đi. Đám người này, đến nhanh, qua cũng nhanh. Đợi bọn hắn sau khi đi, Tư Đồ Viêm mới đối La Quân mỉm cười, nói ra, tốt, La Quân, thời gian cũng không còn sớm, các ngươi đều sớm đi nghỉ ngơi đi thôi. La Quân hơi hơi lo lắng, nói ra, Lâm gia hội như vậy từ bỏ ý đồ sao? Tư Đồ Viêm nói ra, không cần phải để ý đến bọn họ, lật không nổi cái gì sóng. Hắn nói rất là hời hợt. La Quân yên lòng, đồng thời, hắn nhịn không được kỳ quái nói. Ra ra, ta có cái nghi vấn. Tư Đồ Viêm nói, ồ. La Quân nói, Lâm gia hình như rất sợ ngài bộ dáng, nhưng ta nhìn Lâm gia mấy người, đều không phải là người yếu. Bọn họ vì sao lại sợ ngài? Tư Đồ Viêm cười ha ha một tiếng, nói ra, số tiểu tử, về sau ngươi sẽ minh bạch. Đi ngủ đi. La Quân liền biết lão gia tử không nguyện ý vạch trần mê, hắn cũng liền không tiện hỏi tới nữa. Ngay sau đó cùng Tư Đồ Linh Nhi trở về phòng của mình. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi không sai biệt lắm thời gian riêng phần mình rời giường. Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng đứng lên. Tất cả mọi người tại trong nhà ăn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Ăn điểm tâm thời điểm, Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra, La Quân A, thân phận của ngươi chứng cùng hộ khẩu bản mang ở trên người A. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, chứng minh nhân dân ta mang theo, hộ khẩu bản nhét vào Trầm Mặc Nùng trong nhà. Tư Đồ Viêm nói ra, cái kia một hồi ngươi liền đi cầm đến đây đi. Ta đã ước dân chính cục nhân viên, một hồi ngay ở chỗ này, cho các ngươi đem giấy hôn thú làm. La Quân nhất thời sửng sốt, xoa, thật sự là muốn kết hôn. Mà lại, cái này có tiền có quyền cũng là châu A. Đều không cần qua xếp hàng, trực tiếp để dân chính cục người tới xử lý.
hắn cũng không có gì tốt giả mồm, liền nói ra, tốt. Tư Đồ Viêm lại đối Tư Đồ Linh Nhi nói, Linh Nhi à, người bồi tiếp La Quân cùng đi. Tư Đồ Linh Nhi đang uống cháo, nghe vậy liền nói ra, tốt. Nàng dù sao đối hết thảy đều rất lợi hại không quan trọng. Tư Đồ Viêm còn nói thêm, đúng, tốt giống bây giờ người trẻ tuổi đều muốn đập ảnh cưới, các người muốn hay không cũng đi đập vỗ. La Quân nào có cái tâm tình này, hắn liền nói ra, ra ra, cái này coi như đi. Ta cùng Linh Nhi đều là người trong giang hồ, không quan tâm những này hư đồ, vật. Linh Nhi ngươi đâu, Tư Đồ Viêm lại hỏi. Tư Đồ Linh Nhi liền nói ra, lười nhắc đập. Tư Đồ Viêm cũng liền không lại miễn cưỡng, nói ra, vậy được rồi. Ăn sáng xong về sau, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi thì ra quan hệ xã hội. Tư Đồ Linh Nhi mở Ferrari, La Quân ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Địa chỉ, Tư Đồ Linh Nhi lái đi ra ngoài về sau, lạnh lùng hỏi. La Quân cũng thói quen Tư Đồ Linh Nhi cái này tính tình, hắn cũng không để ý, ngay sau đó nói địa chỉ. Xe một đường bay biểu, La Quân làm theo cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Trầm Mặc Nùng cũng không ở nhà, La Quân dù sao có nhà nàng chìa khóa, cho nên có thể trực tiếp đi lấy đồ, vật. Ở trong điện thoại, Trầm Mặc Nùng nghe La Quân muốn cầm hộ khẩu bản, nàng lập tức điều cười nói chúc mừng, cũng chúc La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. La Quân khí kém chút ngã điện thoại, bách niên hảo hợp em gái người A, sớm sinh quý tử em gái người A, Tư Đồ Linh Nhi lại là cái sinh con nữ nhân. Hôm nay khí trời y nguyên âm trầm, tại Trầm Mặc Nùng trong nhà cầm hộ khẩu bản đi ra lúc là 10 giờ sáng. Tư Đồ Linh Nhi một mực đang trong xe chờ La Quân xuống tới về sau lên xe. Tư Đồ Linh Nhi nổ máy xe về Tư Đồ công quán. La Quân cũng không tính thông báo Lâm Thiến Thiến các nàng tới tham gia hôn lễ. Lúc đầu cũng không phải cái gì đáng đến chuyện cao hứng, cứ như vậy đi. Ferrari rất nhanh chạy đến Bắc Ngoại Ô, lại đi vào một đầu chuyên môn lái hướng Tư Đồ ra đường cái. Liền cũng tại lúc này, một cỗ màu đen Land Rover từ phía trước chỗ cua quẹo, đột nhiên xông lại. Chiếc này Land Rover bá khí vô cùng, bưu hãn nghiền ép lên tới. Tư Đồ Linh Nhi thấy thế, khẩn cấp bên trong cũng không phanh xe, mà chính là trực tiếp tay sát phanh lại, cũng một cái đại chuyển biến, trôi đi. Tiếp lấy liền khó khăn lắm tránh lái Land Rover nghiền ép. Ferrari đột nhiên sát dừng lại. Chiếc kia Land Rover cũng đi theo sát ngừng. Sau đó, Land Rover cửa xe mở ra, bên trong dưới tới một cái mặc màu đen bóp da thanh niên. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên cũng đã biết kẻ đến không thiệt, hai người bọn họ cũng cấp tốc xuống xe. La Quân nhìn về phía cái kia màu đen bóp da thanh niên, chỉ gặp thanh niên này nhìn 28 tuổi khoảng chừng, hắn là đầu đinh, mày kiếm mắt sáng. Ánh mắt như có lạnh điện, nhiếp nhân tâm phách. Người thanh niên này khí thế rất mạnh, tu vi thế mà cũng là kim đan đỉnh phong. Thanh niên giơ tay nhấc chân, đều có một loại cường đại chấn nhiếp chi lực. Hắn tại cách La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi 2 mét khoảng cách chỗ đứng vững, sau đó đối xử lạnh nhạt liếc nhìn, ánh mắt rơi vào La Quân trên thân, người chính là La Quân. Hắn lạnh lùng chất vấn. La Quân rất khó chịu con hàng này ở trên cao nhìn xuống ngữ khí cùng khí thế. Hắn cũng lãnh đạm trả lời, đúng là ta, làm sao? Thanh niên trong mắt lóe lên hàn ý, nói ra, rất tốt, vậy ngươi thì ghi lại. Ta gọi là Thành Bân Thiên, kinh thành tứ tiểu long lão đại, Lâm Phong đường ca. Ta tới tìm ngươi, là thay ta đường đệ báo thù. La Quân khẽ nhíu mày, hắn không dám khinh thường. Trước mắt cái này Thành Bân Thiên, tu vi theo tu la tương tự. Chính mình thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Bất quá La Quân hơi hơi thở phào là. Bên cạnh mình còn có Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cũng là kim đan đỉnh phong tu vi, đánh nhau, cũng không sợ tên này. Thành Bân Thiên bỗng nhiên quét về phía Tư Đồ Linh Nhi, hắn ngược lại không phải người ngu, biết Tư Đồ Linh Nhi là cọng rơm cứng, nhân tiện nói, Tư Đồ Linh Nhi, đây là ta cùng hắn ân oán, ta hy vọng ngươi không nên nhúng tay. La Quân liền muốn cười, dựa vào, ngươi nói đùa cái gì? Lão tử theo Tư Đồ Linh Nhi liền muốn kết hôn, mọi người cũng là người một nhà. Ngươi thế mà để Tư Đồ Linh Nhi không nên nhúng tay. Cái này không chê cười mà. Thế nào biết đúng lúc này, Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ngươi cùng hắn ở giữa sự tình, không liên quan gì đến ta. Các ngươi yêu như thế nào thì như thế nào. La Quân nhất thời ngây người, dựa vào, Tư Đồ Linh Nhi, ngươi có phải hay không người A? Hắn lúc này cũng không thể đi cầu Tư Đồ Linh Nhi, hoặc là ôm Tư Đồ Linh Nhi bắp đùi. La Quân tâm lý rõ ràng, Tư Đồ Linh Nhi là cái quái thai. Nàng thật là chuyện gì đều làm được.
Thành Bân Thiên gặp Tư Đồ Linh Nhi tỏ thái độ, không khỏi thở phào. Cái này một cái chớp mắt, Thành Bân Thiên lòng tin tăng vọt. Hắn nhìn về phía La Quân, trong mắt lóe lên lệ mang, nói, tiểu tạp chủng, ngươi là tự phế hai tay, vẫn là muốn ta động thủ. La Quân bất đắc dĩ, nói ra, ta cùng Lâm Phong chính là tỉ thí công bình, thực sự chưa nói tới cửu hận hai chữ. Ta cảm thấy giữa chúng ta càng không cần thiết đánh nhau, oan gia nên giải không nên kết, ca, ngươi nói đúng không? Thành Bân Thiên cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tạp chủng, ngươi sợ sao? Sợ sẽ quỳ xuống để xin tha, có lẽ ra ra ta hôm nay tâm tình một tốt, nên tha cho ngươi một mạng đâu. La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, ai, không biết lễ, không thể lập. Cổ nhân thật không lừa ta, đã ngươi muốn tìm chết, vậy ta thì miễn vì khó, tiễn ngươi một đoạn đường đi. Thành Bân Thiên nghe vậy nhất thời giận tím mặt, nói, tiểu tạp chủng, ngươi muốn chết. Hắn nói vừa xong liền động thủ. Người như phong lôi. 2 mét khoảng cách, chớp mắt liền đến. La Quân thiểm điện lui lại. Cái này Thành Bân Thiên tốc độ quá nhanh, hắn đạo tràng khí thế càng là hung mãnh tuyệt luân, trong nháy mắt khiến người ta hô hấp đều cảm thấy khó chịu. La Quân căn bản không dám nhẹ tranh phong. La Quân vừa lui, lập chỗ hạ phong. Thành Bân Thiên lạnh hừ một tiếng, cảm thấy cái này La Quân quả nhiên là bao cỏ. Tốc độ của hắn càng nhanh. Quyền phong chỉ, đánh đâu thắng đó. Người khác như quỷ gió xoáy, chớp mắt thì tới gần La Quân. La Quân không thể trốn đi đâu được. Cho ta nằm xuống, Thành Bân Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay vào lúc này, phanh một tiếng súng vang. La Quân trong tay áo đột ngột trượt ra một chi súng lục ổ quay, tiếng súng một vang, thủy ngân viên đạn trực tiếp bạo bên trong Thành Bân Thiên quyền đầu. Cái này một cái chớp mắt, máu tươi nổ tung, Thành Bân Thiên nửa cánh tay đều bị tạc hủy. Hắn tức giận biển rộng lớn phá, cả người hét thảm lên, gào khóc thảm thiết, đau nhức không thể cản. La Quân tiếp lấy lại mở ra nhất thương. Chương 161, chính thức kết hôn. Oan oan tương báo khi nào? La Quân tâm lý nghĩ tới câu nói này, nhưng hắn chợt phát hiện chính mình nhân từ cũng không có đạt được hồi báo. Đã như vậy, vậy liền giết đi. Lần này, hắn không có chút gì do dự, lại nhất thương bạo bên trong Thành Bân Thiên mi tâm. Phanh một tiếng. Thành Bân Thiên đầu lâu nổ tung, máu tươi nổ bắn ra, tại chỗ tử vong. Tử trạng huyết tinh, vô cùng thê thảm. La Quân thu hồi thương, nhàn nhạt hướng một bên Tư Đồ Linh Nhi nói ra, đi thôi. Tư Đồ Linh Nhi nhìn nhiều La Quân liếc một chút, bất quá nàng vẫn là không nói gì, quay người liền lên xe.